Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 471. Mắt xem Diệp Thần bản thể, thì phải gặp phải chém chết, nguy cấp bên trong, Diệp Thần điều khiển phân thân, triệu hoán ra một kiện pháp bảo. Cửu thần gợi ý ghi, bảo vệ. Diệp Thần quát to một tiếng, trong hư không toát ra cửu sắc thần quang, một quyển thiên thư ở vô cùng sáng mờ, vô cùng thủy ải nổi bật hạ, nổi lên. Chính là cửu thần lục. Cửu thần lục vừa ra, hào hùng đại lộ quy luật, ngay tại trong hư không lóe lên. Cửu sắc ánh sáng giống như cầu vồng, vần quanh ở cửu thần lục bên trên, tóe ra chư thiên ngâm sướng, ầm ầm như sấm minh, rung động nhân tâm. Cái này cuốn cửu thần lục, phủ vừa xuất hiện, chính là trôi lơ lửng ở Diệp Thần đỉnh đầu, toát ra mênh mông bảo vệ trói lọi. Đây là cửu thần lục. Hùng bá diệu sắc mặt cuồng biến, một đao vung chém xuống đi, đủ để tan biến tinh không một đao, nhưng hoàn toàn không cách nào phá vỡ cửu thần lục bảo vệ. Diệp Thần bản thể, ở cửu thần lục dưới bảo vệ, an ổn như núi, không nhúc nhích tí nào, không có bị tổn thương chút nào. Thật may có cửu thần lục hộ thể. Diệp Thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cái này cửu thần lục ẩn bên trong uy năng, đặc biệt khủng bố, hàm chứa cửu thần thiên chiêu bí ẩn, năm đó biểu thị cửu thần ra đời, có thiên địa đại lộ oai. Lấy Diệp Thần trước mắt tu vi, vẫn không thể phát huy ra cửu thần lục chân chính giết hại uy lực, nhưng muốn lợi dụng cửu thần lục hộ thể, nhưng là dễ như trở bàn tay. Ở cửu thần lục dưới sự bảo vệ, hùng bá diệu hoàn toàn không cách nào đột phá. Đáng chết, ngươi chính là thiên huyền cảnh thân, ngươi có thể phát huy cửu thần lục lực lượng. Ta không tin. Hùng bá diệu cắn răng nghiến lợi, sắc mặt cuồng nộ, không tin Diệp Thần có thể nắm trong tay cửu thần lục, lập tức vung đao như mau mưa vậy, liền liền chém điên cuồng, từng đạo đao khí giết phá hư không, suy suy vang dội, âm bạo thanh kịch liệt. Bình bịch bịch, vô số đao khí, chém ở Diệp Thần ra bề ngoài, nhưng đều bị một cổ cửu sắc thần mang ngăn trở, cũng không có làm tổn thương đến Diệp Thần bản thân. Vậy cửu sắc thần mang, chính là cửu thần lục che chở. Ở cửu thần lục dưới sự che chở, Diệp Thần phảng phất là vạn pháp bất xâm, chư thiên không phá, kim cương bất phôi, lợi hại tới cực điểm. Nhưng, hùng bá diệu dẫu sao là thần đạo cảnh cường giả, hắn liền liền chém điên cuồng ra đao khí, vẫn là có một phần nhỏ lực lượng, tới sát Diệp Thần trong cơ thể. Cái này nhỏ một phần chia lực lượng, ngàn vạn đao tích lũy xuống, vậy để cho được Diệp Thần gân cốt phát đau, thân thể thật giống như bị biến dạng. Xem ra ngươi cũng không phải vô địch. Hùng bá diệu bén nhạy nhìn ra một điểm này, vung đao như hắt mực vậy, tiếp tục điên cuồng chém trẻ Diệp Thần. Kỷ Tư Thanh, Vương Bình An các người, thấy một màn này, đều là hoảng hốt. Hùng bá diệu võ đạo cường hãn, vậy cuồng bạo như sậu vũ đao thế, điên cuồng hết sức, làm người ta căn bản không cách nào đến gần. Diệp Thần cho dù có cửu thần lục bảo vệ, chịu đựng mạnh như vậy mãnh liệt đao thế, áp lực vậy là đặc biệt to lớn. Nhưng, hắn cắn răng cố nén, chỉ cần cùng thủ vọng thụ hoàn toàn hồi phục, chính là hắn phản kích thời điểm. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, thủ vọng thụ toát ra trói lọi, càng ngày càng nồng đậm. Hùng bá diệu thấy tình thế không ổn, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống trên thân đao, nhất thời đao khí bạo tăng, hơn nữa điên cuồng chém trẻ Diệp Thần, muốn buộc hắn dừng lại hồi phục thủ vọng thụ. Cuồng bạo đao khí bắn ra bốn phía, làm được thủ vọng thụ từng cái chạc cây, cũng bị chém đứt xuống, lá rơi bay múa đầy trời, sáng đẹp nguy nga. Không tốt. Diệp Thần cảm nhận được hùng bá diệu đổi được lực lượng điên cuồng, sắc mặt cũng là trầm xuống. Hắn thừa nhận áp lực, đột nhiên tăng lên rất nhiều, xương cốt rắc rắc sát vang dội, thật giống như sắp bị nghiền bạo, người đã mau không chịu nổi. Luân hồi chi chủ, ta vì ngươi chúc phúc. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm sâu kín, như thanh tuyền lạnh lùng, như không cốc hoàng oanh, mang chút dễ nghe cùng u oán, truyền tới Diệp Thần trong lỗ tai. Thanh âm này lại là từ bên trong thần điện truyền ra, không biết là ai thanh âm. Luân hồi chi chủ, ta vì ngươi cầu nguyện. Rừng rậm sẽ bảo hộ ngươi, gió, mây, bầu trời, mặt đất, hoa cỏ, huyễn mộng, thế gian hết thảy tốt đẹp, cũng sẽ bảo hộ ngươi. Thanh âm kia rất ôn nhu, truyền tới tại chỗ mỗi một người trong lỗ tai. Thảo thần phái và Vũ Hoàng phái người, Vương Bình An, Vũ Hoàng Đông Vân. Vân, đang kịch liệt chém giết. Nhưng nghe đến thanh âm này sau đó, tất cả người nội tâm sát khí cùng chiến ý, lại thần kỳ biến mất, thật giống như bị một cổ lực lượng vô hình hóa giải,
Tất cả người ngưng chém giết động tác, ngơ ngác nhìn về phía thần điện phương hướng. Là Liên Mộng tên phản đồ kia, nàng còn chưa có chết sao? Vũ Hoàng Đông có vẻ tức giận, tựa hồ biết thanh âm kia, là ai phát ra. Vậy cầu nguyện thanh âm phát ra sau đó, bầu trời, mặt đất, mưa gió, hoa cỏ, rừng rậm, hết thảy, tựa như cũng hiện ra một cổ kỳ diệu lực lượng. Đó là tự nhiên lực lượng. Diệp Thần có thể cảm giác được, tự nhiên lực lượng, rừng rậm lực lượng, toàn bộ thủ vọng xâm lâm địa mạch lực lượng, tựa như cũng hội tụ đến trên người mình, là hắn mang tới vô thượng chúc phúc. Ở nơi này cổ chúc phúc dưới, Diệp Thần tinh thần phấn chấn, lập tức liền đem thủ vọng thụ bên trong, luân hồi máu và khởi nguyên tiên thủy hơi thở, hoàn toàn điều hòa dung hợp, đem thủ vọng thụ hoàn toàn hồi phục. Hoàn toàn hồi phục thủ vọng thụ, thân cây lại vai u thịt bắp gấp đôi, cây cối đã cao cắm vào mây xanh bên trong, một phiến miếng lá cây che khuất bầu trời, bàng bạc mà dư thừa sức sống, ở rừng rậm mỗi một xó xỉnh lan tràn. Ở nơi này cổ sinh cơ bồi bổ hạ, mới vừa thảo thần phái và vũ hoàng phái, chiến đấu người bị thương, nhất thời toàn bộ khỏi rồi, thật giống như tất cả mọi người đều lấy được thủ vọng thụ chúc phúc. Mà Diệp Thần, thành tựu hồi phục thủ vọng thụ người, hắn lấy được chúc phúc, so tất cả người cộng lại đều phải thâm hậu. Giao. Lau một cái bích lục chói lọi, bao phủ Diệp Thần toàn thân. Ở nơi này cổ màu xanh lá cây huy hoàng bao phủ hạ, Diệp Thần cảm thấy mình có vô cùng lực lượng. Xoát. Diệp Thần đưa tay ra, bắt Hùng Bá Diệu chém lung tung thân đao. Hắn chỉ là tay không, liền bắt được Hùng Bá Diệu đao, không chút tổn hao nào. Bàn tay hắn trên, có một tầng bích lục ánh sáng vần quanh, bảo vệ hắn không bị thương. Giờ phút này, thủ vọng thụ đã hoàn toàn hồi phục, mang cho Diệp Thần vô thượng chúc phúc. Ở thủ vọng thụ dưới sự che chở, Diệp Thần sức chiến đấu không biết tăng lên nhiều ít. Nếu như là ở bên ngoài, hắn sẽ đối chiến Hùng Bá Diệu cái loại này thần đạo cảnh cường giả, nhất định là đặc biệt cố hết sức, muốn chiến thắng nói, không biết cần phải bỏ ra nhiều ít giá phải trả. Nhưng hiện tại, ở thảo thần phái thần điện trong phạm vi, ở thủ vọng thụ dưới sự che chở, Diệp Thần sức chiến đấu tăng lên, đối chiến Hùng Bá Diệu, nhất thời ung dung rất nhiều. Thậm chí, hắn có thể tay không bắt Hùng Bá Diệu đao. Đáng chết, lão tổ nói ngươi có đại khí vận, cổ thần bệ hạ cũng nói ngươi khó đối phó, thằng nhóc ngươi quả nhiên không đơn giản sao. Hùng Bá Diệu tức giận, hắn đã sớm nghe nói qua, Diệp Thần thân cái đại khí vận, khó đối phó vô cùng. Hắn trước kia không có thấy qua, một mực ôm hoài nghi. Hiện tại mình đích thân trải qua, nhất thời liền cảm thấy Diệp Thần đáng sợ. Vốn là hắn còn lấy là, dựa vào tự thân thần đạo cảnh tầng thứ nhất lực lượng, đủ để trấn áp Diệp Thần, nào nghĩ tới Diệp Thần vào giờ khắc này, nhưng lấy được thủ vọng thụ cao nhất che chở, muốn ngược lại áp chế hắn. Chiến cuồng nguyên thể, mở. Hùng Bá Diệu bỏ đao lui về phía sau một bước, sắc mặt đổi được cực độ dữ tợn. Bỗng nhiên hai quả đấm nắm chặt, cuồng quát một tiếng, cả người bắp thịt nổ, lực lượng cuồng bạo bộc phát ra, đầu đầy tóc đen hóa thành vàng óng màu sắc, từng luồng dơ lên, cả người màu vàng kiêu căng gầm thét, khí tượng đặc biệt nguy nga. Vào giờ khắc này, hắn lại là mở ra chiến cuồng nguyên thể. Chiến cuồng nguyên thể, là chiến cuồng gia tộc thể chất đặc thù. Cái này cổ thể chất lực lượng, đặc biệt hung ác, lúc bình thường nhất định phải ẩn nặc. Nếu không rất dễ dàng để cho người rơi vào điên cuồng. Mà mở ra chiến cuồng nguyên thể sau đó, che giấu lực lượng toàn bộ bùng nổ, người sức chiến đấu liền sẽ ngay tức thì tăng vọt, giống như hóa thân thành một đầu cuồng chiến sĩ, đặc biệt hung mãnh. Cái này chiến cuồng nguyên thể, không thể thường xuyên mở vận dụng, nếu không chiến cuồng lệ khí, liền sẽ ăn mòn đạo tâm, để cho người đánh mất lý trí, tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, cho dù là chiến cuồng gia tộc người, không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối không cần mở khải chiến cuồng nguyên thể, bởi vì là giá quá lớn. Nhưng hiện tại, đối mặt Diệp Thần, Hùng Bá Diệu hoàn toàn nhưng không được nhiều như vậy, trực tiếp mở chiến cuồng nguyên thể, hóa thân thành màu vàng kim cuồng chiến sĩ, giận phát trùng tiêu, thân cao chí ít dương cao một nửa, tầm vóc vai u thịt bắp hai vòng, giống như một đầu cự nhân vậy, hôi quyền hướng Diệp Thần đánh tới. Luân hồi chi chủ, có thể ép ta mở chiến cuồng nguyên thể, người vậy coi là chết được kỳ sở. Hùng Bá Diệu tuét miệng cười một tiếng, trước mắt dữ tợn cuồng bạo, quả đấm lực lượng so với mới vừa, không biết muốn hung mãnh nhiều ít, đơn giản là muốn một quyền nổ thiên địa pháp tắc, mạnh mẽ thô bạo hết sức. Diệp Thần mặc dù có thủ vọng thụ che chở, nhưng đối mặt Hùng Bá Diệu như vậy cuồng bạo một quyền,
cũng là cảm thấy áp lực to lớn, khí tức nguy hiểm đập vào mặt. Kỷ Tư Thanh, Vương Bình An, Vũ Hoàng Đông, còn có toàn trường các võ giả, thấy Hùng Bá Diệu một quyền này uy thế, đều là kinh ngạc rung động. Đây chính là chiến cuồng nguyên thể lực lượng sao? Quả nhiên là thô bạo vô địch. Cái này Hùng Bá Diệu cường hãn như vậy, Luân Hồi Chi Chủ còn như thế nào là địch thủ? Chẳng lẽ Luân Hồi Chi Chủ may mắn, thật đi chấm dứt? Từng trận thanh âm vang lên, đang cảm thụ đến Hùng Bá Diệu vậy cuồng bạo uy thế hạ, tất cả mọi người đều lấy là Diệp Thần phải bị một quyền đánh bể. Chiến cuồng nguyên thể lực lượng, thật là cường hãn chút. Siêu phàm nguyên thể, ha ha, ta cũng có. Diệp Thần dưới áp lực to lớn, không chút kinh hoàng, lạnh cười nhạt một tiếng, rồi sau đó cả người nguyên khí nhô lên, từng trận tiếng rồng ngâm, từ trong cơ thể hắn truyền ra, du dương mà cổ xưa, truyền khắp nguyên phiến thiên địa. Hống. Rồi sau đó, vậy tiếng rồng ngâm hóa thành động trời gầm thét, một cái hoàng kim màu sắc rồng thần, từ Diệp Thần trong cơ thể bay ra, quanh quẩn ở hắn trên cánh tay. Đó là Thiên Long nguyên thể lực lượng. Thiên Long nguyên thể, có thể để cho cả người mỗi một cái tế bào hạt cực nhỏ, cũng thay đổi thành thần long. Thân thể con người cả người, do hàng tỷ viên hạt cực nhỏ tạo thành, cái này mỗi một viên hạt cực nhỏ, đều có thể hóa long. Đỉnh cấp cảnh giới, hàng tỷ rồng thần ngất trời, đủ để uy áp thiên đế chủ thần, đây chính là Thiên Long nguyên thể lợi hại, là nguyên thiên đế tự tay sáng tạo siêu phàm lực lượng. Diệp Thần đang thức tỉnh Thiên Long nguyên thể sau đó, thân thể đã có 100.000 viên hạt cực nhỏ, có thể hóa long. Giờ phút này, hắn cho gọi ra một cái hoàng kim rồng thần, quấn quanh đến trên cánh tay mình. Cánh tay lực lượng, nhất thời chợt tăng, hắn cũng là một quyền đánh ra, không sợ chút nào, muốn cùng Hùng Bá Diệu cứng đối cứng. Đây là Thiên Long nguyên thể, nguyên thiên đế sáng tạo siêu phàm lực lượng. Hùng Bá Diệu thấy vậy, trong lòng có vẻ khiếp sợ, nhưng gặp Diệp Thần tu vi, chỉ là thiên huyền cảnh tầng thứ 7, liền yên lòng, cười lạnh nói. Chỉ tiếc, người chính là thiên huyền cảnh tầng thứ 7, còn không phát huy ra Thiên Long nguyên thể uy lực à. Chết đi cho ta. Hùng Bá Diệu sắc mặt, cực độ dữ tợn tàn bạo, cả người hơi thở hung ác cuồng ngạo, quả đấm lực lượng bùng nổ đến nhất đỉnh cấp. Hắn cũng không tin, lấy mình đến gần thần đạo cảnh tầng thứ nhất thực lực, thất bại cho Diệp Thần. Phịch! Hai quả đấm va chạm giao kích. Cái này không chỉ là hai người quả đấm va chạm, vẫn là chiến cuồng nguyên thể cùng Thiên Long nguyên thể va chạm. Làm hai người quả đấm va chạm ngay tức thì, trong hư không liền nổ ra chiến cuồng gầm thét, còn có Thiên Long tiếng hô, cuồn cuộn khí lưu nổ tung, biến dạng hư không, cả bầu trời đều bị xông lên bể, lộ ra một phiến phiến màu đen không biết không gian. Thảo thần thần điện có thủ vọng thụ che chở, ở hào hùng khí lưu đánh vào bên trong, còn có thể giữ hoàn hảo. Nhưng ngoại giới mảng lớn lớn cánh rừng, từng bụi cây cối, liền bị Diệp Thần và Hùng Bá Diệu va chạm sinh ra kình khí, trực tiếp phá hủy, từng bụi cây lớn gãy nhào ngã xuống đất, bốn phương tám hướng cũng chuyển tới oanh thanh âm ùng ùng, bụi bậm bay lượn. Diệp Thần rên lên một tiếng, hơi có chút chật vật lui về phía sau ba bước, chỉ cảm thấy quả đấm tê dại. Xương cốt thật giống như đều phải bị đụng nát. Bàn về siêu phàm lực lượng, hắn Thiên Long nguyên thể, cũng không thua với Hùng Bá Diệu chiến cuồng nguyên thể. Nhưng Hùng Bá Diệu nói không sai, hai người thực lực chênh lệch quá xa, Diệp Thần chỉ có thiên huyền cảnh tầng thứ 7 thực lực, muốn cùng Hùng Bá Diệu cứng đối cứng, dĩ nhiên là rơi xuống hạ phong. Thằng nhóc, tuy nói ngươi có đại khí vận, nhưng vậy đến đây chấm dứt. Ngươi chính là thiên huyền cảnh. Xem ra vẫn là không cách nào cùng ta cái này thần đạo cảnh so sánh. Hùng Bá Diệu cười nhạt liền liền, lại là trí đắc ý đầy hình dáng. Chung quanh Vũ Hoàng Đông cùng Vũ Hoàng phái người, sớm đã là hoan hô ủng hộ, kêu gào chấn thiên, tán tụng Hùng Bá Diệu mạnh mẽ. Diệp Thần nghe Hùng Bá Diệu mà nói, nhưng là dửng dưng một tiếng, hướng hắn nói, phải không? Xem ngươi phía sau. Hùng Bá Diệu sửng sốt một chút, theo bản năng quay đầu vừa thấy. Sau đó thấy được không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Chỉ gặp lại một cái Diệp Thần, đang xách một thanh kiếm, trong kiếm phong mang kinh khủng khí tức hủy diệt, hung hăng hướng hắn sau lưng chém chết tới. Đó là Diệp Thần Thanh Liên phân thân. Diệp Thần cười nhạt, điều khiển phân thân, hủy diệt kiếm khí trình độ cao nhất bùng nổ. Thiên đế năm suy, hủy diệt chi kiếm, phá. Diệp Thần quát to một tiếng, phân thân liền giơ kiếm chém ngang ra. Kiếm khí kịch liệt gào thét, giết hướng Hùng Bá Diệu sau lưng. Diệp Thần biết, mở chiến cuồng nguyên thể sau Hùng Bá Diệu,
cực kỳ cường hãn, nếu như mình cứng đối cứng, rất khó thủ thắng. Cho nên, hắn âm thầm điều động Thanh Liên phân thân, để cho phân thân ra tay, đánh lén ám sát. Ở thủ vọng thụ hơi thở dưới che giấu, Hùng Bá Diệu hoàn toàn không phát hiện đánh lén này. Hắn bây giờ trở về đầu thấy Diệp Thần phân thân, khua kiếm mang kinh khủng hủy diệt sát khí, cuốn tới, con người nhất thời kịch liệt co rúc lại. Một kiếm này, là Thiên Đế Ngũ Suy kiếm bên trong hủy diệt chi kiếm, lực sát thương cực kỳ khủng bố, coi như lấy Hùng Bá Diệu thần đạo cảnh thân thể, đều khó chịu đựng. Hủy diệt chi kiếm đáng sợ, tu luyện tới đỉnh cấp cảnh giới, cả ngày đế chủ thần, đều có thể chém chết. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, vậy dĩ nhiên không thể nào thương tổn tới chân chính Thiên Đế chủ thần, nhưng hôm nay ở thủ vọng thụ trợ lực cùng với thế giới hiện thật thiên địa quy tắc gia trì dưới, muốn giết tổn thương Hùng Bá Diệu loại cấp bậc này hạ vị thần, nhưng là đặc biệt có thể. Phốc xích, kinh khủng hủy diệt kiếm khí, hung hăng chém chết ở Hùng Bá Diệu sau lưng. Hùng Bá Diệu đột nhiên bị đánh lén, né tránh không đạt tới, tại chỗ trung kiếm. Chỉ gặp hắn sau lưng, bắp thịt đều bị kiếm khí biến dạng hết, máu thịt đầm đìa, lộ ra dày đặc xương trắng, vậy vết thương kinh khủng, mang đáng sợ khí tức hủy diệt, cho dù lấy hắn thần đạo cảnh thân xác, đều không cách nào khôi phục hết bệnh. Hủy diệt chi kiếm đáng sợ, chính là kiếm khí phá giết mang tới vết thương, là vĩnh viễn không cách nào khép lại, vết thương sẽ vĩnh viễn chảy máu, thẳng đến người bị thương máu tươi chảy làm chết đi. Luân hồi chi chủ, ngươi dám đả thương ta, ta muốn giết ngươi. Hùng Bá Diệu bị thương, sau lưng đau nhức, đau khổ tột cùng, hắn khuôn mặt dữ tợn kêu to lên, hóa thân thành cuồng chiến sĩ hắn, giờ phút này lại là điên cuồng hung ác, như một đầu bị điên vậy, cả người bộc phát ra hơi thở, từ màu vàng biến thành đỏ như máu màu sắc, con người tựa như bị máu tươi ngâm nhuộm qua ngàn năm. Ở vết thương đau đớn dưới sự kích thích, Hùng Bá Diệu giống như bị điên, bàn chân trên mặt đất đạp một cái, thiên địa vỡ động, hắn thân thể bạo cướp ra. Trong tay quả đấm bộc phát ra trước đó chưa từng có hung mãnh tia máu, đánh phía Diệp Thần đầu. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, thời khắc này Hùng Bá Diệu, so mới vừa bất kỳ thời khắc nào, đều phải hung mãnh khủng bố, nếu như bị hắn một quyền đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng Diệp Thần biết, hung mãnh như vậy hung ác trạng thái, kéo dài không được bao lâu. Hủy diệt chi kiếm tạo thành sát thương, rất nhanh liền sẽ để cho Hùng Bá Diệu rơi vào yếu ớt. Lập tức Diệp Thần vậy không nóng nảy, khí định thần nhàn, lăng phong thần mạch mở, gió mát lượn quanh thân, tránh né Hùng Bá Diệu công kích. Hùng Bá Diệu hung ác dưới, liên tục đánh giết, nhưng chính vì hắn quá mức cuồng bạo, chiêu pháp trực lai trực vãng, không có gì tuyệt diệu biến hóa, để cho Diệp Thần có thể ung dung né tránh. Dần dần, Hùng Bá Diệu lâu công không được, sau lưng vết thương một mực chảy máu, thậm chí có hủy diệt hắc ám khí tức tư sinh ra, ăn mòn đến hắn xương cốt bên trong. Hắn đau tận xương cốt, vậy dần dần rơi vào yếu ớt bên trong, thở hồng hộc, thế công liền đổi được chậm chạp xuống. Vũ Hoàng Đông cùng Vũ Hoàng phái tinh nhuệ các võ giả, thấy không ổn, nhất thời liền muốn rời đi, nhưng bị Vương Bình An và Kỳ Tư Thanh dẫn người ngăn lại. Lúc này thủ vọng thụ đã hồi phục, có thủ vọng thụ trợ lực, Thảo Thần phái bên này chiếm hết ưu thế, Vũ Hoàng Đông đám người đã không phải địch thủ. Diệp Thần gặp Hùng Bá Diệu rơi vào yếu ớt. Đã đến hắn phản kích thời điểm, liền lập tức một kiếm chém ra. Một kiếm này, vẫn là hủy diệt chi kiếm, nhưng là Diệp Thần bản thể, tự mình ra tay, kiếm khí lực sát thương, so với mới vừa còn kinh khủng hơn được hơn. Chỉ gặp một cái như hắc ám dây nhỏ vậy hủy diệt kiếm khí, mang vô cùng ác liệt giết hại chập chờn, biến dạng hư không, phát ra nhọn âm bạo, gào thét hướng Hùng Bá Diệu hông chém tới, phải đem hắn chặn ngang chém chết. Hùng Bá Diệu sợ hãi. Chiến cuồng nguyên thể lực lượng đang nhanh chóng suy thoái, tóc hắn xóa xuống, ánh mắt hỗn loạn, mặt đầy mệt mỏi, đối mặt Diệp Thần cái này một đạo kiếm khí, hắn đã khó mà chống đỡ. Diệp Thần hủy diệt chi kiếm, chính là Thiên Đế Ngũ Suy kiếm một trong, lực sát thương to lớn, do bản thể hắn tự mình ra tay, đủ để chém chết Hùng Bá Diệu nơi có thời gian tuyến, đoạn tuyệt hắn bất kỳ sống lại có thể. Sống chết trước mắt, Hùng Bá Diệu hai tay liền ký kết ấn quyết. Bày từng đạo cấm chế bảo vệ. Suy rồi. Nhưng, Diệp Thần kiếm khí, quá mức ác liệt mãnh liệt, trực tiếp đem hắn tầng tầng cấm chế bảo vệ, toàn bộ chảm phá, cuối cùng hung hăng chém đến Hùng Bá Diệu hông trên. Hùng Bá Diệu một tiếng hét thảm, tuy nói có cấm chế bảo vệ xóa bỏ, Diệp Thần kiếm khí uy lực, có chút yếu bớt, cũng không có thể đem hắn chém eo. Nhưng,
kinh khủng hủy diệt kiếm khí, vẫn là ở hắn hông trên, chém ra một đạo sâu đậm vết thương, xanh xanh ruột rơi ra ngoài, tình cảnh đặc biệt máu tanh cùng khủng bố, hắn vậy hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Thấy một màn này, Kỷ Tư Thanh, Vương Bình An, Vũ Hoàng Đông các người, đều là rung động. Hùng bá diệu nhưng mà đến gần thần đạo cảnh tầng thứ nhất cao thủ à, dù là bị thiên địa quy tắc áp chế, Diệp Thần cũng có thủ vọng thụ gia trì, nhưng lớn như vậy cảnh giới chênh lệch, lại có thể thiếu chút nữa bị Diệp Thần chém eo. Dĩ nhiên, lực lượng lớn nhất nguồn, vẫn là thủ vọng thụ che chở, mới có thể làm đến bước này. Nhưng bất kể như thế nào, thiếu chút nữa chém chết thần đạo cảnh, Diệp Thần lộ ra sức chiến đấu, cũng có thể nói long trời lở đất, vạn cổ không có. Rất tốt, ta bước vào thiên huyền cảnh hậu kỳ, thực lực quả nhiên so với trước kia mạnh hơn nhiều. Diệp Thần âm thầm gật đầu, có thể cảm nhận được mình sức chiến đấu, so với dĩ vãng, đó là đột nhiên tăng mạnh, đối mặt thần đạo cảnh tầng thứ nhất cường giả, cũng có sức đánh một trận. Hùng bá diệu che bụng, không để cho ruột rơi ra ngoài, hình dáng nhìn như 10 phần chật vật, sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau. Hiện tại đừng nói Diệp Thần, toàn trường tùy tiện một cái võ giả ra tay, đều có thể đem hắn chém chết. Lão tổ, cứu, cứu mạng. Hùng bá diệu rên lên một tiếng, trong cổ họng phát ra một ít hàm hồ âm tiết, hình như là muốn cầu cứu, lại hình như là cầu nguyện. Diệp Thần gương mặt vắng lặng, liền muốn ra lại một kiếm, đem Hùng bá diệu hoàn toàn chém rớt. Luân hồi chi chủ, chậm đã. Nhưng mà lúc này, thiên địa mưa gió thất sắc, chín tầng trời trời xanh, tiếng sấm cuồn cuộn, mây đen che đỉnh, thời không quy luật vặn vẹo, chư thiên hỗn loạn, một đạo già nua mà trầm ổn, mơ hồ mang ngang ngược thanh âm, từ chín tầng trời hư không truyền tới. Cái này lại là tới từ không không thời không thanh âm. Là ai? Diệp Thần nghe được cái này thanh âm, nội tâm đại chấn, mơ hồ bắt được thanh âm này sau lưng chủ nhân, tu vi hơi thở vô cùng cường đại, có thể là cùng kiếm thiên đế, Phật tổ các người, là cùng một cấp bậc nhân vật lớn. Là thiên đế cấp 9. Lão tổ. Hùng bá diệu nghe được cái này thanh âm, nhưng thật giống như là nghe được âm thanh thiên nhiên, vẻ mặt nhất thời kích động. Vậy thanh âm già nua nói, lão phu là Hùng bá gia tộc gia chủ, thiên đế cấp 9 Hùng bá thiên, a diệu là ta Hùng bá gia tộc người, luân hồi chi chủ, xin ngươi hãy nương tay cho, tha hắn một mạng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hùng bá gia tộc, chính là đại danh đỉnh đỉnh chiến cuồng gia tộc, có chiến cuồng nguyên thể. Thanh âm kia người sau lưng, lại là Hùng bá gia tộc gia chủ, Hùng bá thiên. Hùng bá thiên, không chỉ là Hùng bá gia tộc gia chủ, cũng là đà đế thiên tông cao tầng trưởng lão, liền đà đế cổ thần ở trước mặt hắn, đều phải lễ để cho ba phần. Ở đà đế thiên tông bên trong, tất cả loại chức vụ trọng yếu phía trên, đều có Hùng bá gia tộc người. Ở không không lúc nào không. Hùng bá gia tộc có thể nói cự phách, năm đó có thể cùng không sứt mẻ gia tộc cũng giá tể khu. Hôm nay không sứt mẻ gia tộc đã suy sụp, nhưng Hùng bá gia tộc vẫn là thanh thế cường thịnh. Diệp Thần nghe được Hùng bá thiên lại có thể tự mình cầu tha thứ, muốn hắn thả qua Hùng bá diệu, nhất thời cảm thấy 10 phần bất ngờ, nói, nếu như ta nói không đâu. Hùng bá thiên ha ha cười một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, ngươi phải suy nghĩ kỹ, đắc tội ta Hùng bá gia tộc cũng không phải là chuyện gì tốt. Cổ thần bệ hạ muốn giết ngươi, nhưng ta cũng không tán thành, không không lúc nào không cũng khá lớn, đủ để chứa chấp hai tôn bá chủ. Ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng, ngươi cũng không thể tổn thương ta Hùng bá gia tộc người, đây là ta ranh giới cuối cùng. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, liếc mắt một cái Hùng bá diệu, nói các ngươi Hùng bá gia tộc người, thiếu chút nữa thì giết ta, còn nói không muốn cùng ta là địch. Hùng bá thiên nói, hậu bối không hiểu chuyện, có nhiều đắc tội, xin luân hồi chi chủ thứ lỗi. Như vậy đi, chỉ cần ngươi chịu thả người, ta có thể nói cho ngươi một cái trọng yếu tình báo, là liên quan tới tam vĩ tình báo, như thế nào? Tam vĩ? Diệp Thần trong lòng rét một cái. Hùng bá thiên nói, đúng vậy, đuôi thú tình báo, không biết ngươi có thể có hứng thú. Ta hơn lần điều tra dưới, xác định tam vĩ đã tới thế giới hiện thật. Ta có thể nói cho ngươi tương quan tình báo, chỉ cần ngươi chịu thả người. Hùng bá thiên lời nói này, rất có thành ý. Nhưng trong sâu thẳm, Diệp Thần nhưng bắt được một chút âm mưu cùng nguy cơ mùi vị. Tuy nói Hùng bá thiên trong lời nói, không giấu vết, cái gì thiên cơ cát hung cũng không nhìn ra. Nhưng, Diệp Thần cảm ứng bén nhạy, vẫn là cảm thấy một ít nguy hiểm.
Ha ha, Hùng Bá Thiên, ngươi cũng không phải là muốn để cho ta cùng Tam Vĩ tranh đấu, ngươi lại tránh ở sau lưng, ngồi thu mưu lợi bất chính. Diệp Thần cười lạnh, thấy rõ đến Hùng Bá Thiên ý đồ. Hùng Bá Thiên nói, nơi nào chuyện, ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Thần nói, không cần nói nhảm, nếu như muốn Tam Vĩ tình báo, ta sẽ tự mình đi thăm dò, các ngươi Hùng Bá gia tộc người muốn giết ta, vậy cũng chỉ có thể cầm mệnh trả nợ. Dứt lời, Diệp Thần ánh mắt bỗng nhiên ác liệt, khua kiếm chém chết hướng Hùng Bá Diệu cổ. Ngươi dám! Bầu trời bên trong, Hùng Bá Thiên lớn tiếng giận. Toàn trường tất cả người, cũng là sợ hãi, không nghĩ tới Diệp Thần lớn gan như vậy, Hùng Bá Thiên cũng ra mặt xin tha, hắn còn muốn giết người. Nhưng, đột nhiên, Diệp Thần kiếm phong, nhưng ở Hùng Bá Diệu trước cổ dừng lại. Hùng Bá Diệu đã là mặt như màu đất, thân thể run rẩy run. Diệp Thần cười nói, ta thay đổi chủ ý. Hùng Bá Thiên thanh âm vui mừng, nói, luân hồi chi chủ, coi như ngươi biết đúng mực, ngươi chỉ cần không giết người, cái gì cũng dễ nói. Hùng Bá Diệu là Hùng Bá gia tộc một thành viên, xem những thứ này siêu phàm gia tộc, tất cả đệ tử đều là đồng khí liên chi, một người chết, khí vận sụp đổ, sẽ liên lụy đến những người khác. Cho nên, hết thảy là siêu phàm gia tộc, nhất định là đặc biệt đoàn kết, bởi vì đồng khí liên chi. Một khi xuất hiện nội đấu hoặc là chết, rất có thể đưa đến cả gia tộc suy sụp, ví dụ như không sứt mẻ gia tộc. Siêu phàm gia tộc thành viên, bởi vì có siêu phàm nguyên thể, cho nên vậy dưới tình huống, sẽ không chết tuyệt, nhiều ít sẽ bảo đảm lưu có thời gian tuyến, có thể sống lại. Nhưng, Diệp Thần hủy diệt chi kiếm, cường hãn, đủ để tiêu diệt một ít cảnh giới không tính là quá nghịch thiên cường giả nơi có thời gian tuyến. Cho nên, Hùng Bá Thiên thân là gia chủ. Đang cảm giác đến nguy hiểm sau đó, cũng không khỏi không tự mình đi ra cầu tha thứ, nếu không Hùng Bá Diệu vừa chết, đối với gia tộc khí vận ảnh hưởng to lớn. Lúc này nghe được Diệp Thần chịu thay đổi chủ ý, Hùng Bá Thiên tất nhiên mừng rỡ. Diệp Thần cười một tiếng, không nói gì, mà là sử dụng một cái hắc ám xào huyệt, chính là phù quỷ mẫu xào. Khi nhìn đến phù quỷ mẫu xào sau khi xuất hiện, mới vừa còn lấy vì mình không cần chết Hùng Bá Diệu, sắc mặt ngay tức thì thay đổi. Hùng Bá Thiên vậy cảm thấy không đúng, quát lên, luân hồi chi chủ, người muốn làm gì? Diệp Thần cười nói, không việc gì, ta không giết hắn, còn muốn đem hắn biến thành ta đồng bạn. Diệp Thần thúc giục phù quỷ mẫu sao, một cổ cường đại hắc ám lực cắn nuốt, nhất thời thả ra. Hùng Bá Diệu một tiếng hét thảm, liền bị chiếm đoạt đến phù quỷ mẫu sao bên trong đi. Lão tổ, cứu mạng, cứu mạng. Hùng Bá Diệu hét thảm mấy tiếng. Nhưng thanh âm rất nhanh bị xào huyệt hắc ám chìm ngập. Diệp Thần cùng trong xào huyệt hắc ám, nổi lên một hồi, lại đem Hùng Bá Diệu thả ra ngoài. Bị thả ra Hùng Bá Diệu, da đã đổi được màu đen, hiện đầy bóng tối phù văn, gương mặt chết lặng, ánh mắt trống rỗng động, mất đi tất cả trói lọi. Hắn đã biến thành một đầu con rối. Diệp Thần phù quỷ mẫu xào, đặc biệt khủng bố, chứ có thể triệu hoán phù quỷ bên ngoài, còn có thể đem kẻ địch chiếm đoạt. Sau đó đem thay đổi thành phù quỷ con rối. Dĩ nhiên, cái này phải ở đối phương cực kỳ yếu ớt, cũng hoặc là trọng thương dưới tình huống. Giờ phút này, hắn liền để cho Hùng Bá Diệu biến thành của hắn con rối. Một đầu siêu phàm con rối, dù là bị thương nặng, nhưng dầu gì đối phương cũng là đã từng thần đạo cảnh con rối, sức chiến đấu có thể tưởng tượng được. Biến thành con rối sau Hùng Bá Diệu, yên lặng đứng ở Diệp Thần bên người. Con rối là sẽ không nói chuyện, cũng sẽ không lại có cảm tình cùng tư tưởng, liền là thuần túy sát hại máy móc. Chỉ cần Diệp Thần ý niệm động một cái, Hùng Bá Diệu thậm chí sẽ giết ngược Hùng Bá gia tộc người. Thằng nhóc, ngươi lại như này mất trí, cầm ta Hùng Bá gia tộc người, biến thành con rối. Hùng Bá Thiên thanh âm tại chỗ tan vỡ, lại cũng không cách nào giữ bình tĩnh, hoàn toàn giận dữ điên cuồng, bầu trời sấm sét bạo tránh, mưa gió gào thét. Giống như ngày tận thế sắp hạ xuống, đặc biệt khủng bố. Nhưng, Diệp Thần biết, Hùng Bá Thiên là thiên đế cấp 9 nhân vật lớn, ở phép tắc hạn chế hạ, hắn không cách nào hạ xuống đến thế giới hiện thật, cho dù có thiên đại tức giận, hắn vậy phát không làm được Diệp Thần trên mình. Diệp Thần đem Hùng Bá Diệu, chuyển biến thành con rối, cái này so với dạy trực tiếp giết hắn, càng có thể để cho Hùng Bá Thiên phá vỡ, đối Hùng Bá gia tộc mà nói, cũng là cực kỳ trầm trọng đả kích. Ngươi cho ta chờ, dám đắc tội ta Hùng Bá gia tộc, sau này các ngươi luân hồi trận doanh người, nếu là bước vào không không lúc nào không,
tới một cái ta giết một cái. Hùng Bá Thiên hoàn toàn cuồng nộ, phát ra lời độc ác, rồi sau đó thanh âm dần dần theo sấm sét dần dần không nhìn thấy. Trên bầu trời khí tượng, cũng là chậm rãi tiêu tán đi. Mà trên mặt đất, rất nhiều các võ giả, vẫn là rung động tâm tình, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Hùng Bá gia tộc, nhưng mà đỉnh đỉnh nổi danh siêu phàm thế gia, gia chủ Hùng Bá Thiên lại là thiên đế cấp 9. Diệp Thần ngay trước Hùng Bá Thiên mặt, cầm Hùng Bá rượu thay đổi thành con rối, đây quả thực là vào chỗ chết đắc tội Hùng Bá gia tộc. Tất cả mọi người ánh mắt, đều là mang sợ hãi nhìn Diệp Thần. Diệp Thần đổ là một bộ sao cũng được hình dáng, dù sao, Hùng Bá gia tộc là đà đế thiên tông thế lực, cùng luân hồi trận doanh thủy hỏa bất dung, coi như không có chuyện hôm nay, hắn và Hùng Bá gia tộc, tương lai vậy đỉnh trước sẽ có tranh đấu. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác, Hùng Bá Diệu xuất hiện, chính là Hùng Bá Thiên an bài tới chu diệt mình. Đối với người muốn giết mình, hắn nói, tuyệt đối muốn ăn miếng trả miếng. Đã như vậy, vậy cũng không bằng thẳng tiếp thu Hùng Bá Diệu, cầm hắn biến thành con rối, trước đem lợi ích trước mắt, thu hoạch được tay nói sau. Hùng Bá Diệu biến thành con rối, thủ vọng thụ hồi phục, Thảo Thần phái cùng Vũ Hoàng phái tranh đấu, đến chỗ này chấm dứt ở đây. Vũ Hoàng Đông và mấy ngàn cái Vũ Hoàng phái tinh nhuệ các võ giả, đều là run lẩy bẩy, vô cùng sợ hãi nhìn Diệp Thần. Mới vừa Hùng Bá Thiên thanh âm phủ xuống thời điểm, vậy cổ mãnh liệt thiên đế ý chí chập chờn, thiếu chút nữa thì để cho bọn họ quỳ xuống, áp lực to lớn. Nhưng, Diệp Thần đối mặt Hùng Bá Thiên, nhưng là cười nói như thường, thậm chí hoàn toàn không cho Hùng Bá Thiên mặt mũi, để cho bọn họ vô cùng rung động cùng bội phục. Giờ phút này, đối mặt Diệp Thần, tất cả mọi người đều không dám phản kháng nữa. Vũ Hoàng Đông mặt đầy như đưa đám, cúi đầu xuống, cuối cùng là biết mình cùng Diệp Thần chênh lệch. Ở Diệp Thần trước mặt, hắn cái này cái gọi là thánh tử, liền con kiến hôi cũng không bằng. Mộ chủ đại nhân, cầm bọn họ toàn bộ giết, bọn họ đều là phản bội Thảo Thần dị đoan. Luân hồi mộ địa bên trong, Thất Huyên gặp Diệp Thần đã nắm giữ quyền chủ động, liền trầm giọng nói. Diệp Thần hướng Vương Bình An nói, tiền bối, ngươi xem những người này như thế nào xử lý. Muốn toàn bộ giết sao? Vương Bình An hoảng hốt vội nói, vậy ngược lại không cần, chỉ cần bọn họ chịu cải tà quy chánh, buông tha hắc ám tín ngưỡng, lần nữa quy thuận Thảo Thần, dẫu sao mọi người đều là rừng rậm con dân, giết hại vô ích. Thật ra thì bọn họ phản bội Thảo Thần, có bộ phận nguyên nhân, là bởi vì là tới ám tinh không tồn tại. Tới ám tinh không, vặn vẹo bọn họ tinh thần, cho nên bọn họ dấn thân vào hắc ám, thờ phượng đà đế cổ thần. Vậy cũng không thể toàn trách móc bọn hắn. Diệp Thần nhướng mày một cái, tới ám tinh không? Vương Bình An nói, đúng vậy, ở chúng ta thủ vọng xâm lâm bên trong, có một khối cấm địa, chính là kêu tới ám tinh không, truyền thuyết là đệ nhất Thảo Thần Tím Lan Đại Nhân, đánh vào tinh không bờ bên kia thời điểm, chém một khối tinh không mảnh vỡ, vậy mảnh vỡ mang về, gửi ở trong rừng rậm, chính là hôm nay tới ám tinh không? Tinh không bờ bên kia, là không không lúc nào không rất nhiều cường giả, theo đuổi trung cực thế giới. Liền liền nguyên thiên đế, năm đó vậy khát vọng đi tinh không bờ bên kia, không tiếc giá phải trả, cưỡng ép phát động công kích, cuối cùng đưa đến đại lộ bể tan tành, mạt pháp hạ xuống. Đệ nhất Thảo Thần Tím Lan, nàng loại cấp bậc này cường giả, tự nhiên cũng muốn đi tinh không bờ bên kia. Chỉ là, Diệp Thần không nghĩ tới, Tím Lan thời kỳ tột cùng, lại có thể lớn mạnh như vậy, còn có thể đem tinh không một khối mảnh vỡ, chém xuống tới. Hôm nay thành thủ vọng xâm lâm cấm địa, tới ám tinh không? Vương Bình An nói, Vũ Hoàng phái tín đồ, rất có thể là bị tới ám tinh không ảnh hưởng, tinh thần vặn vẹo, không phân rõ chánh tà, cho nên thờ phượng đà đế cổ thần. Diệp Thần trong lòng động một cái, câu thông luân hồi mộ địa, hướng Thất Huyên nói, Thất Huyên tiền bối, ngươi thấy thế nào? Thất Huyên trầm giọng nói, có thể bị tới ám tinh không ảnh hưởng, thuyết minh tín ngưỡng không đủ kiên định, đáng chết. Nhưng giết hại máu tanh quá nặng, ngược lại là có thể ô nhiễm thủ vọng thánh thụ. Mộ chủ đại nhân, người cầm những cái kia dẫn đầu, toàn bộ giết, còn dư lại phổ thông tín đồ, xem bọn họ sau này biểu hiện, làm tiếp định đoạt cũng không muộn. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng là cái ý này, liền hướng Vương Bình An nói, tiền bối, Vũ Hoàng phái những cái kia phổ thông tín đồ, nếu như chịu quy thuận, vậy tha bọn họ cũng không sao, nhưng người cầm đầu, vẫn là phải xử lý. Dẫu sao bọn họ tội nghiệt quá sâu. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận, đi qua một màn thiên cơ.
Vũ Hoàng phái thờ Phượng Đà Đế cổ thần, không biết tàn sát bao nhiêu người, có chính là rừng rậm con dân, có chính là ngoại giới người vô tội. Những thứ này máu tươi tội nghiệt, vậy phải dùng máu tươi trả nợ. Vương Bình An gật gật đầu nói, giữa lúc như vậy. Vũ Hoàng Đông nghe được hai người đối thoại, nhất thời kinh hoàng, quỳ xuống, hướng Diệp Thần bịch bịch dập đầu, nói, Diệp đại nhân, đừng giết ta, đừng giết ta, ta nguyện ý quy thuận. Diệp Thần lắc đầu một cái, không nói gì. Vương Bình An ngầm hiểu, liền quát lên, người đâu, đem cái này Vũ Hoàng Đông áp xuống đi, chém. Thì có hai cái thảo thần phái thủ hộ giả bước ra khỏi hàng, áp giải Vũ Hoàng Đông, đi tới thảo thần trước thần điện, tại chỗ chém đầu. Diệp Thần gặp máu tươi chảy như dòng nước, nhiễm đỏ thần điện quảng trường, biết ngày hôm nay còn sẽ có máu tanh giết hại, tuy nói thủ vọng thụ đã hồi phục, nhưng chân thực không phải cầu nguyện thời điểm. Tiền bối, ta muốn nghỉ ngơi một chút, chuyện kế tiếp, liền giao cho ngươi xử lý. Diệp Thần lạnh nhạt nói. Diệp đại nhân. Vương Bình An mặt đầy cung kính, lập tức liền phái người cho Diệp Thần an bài chỗ ở. Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh liền ở thảo thần phái lãnh địa bên trong, nghỉ ngơi, dự định cùng sáng sớm ngày mai, đi liền thủ vọng thụ hạ cầu nguyện. Đến được sáng sớm hôm sau, Vương Bình An tới đây hướng Diệp Thần thỉnh an, bẩm báo ngày hôm qua tình huống. Vũ Hoàng phái tín đồ, đã toàn bộ quy thuận, người người nhiếp phục tại Diệp Thần uy danh, ai cũng không dám phản kháng. Một ít Vũ Hoàng phái tế ti, trưởng lão, bởi vì tội nghiệt sâu nặng, đã bị Vương Bình An xử lý xong. Mà thông thường tín đồ, rối rít cải tà quy chánh, lại lần nữa khôi phục đối thảo thần tín ngưỡng. Hiện tại toàn bộ thủ vọng xâm lâm, đã không có gì Vũ Hoàng phái, đều là thảo thần tín đồ, còn có luân hồi tín đồ. Còn có vậy cấm địa tới ám tinh không, Vương Bình An lại phái người nghiêm ngặt phong tỏa, miễn được hắc ám khí tức tiết ra ngoài, ảnh hưởng người tinh thần. Diệp Thần gặp mọi chuyện đã định, trong lòng mừng rỡ, liền dẫn Kỳ Tư Thanh, đi thần điện quảng trường. Chỉ gặp thần điện quảng trường, đầu người chào chào, rất nhiều thiện niệm tin nữ, cũng tới cúng tế thủ vọng thụ. Thủ vọng thụ sức sống bừng bừng, linh khí so với ngày hôm qua, lại đậm đà mấy phần. Ở thủ vọng thụ phía trên, treo từng cục cầu nguyện bảng, còn có dây đỏ, linh phù, chuông gió các thứ, là rừng rậm những tình lữ, cầu nguyện treo lên. Gió thổi tới, lá cây xào xạc, thủ vọng thụ lên nguyện vọng bảng, chuông gió những vật này, theo gió chập chờn. Chuông gió thanh âm truyền tới, phá lệ dễ nghe, làm người ta trong lòng có một cổ yên lặng ôn hòa. Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh, tay nắm tay, đi tới trên quảng trường, ngày hôm qua máu tanh giết hại đã không thấy được, ngày hôm nay có thể thấy, chỉ có náo nhiệt cùng hy vọng. Thảo thần phái cùng Vũ Hoàng phái, đã kết thúc chia ra, lần nữa liên hiệp, toàn bộ rừng rậm vậy tràn đầy hy vọng. Đây hết thảy thay đổi, đều là bởi vì Diệp Thần. Người thay đổi rừng rậm. Công lao không nhỏ nha. Kỳ Tư Thanh cười nói. Rừng rậm thay đổi xong, đối với chúng ta mà nói, vậy là chuyện tốt. Diệp Thần cười một tiếng, thủ vọng xâm lâm người, toàn bộ tín ngưỡng thảo thần, có thể là thảo thần cung cấp đại lượng tín ngưỡng lực. Bất kể là đệ nhất thảo thần, vẫn là bây giờ tiểu thảo thần thanh niên, đều là luân hồi trận doanh tuyệt đối đồng minh, bọn hắn lực lượng tăng lên, tự nhiên cũng có thể tăng thêm Diệp Thần. Đi cầu nguyện đi. Diệp Thần gặp thủ vọng thụ hạ, có chút than đương, ở bầy bán trước cầu nguyện bảng, dây đỏ linh phú các thứ, hắn liền dẫn Kỳ Tư Thanh đi tới, mua hai tấm bảng hiệu, đem một khối giao cho Kỳ Tư Thanh. Người muốn rất nhiều nguyện vọng gì? Diệp Thần cười hỏi. Kỳ Tư Thanh cầm trống không bảng, trầm tư một hồi, rồi sau đó hơi có chút dí dỏm hì hì cười một tiếng, nói. Không nói cho ngươi. Rồi sau đó quay lưng lại. Cầm bút lên ở trên bảng hiệu viết những gì. Diệp Thần thấy Kỳ Tư Thanh cái này hiếm có bộ dáng khả ái, tâm thần hơi rung động. Chỉ chốc lát sau, Kỳ Tư Thanh xoay người lại, trong tay nắm tấm bảng kia, còn chưa cho Diệp Thần xem, cười nói, ta viết xong, người nguyện vọng vậy là cái gì? Ta nguyện vọng sao? Diệp Thần nhìn trong tay trống không bảng, rơi vào trầm tư. Hắn nguyện vọng có rất lớn, cũng phải muốn mình có thể chiến thắng tất cả cường địch. Thống ngự chư thiên, cũng muốn người bên người, tất cả đều bình an, thậm chí còn muốn cảm nhận cuối cùng bí ẩn, giải khai truyền thuyết kia bên trong, tinh không bờ bên kia bí mật. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Thần nghĩ tới một câu rất tục mà nói, liền ở trên bảng hiệu viết xuống nguyện vọng của mình, là 10 cái chữ. Tỉnh nắm quyền thiên hạ,
say nằm đầu gối mỹ nhân. Kỷ Tư Thanh thò đầu tới đây, thấy Diệp Thần viết xuống nguyện vọng, nhất thời làm một đáng yêu nôn mửa diễn cảm, nói tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm đầu gối mỹ nhân. Đây chính là ngươi nguyện vọng sao? Ói, tốt thục à? Diệp Thần cười ha ha một tiếng, nói có thể ta chính là như thế thục đi. Kỷ Tư Thanh nói, ta nguyện vọng, chính là hy vọng ngươi bình an mà thôi. Vừa nói, nàng đem mình bảng, treo lên trên cây, tấm bảng kia phía trên, quả nhiên là viết hy vọng người yêu bình an lời nói. Diệp Thần trong bụng lại là ấm áp, lại là cảm kích, dắt Kỷ Tư Thanh tay, nói, đa tạ ngươi. Hắn cũng đem nguyện vọng của mình bảng treo lên, cùng Kỷ Tư Thanh dưới tảng cây tay nắm tay cầu nguyện, hy vọng lấy được thần linh phù hộ. Thật ra thì hai người đều biết, bất kể là đệ nhất thảo thần Tím Lan, vẫn là hôm nay tiểu thảo thần Thanh Nghiên, thực lực cũng suy thoái rất nhiều, đại khái là phù hộ không được bọn họ. Nhưng, hai người như cũ ở cầu nguyện, chỉ đưa cái này cầu nguyện, làm là hai người tình cảm làm chứng, là yêu nhau dấu vết. Nhưng mà, ra Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh dự liệu, ở hai người cầu nguyện sau đó, thủ vọng thụ toát ra mạnh mẽ xanh biếc chói lọi, thời gian pháp tắc đang lay động, từng cái thời gian tuyến, đi qua, bây giờ, tương lai, các loại vĩ đại lực lượng hội tụ. Ở thủ vọng thụ bầu trời, xuất hiện một màn đẹp lạ thường hình ảnh, là một cái trắng nõn, mềm mịn, vô cùng thánh khiết bé gái, hai tay hợp chung một chỗ, nhắm mắt cầu nguyện hình ảnh. Cái đó bé gái, chính là tiểu thảo thần Thanh Nghiên hình dáng. Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh cầu nguyện, quả nhiên là lấy được tiểu thảo thần đáp lại, có chúc phúc khí tượng hạ xuống. Vậy chúc phúc khí tượng, đến từ nơi có thời gian tuyến. Thảo thần lực lượng, bây giờ là suy thoái, nhưng trước kia có thể là vô cùng cường đại. Hiện tại, nơi có thời gian sợi thảo thần, bao gồm đệ nhất thảo thần Tím Lan, bọn hắn lực lượng, ở chúc phúc Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh. Cái này cổ chúc phúc lực, hạ xuống đến Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh trên mình, để cho bọn họ thân thể, cũng là mạ lên một tầng bích lục chói lọi. Diệp Thần cảm thấy mình tu vi, lại cái này ngay tức thì đột phá, từ thiên huyền cảnh tầng thứ 7 sơ cấp, đột phá đến trung cấp bước. Phải biết, Diệp Thần võ đạo nội tình thâm hậu, tấn thăng vậy so với người thường khó khăn, hiện tại lại có thể trực tiếp đột phá, có thể tưởng tượng được, cái này thảo thần chúc phúc lực, có cường đại dường nào. Trời ạ, thảo thần hiển linh. Ca ngợi thảo thần, tiểu thảo thần đại nhân lực lượng, thật là quá vĩ đại. Các người xem, thủ vọng thánh quả kết đi ra. Thần điện trên quảng trường rất nhiều thiện nam tín nữ, khi nhìn đến thảo thần đồ đằng xuất hiện, toàn đều xô trào. Tất cả mọi người ánh mắt, đồng loạt rơi vào Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh trên mình, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Chỉ gặp ở thủ vọng thụ trên, thần quang hội tụ, kết ra một viên màu đỏ trái cây, linh khí hòa hợp. Đó là tình nhân cầu nguyện sau đó, đạt được thảo thần chúc phúc, thảo thần ban cho xuống thủ vọng thánh quả. Truyền thuyết, ăn viên này thủ vọng thánh quả, có thể chứng đạo thành thần. Tư Thanh, thủ vọng thánh quả kết đi ra, chúng ta ăn chung. Diệp Thần thấy mình cùng Kỷ Tư Thanh cầu nguyện, lại đạt được nơi có thời gian tuyến thảo thần chúc phúc, kết ra thủ vọng thánh quả, cũng là ngạc nhiên mừng rỡ cùng bất ngờ, lúc này liền đem thánh quả tháo xuống. Viên này thánh quả, linh khí dư thừa hết sức, nếu như uống vào mà nói, Diệp Thần phỏng đoán mình tu vi, có thể một người nữa lên nấc thang. Diệp đại nhân, Tư Thanh cô nương, chúc mừng các ngươi, lại có thể được thảo thần ban phúc, kết ra thánh quả, thật là thật đáng mừng à. Vương Bình An đi tới trước, cũng là kinh ngạc vui mừng chúc mừng hai người. Diệp Thần cùng Kỷ Tư Thanh đều là cười một tiếng, liền muốn cộng thực thánh quả. Nhưng vào lúc này, một đạo cực kỳ nhọn, tràn đầy thống khổ cùng điên cuồng tiếng kêu to, từ cách đó không xa bên trong thần điện truyền ra. Cái này cổ tiếng kêu thống khổ, Diệp Thần trước đây hồi phục thủ vọng thụ thời điểm, tựa hồ cũng nghe được qua. Hắn còn hỏi qua Vương Bình An, vậy là ai ở kêu thảm thiết, Vương Bình An chỉ nói là cái gì phản đồ. Hiện tại, tiếng thét này lại truyền tới, làm người ta nội tâm phát mao. Trên quảng trường rất nhiều thiện nam tín nữ, ánh mắt cũng là mang nghi ngờ vẻ hoảng sợ, nhìn về thần điện phương hướng. Quảng trường bốn phía, phụ trách duy trì trật tự võ giả, còn có thần bảo vệ điện các trưởng lão, đều là cảnh giác. Vương Bình An mi đầu đại chiếu, truyền lệnh quát lên, vậy phản đồ lại đang quỷ kêu, mau để cho hắn im miệng, đừng quấy rầy Diệp đại nhân. Hắn lời còn chưa dứt, bên trong thần điện, vậy kêu là tiếng càng ngày càng thê lương, một cái tóc tai bù xù,
thân hình cao lớn, tay chân buộc chặt xích sắt nam tử, giống như bị điên, từ bên trong thần điện cuồng xông lên ra, liền hướng Diệp Thần xông lại. Vậy phía sau nam tử, mấy tên vệ binh định đuổi theo cản đường, nhưng căn bản không ngăn được. Bị điên vậy nam tử, vậy ánh mắt sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần trong tay thủ vọng thánh quả, tràn đầy khát vọng vẻ tham lam, dùng khàn khàn lại thanh âm bén nhọn kêu lên. Thánh quả, thánh quả, thánh quả ra đời, Liên Mộng được cứu rồi. Mau cho ta. Hắn cuồng xông lại, liền muốn cướp lấy Diệp Thần trong tay thủ vọng thánh quả. Diệp Thần nhướng mày một cái, không biết nam tử này là thân phận gì, liền nghiêng người né tránh. Nam tử kia vô cùng điên cuồng, hai tay như quỷ móng, lại chụp vào Diệp Thần, móng tay trên cương phong ác liệt, hiển nhiên võ đạo cường hãn. Diệp Thần gặp hắn ra bên trên, bị lạc ấn từng đạo cấm chế phù văn, hạn chế hắn thực lực. Coi như là bị hạn chế, cái này bị điên nam tử, ra tay như cũ ác liệt như gió, cực kỳ hung hãn. Ít nhất là nửa bước thần đạo cảnh cường giả. Diệp Thần thất kinh, có thể cảm nhận được cái này bị điên nam tử, chân chính thực lực, ít nhất có nửa bước thần đạo cảnh, đã vượt qua tiên đế. Lớn mạnh như vậy võ giả, ở thế giới hiện thật, có thể nói là thông thiên triệt địa tồn tại. Nhưng hôm nay, nam tử nhưng là một bộ tù nhân hình dáng, tóc tai rối bời, cả người vết máu. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn xem Vương Bình An, chẳng lẽ nam tử này, chính là Vương Bình An nói phản đồ. Nửa bước thần đạo cảnh, đáng sợ như vậy tu vi, cái này bị điên nam tử, kết quả là như thế nào đạt tới. Diệp Thần tạm thời tới giữa, vậy không nhìn thấu nhân quả, thật may vậy bị điên nam tử, thực lực bị cấm chế phù văn hạn chế, cũng không cách nào thương tổn tới Diệp Thần. Hùng bá diệu, trấn áp hắn. Diệp Thần cho gọi ra một đầu phù quỷ con rối, chính là Hùng bá diệu. Hùng bá diệu cả người da đen nhánh, thân thể như sắt thép đúc vậy, tràn đầy mạnh mẽ bá đạo uy thế, ánh mắt lạnh như băng chết lặng, không có một chút người sống tâm trạng, như một đầu sát hại máy móc, chỉ biết là phục tòng Diệp Thần mệnh lệnh, là hắn giết người. Bất quá thực lực lại nữa đỉnh cấp, nhưng nói thế nào đi nữa, võ đạo cũng là cực kỳ cường đại. Ở Diệp Thần mệnh lệnh phát ra sau đó, Hùng bá diệu lập tức xông lên đánh ra, hôi quyền đánh phía vậy bị điên nam tử. Vậy bị điên nam tử, cũng là một quyền đánh tới. Phịch! Hai người hai quả đấm va chạm giao kích, vậy bị điên nam tử, quả đấm xương cốt ngay tức thì bị đánh bạo, rên lên một tiếng, thân thể chật vật bay lui ra. Hùng bá diệu đuổi giết lên, một cước đem hắn đá lộn mèo, rồi sau đó dẫm ở mặt hắn, đem hắn đạp ở trên mặt đất, động tác dứt khoát lưu loát. Tuy nói cái này bị điên nam tử, cao nhất có nửa bước thần đạo cảnh tu vi, nhưng Hùng bá diệu nhưng là đã từng chân chính thần đạo cảnh cường giả. Hùng bá diệu đang thay đổi thành Diệp Thần con rối sau đó, mất đi tất cả Hùng bá gia tộc khí vận, bàn về chân thực sức chiến đấu, không cách nào cùng thiên nữ, vũ hoàng cổ đế các người so sánh. Dẫu sao, thiên nữ và vũ hoàng cổ đế các người, đều có đại khí vận người, có vượt cấp tác chiến năng lực, Diệp Thần muốn dựa vào một cái Hùng bá diệu, chiến thắng bọn họ, đó là tuyệt đối không thể nào, tối đa chỉ có thể hợp tác mình tác chiến, tăng lên phần thắng. Nhưng, muốn chân áp vậy trạng thái vậy không tốt lắm bị điên nam tử, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Vương Bình An thấy vậy, lập tức gọi tới vệ binh, lần nữa bắt vậy bị điên nam tử, cho hắn đeo lên trùng trùng gông xiềng. Vậy bị điên nam tử, ánh mắt như cũ như dã thú vậy, bung ra hung mang, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần trong tay thủ vọng thánh quả, trong mắt thần sắc vừa có nóng rực khát vọng, lại có đau khổ đau buồn ý. Diệp đại nhân, bị sợ hãi. Vương Bình An lật đật hướng Diệp Thần nói xin lỗi. Diệp Thần khẽ cau mày, nhìn xem vậy bị điên nam tử, hỏi, người này là ai? Vương Bình An yên lặng một tí, rồi sau đó thở dài nói, là ta Thảo Thần Phái một tên phản đồ. Diệp Thần nói, hắn phản bội Thảo Thần Phái. Vương Bình An diễn cảm đặc biệt phức tạp, lại là một tiếng thở dài, nói, đó cũng không phải, chỉ là. Thanh âm trần trờ, tựa như không biết nói như thế nào minh. Diệp Thần truy hỏi nói, chỉ là cái gì? Vương Bình An lại trầm mặc một hồi, hình như là đang sửa sang từ tảo, trong mắt mang một chút nhớ lại cùng thương tiếc ý, chỉ vậy bị điên nam tử, nói. Hắn kêu võ chiến, ở mấy chục ngàn năm trước, từng là ta Thảo Thần Phái thiên tài, cũng là có hy vọng nhất, thay thế Thất Huyên, trở thành mới thủ vọng người người. À, Diệp Thần khá có chút bất ngờ, nếu như có thể trở thành rừng rậm thủ vọng người,
có thể có được thảo thần ban phúc, có thiên đại chỗ tốt. Năm đó Thất Huyên gia sau khi đi, rừng rậm chia ra thành hai phái, thảo thần tín ngưỡng suy sụp, khí vận chưa đủ, cũng chưa có lại ra đời mới thủ vọng người. Mà hiện tại, Vương Bình An lại nói, cái này kêu võ chiến bị điên nam tử, đã từng có thể trở thành thủ vọng người. Vương Bình An nói tiếp, chúng ta toàn bộ thảo thần phái, đối võ chiến ký thác kỳ vọng rất lớn, cho hắn vô số tài nguyên, liền chờ mong hắn có thể trở thành thủ vọng người, chấn hưng phái ta, đối kháng Vũ Hoàng phái hệ. Nhưng, nào nghĩ tới, hắn nhưng tự cam đọa lạc, cùng năm đó Vũ Hoàng phái thánh nữ Liên Mộng Tư Thông, âm thầm kết thành vợ chồng. Vậy bị điên nam tử võ chiến, nghe được Vương Bình An nói tới chuyện cũ, trong mắt hung ác ý dần đi, đau khổ đau thương ý càng đậm đà. Tư Thông sao? Diệp Thần trao mày, lại không nghĩ rằng ở võ chiến trên mình, còn có một đoạn như vậy chuyện cũ. Năm đó Thảo Thần phái cùng Vũ Hoàng phái, thế bất lưỡng lập, thủy hỏa bất xung, hai phái đều là coi đối phương là cừu địch, thù giết còn chưa kịp, tuyệt không thể nào lấy nhau. Võ chiến cùng Liên Mộng Tư Thông, có thể nói là phạm vào đại kỵ. Hơn nữa, Liên Mộng thân phận, còn như vậy đặc thù, là Vũ Hoàng phái năm đó thánh nữ. Có thể tưởng tượng được, hai người quan hệ, bất kể là Thảo Thần phái, vẫn là Vũ Hoàng phái, đều không cách nào tiếp nhận. Vương Bình An nói, hai người kết thành vợ chồng sau đó, thường xuyên u hội, rốt cuộc có một ngày, sự việc bại lộ, ta Thảo Thần phái và Vũ Hoàng phái, cũng làm tức giận, lẫn nhau chỉ trích đối phương âm mưu câu dẫn. Võ Chiến và Liên Mộng gặp tình hình mất khống chế, sợ gặp phải trách phạt, liền mạo hiểm chạy trốn tới ám tinh không bên trong. Diệp Thần nói, tới ám tinh không, đó không phải là trong rừng rậm cấm địa sao? Vương Bình An nói, đúng vậy, năm đó đệ nhất thảo thần tím Lan Đại Nhân, đánh vào tinh không bờ bên kia thất bại, nhưng chém một khối tinh không mảnh vỡ trở về, khối này mảnh vỡ chính là hôm nay tới ám tinh không. Vậy tới ám tinh không bên trong, tràn đầy nguy hiểm không biết, tiên đế bước vào đi, đều có vẫn diệt nguy hiểm, nhưng bên trong cũng có thể có đại cơ duyên, dẫu sao cùng tinh không bờ bên kia có liên quan. Ta Thảo Thần phái và Vũ Hoàng phái, cũng từng phái người đi thăm dò cơ duyên, đáng tiếc phái đi ra ngoài người, đều không có thể trở về tới, bọn họ toàn bộ chết ở tới ám tinh không bên trong. Võ Chiến và Liên Mộng, tuyệt lộ, mạo hiểm bước vào tới ám tinh không, ta lấy là bọn họ phải chết, nhưng không nghĩ tới cuối cùng, Võ Chiến mang Liên Mộng đi ra. Ở đó tới ám tinh không bên trong, Võ Chiến lấy được đại cơ duyên, đột phá thành là nửa bước thần đạo cảnh cao thủ, nhưng hắn thê tử Liên Mộng lại gặp đến hắc ám ăn mòn, bị trọng thương, chỉ có thủ vọng thánh quả có thể trị liệu. Hai bọn họ người sau khi ra, len lén ở thủ vọng thụ hạ cầu nguyện, hy vọng có thể đạt được thảo thần ban cho, ban thưởng thủ vọng thánh quả. Nhưng tiếc là, thời điểm đó thủ vọng thụ đã khô héo, bọn họ cầu nguyện không có được bất kỳ đáp lại, ngược lại tiết lộ hơi thở. Ta lập tức mang người tới, đem bọn họ bắt được. Lúc ấy thật là một tràng quyết chiến à. Võ Chiến cái này phản đồ đã là nửa bước thần đạo cảnh cường giả, nếu muốn bắt hắn, quả thực không dễ. Thật may, hắn thê tử Liên Mộng trọng thương trong người, ta liền chế trụ hắn thê tử, lấy này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, rốt cuộc bức bách hắn bó tay chịu trói, thủ đoạn này không quá quang minh, nói đến ta cũng xấu hổ. Vương Bình An nói tới chuyện cũ, mang trên mặt thương tiếc, nghĩ mà sợ, xấu hổ vân. Vân các loại thần sắc. Năm đó Võ Chiến là có thể trở thành thủ vọng người người, nhưng lại cùng Vũ Hoàng phái thánh nữ Liên Mộng Tư Thông, cùng hắc ám dính, cuối cùng mất đi trở thành thủ vọng người tư cách. Hai người Tư Thông thua chuyện, bị buộc trốn vào tới ám tinh không, Võ Chiến nhưng lấy được đại cơ duyên, lại đột phá thực tế hạn chế, trở thành nửa bước thần đạo cảnh cao thủ. Chỉ là hắn thê tử Liên Mộng, bị trọng thương, vì chữa trị, hắn chỉ có thể bị buộc lần nữa trở lại thảo thần phái, len lén ở thủ vọng thụ hạ cầu nguyện. Nhưng là, lúc ấy thủ vọng thụ đã khô héo, nơi nào có thể trở về đáp bọn họ kỳ nguyện. Cuối cùng, Vương Bình An là cầm Liên Mộng làm con tin lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, ép Võ Chiến đầu hàng, rốt cuộc đem hai bọn họ người, nhốt ở thần điện bên trong. Vậy tới ám tinh không, xem ra không đơn giản, lại có lớn như vậy cơ duyên, có thể để cho người đột phá thực tế hạn chế, chạm đến thần đạo cảnh bí ẩn. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, đối vậy tới ám tinh không cũng là sinh ra nồng nặc hứng thú. Hắn nhìn xem vậy bị điên nam tử Võ Chiến, nghĩ đến đối phương đủ loại trải qua, cũng là người đáng thương, liền hướng Vương Bình An nói. Chuyện đã qua,
hôm nay Thảo Thần Phái và Vũ Hoàng Phái kết thúc chia ra, võ chiến và liên mộng chung một chỗ, vậy không coi vào đâu Tư Thông. Nghe được lời này, Vương Bình An ngẩn ngơ, trong chốc lát không lời chống đỡ. Diệp Thần còn thật nói không sai, hiện tại hai phái kết thúc phân tranh, lại thuộc về tại tốt, đi qua coi là đại kỵ húy sự việc, hôm nay đều là bình thường không quan trọng. Hai phái trai gái lẫn nhau thông tốt, vậy dĩ nhiên không coi vào đâu Tư Thông, có thể quang minh tránh đại lui tới. Diệp Thần yên lặng dắt Kỷ Tư Thanh tay, hắn cùng Kỷ Tư Thanh mến nhau, liền không đành lòng thấy cái khác tình nhân chịu khổ. Võ Chiến nghe được Diệp Thần mà nói, trong mắt khổ sở cùng lệ khí đều là đi, cả người đầu tiên là mờ mịt kinh ngạc, rồi sau đó cảm kích cùng kích động, thần chí đã khôi phục thanh tỉnh, dùng khàn khàn giọng hướng Diệp Thần nói. Diệp đại nhân, cầu ngươi cứu thê tử ta, ta đời này cho ngươi làm trâu làm ngựa, không tiếc bất cứ giá nào báo đáp. Diệp Thần trong tay thủ vọng thánh quả, là cứu vãn Võ Chiến thê tử liên mộng mấu chốt. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, trầm tư chốc lát. Liền hướng Vương Bình An nói, tiền bối, người trước đem vậy liên mộng cô nương mang ra ngoài. Vương Bình An nói, ừ. Nói xong liền phái người đi thần điện bên trong, đem người mang ra khỏi. Chỉ chốc lát sau, mấy tên vệ binh mang một người cô gái đi ra. Phụ nữ kia áo quần đơn bạc, thân thể mềm mại mềm yếu nhỏ hết sức, thật giống như một hồi lớn một chút gió, là có thể đem nàng thổi ngã, nàng gương mặt trắng bệch được quá đáng, tựa như bị ách nan triền thân. Giữa trán có hắc ám ứ đọng khí. Người phụ nữ này, dĩ nhiên chính là Võ Chiến thê tử, ngày xưa Vũ Hoàng phái thánh nữ, Liên Mộng. Diệp Thần nhìn Liên Mộng một mắt, cũng biết nàng gặp phải hắc ám ăn mòn, trọng thương trong người, mỗi ngày thừa nhận hắc ám hành hạ, đến ngày hôm nay cũng vẫn không có thể hết bệnh. Liên Mộng. Võ Chiến gặp được Liên Mộng, nhất thời kích động, đứng dậy vào tới, áp chế hắn vậy mấy tên vệ binh, lúc này vậy trầm mặc. Mặc cho hắn thoát khỏi nắm trong tay. Võ Chiến vào tới Liên Mộng bên người, hai người bốn tay nắm nhau, đều là rơi lệ. Võ Chiến đại ca, vất vả ngươi. Liên Mộng ôn nhu nói. Võ Chiến thần tình kích động mà đau khổ, không lời chống đỡ. Rồi sau đó, Võ Chiến hướng Diệp Thần quỳ xuống dập đầu, nói, Diệp đại nhân, như ngươi nơi gặp, thê tử ta gặp hắc ám ăn mòn, chỉ có thủ vọng thánh quả có thể giải cứu, còn trông ngươi có thể đại phát tử bi. Đem thánh quả ban cho chúng ta, hai vợ chồng chúng ta đời này cũng là luân hồi cống hiến. Bởi vì Liên Mộng là rừng rậm con dân, cho nên thủ vọng thánh quả ở trên người nàng, có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả, đủ để chữa trị nàng thương thế. Diệp Thần nhìn về Kỷ Tư Thanh, nói, Tư Thanh, người thấy thế nào? Võ Chiến gặp Diệp Thần tựa hồ có do dự, cuống quýt nói, Diệp đại nhân, thành tựu báo đáp, ta có thể cho ngươi một phần bản đồ, là tới ám tinh không bản đồ. Vậy tới ám tinh không bên trong, có rất nhiều đại cơ duyên, ta không cách nào toàn bộ thu lấy, nhưng Diệp đại nhân ngươi khí vận bằng bạc, nói không chừng có thể đem bên trong cơ duyên, toàn bộ thu lấy. Võ Chiến trầm tư một hồi, rồi sau đó căn cứ trước trí nhớ trong đầu, vẽ ra một bức cuốn bản đồ tinh không, giao cho Diệp Thần. Cái này cuốn bản đồ tinh không, chính là tới ám tinh không bản đồ, chính xác mà nói, hẳn gọi bản đồ hành tinh. Diệp Thần cầm lấy bản đồ hành tinh. Mở ra vừa thấy, liền thấy chư thiên sao dày đặc lóe lên, quỹ tích thần bí huyền ảo, ẩn chứa trong đó đại cơ duyên. Có thể có đại cơ duyên địa phương, Võ Chiến đặc biệt dùng điểm đỏ đánh dấu đi ra, vậy điểm đỏ là hắn lấy máu tươi đóng dấu đi lên, 10 phần rõ nét. Tới ám tinh không đại cơ duyên sao? Diệp Thần ánh mắt động một cái, lần trước Chu Thần chiến trường cơ duyên tranh đoạt chiến, thiên nữ lấy được khởi nguyên tiên trì, thực lực nhất định bạo tăng, sắp đến quyết chiến. Diệp Thần vô cùng nguy hiểm. Hắn muốn chiến thắng thiên nữ mà nói, nhất định phải có mới cơ duyên, mới có thể để cho thực lực mình đột phá. Mà Võ Chiến giao cho hắn bản đồ hành tinh, bên trong ghi chú tới ám tinh không đại cơ duyên, rất có thể chính là Diệp Thần đột phá cơ hội. Đừng đi! Kỷ Tư Thanh đè lại Diệp Thần tay, nàng cũng biết Diệp Thần ý tưởng. Nhưng, trong sâu thẳm, nàng bắt được nguy hiểm. Tới ám tinh không, dẫu sao là rừng rậm cấm địa. Bên trong không biết có nhiều ít hung hiểm, nàng chẳng muốn Diệp Thần đi mạo hiểm. Vợ chồng bọn họ hai người, cũng là đối người đáng thương, cái này thủ vọng thánh quả, cho bọn họ cũng được, nhưng cái này tới ám tinh không, người không thể đi. Kỷ Tư Thanh vậy là Võ Chiến và Liên Mộng tình yêu sở động cho, không đành lòng thấy bọn họ lại chịu khổ, vậy nguyện ý buông tha thủ vọng thánh quả, khôi phục Liên Mộng.
nhưng là, nàng là không thể nhìn Diệp Thần đi mạo hiểm. Tới ám tinh không, như vậy cấm địa, đã siêu thoát thế giới hiện thật, thậm chí siêu thoát không không lúc nào không, cùng cuối cùng tinh không bờ bên kia thế giới có liên quan. Ở nơi này loại trong cấm địa, Diệp Thần đại khí vật, rất có thể sẽ mất đi hiệu lực, đưa tới không biết hung hiểm. Diệp Thần nghe được Kỷ Tư Thanh khuyên can, cũng không nỡ nàng lo lắng, cười khổ nói ta không đi cũng được. Mặc dù Diệp Thần như thế nói, nhưng hắn nhưng len lén thu hồi bản đồ hành tinh, bỏ không được vứt. Kỷ Tư Thanh tự nhiên vậy chú ý tới Diệp Thần động tác, than thở một tiếng, nói, nếu như ngươi thật muốn đi, ít nhất cũng phải chờ ta phi thăng không không lúc nào không sau đó, lại đi cũng không muộn. Nàng suy nghĩ mình phi thăng đi không không lúc nào không sau đó, chấp chưởng vạn hỏa giới, lễ đăng cơ trở thành hỏa thần, vậy thì là chân chánh thần sáng tỏ, đến lúc đó, cũng có thể là Diệp Thần chúc phúc, âm thầm che chở Diệp Thần. Như vậy thứ nhất, coi như Diệp Thần mạo hiểm tiến vào tới ám tinh không, có nàng che chở, chí ít hơn một phần thành coi là. Tư Thanh, người yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Diệp Thần cười cười nói. Hắn vậy mơ hồ cảm giác được, vậy phiến tới ám tinh không, cực kỳ nguy hiểm. Năm đó võ chiến có thể trốn ra được, là kỳ tích vậy vận khí. Cái loại này vận khí, có thể không nhất định sẽ phát sinh ở Diệp Thần trên mình. Cho nên, Diệp Thần coi như phải đi, vậy trước hết làm xong vạn toàn chuẩn bị, bảo đảm an toàn. Lập tức, Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh, đem thủ vọng thánh quả giao cho võ chiến. Võ chiến giao cho liên mộng ăn thánh quả, thân thể thì có từng cơn hồng mang xích quang tách thả ra ra, mạnh mẽ sức sống vần quanh, thảo thần ban phúc hạ xuống. Nàng hắc ám ăn mòn, quả nhiên tiêu trừ, thương thế hết bệnh, nguyên vốn sắc mặt tái nhợt, cũng thay đổi được hồng nhuận. Hai vợ chồng người kích động mừng rỡ, song song quỳ xuống, hướng Diệp Thần nói cảm ơn, biến chứng thể cuộc đời này đi theo luân hồi. Chuyện chỗ này, Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh, đều cảm vui vẻ yên tâm. Bọn họ lại dừng lại một ngày, tiếp nhận rừng rậm các con dân cung phụng chúc phúc. Đến lúc ngày thứ hai, hai người liền trở lại tinh nguyệt giới, lúc này khoảng cách ước định rời đi kỳ hạn, đã không bao nhiêu thời gian, vạn hỏa giới sớm có sứ giả, đang đợi. Diệp Thần ở Kỷ Tư Thanh trước khi rời đi, lại mang nàng đi một chuyến Phủ Văn Thánh Địa, Vĩnh Phủ Thiên Cung. Trước đây Diệp Lạc Nhi, ở Vĩnh Phủ Thiên Cung bên trong, tiếp nhận Phong Thần Châu, thừa kế Phong Thần Thiên Tôn Đạo Thống. Cho tới bây giờ, cái này truyền thừa còn không kết thúc, Diệp Lạc Nhi thân thể như cũng bị một cái lông vũ kén bao quanh. Vậy lông vũ kén, phía trên đã có từng cái kẽ hở xuất hiện, cùng kén hoàn toàn tan vỡ, hoặc là Diệp Lạc Nhi phá kén lột xác, trở thành mới phong thần, hoặc là chết, có thể nói hết sức hung hiểm. Xem ra Lạc Nhi trong thời gian ngắn, vẫn không có thể đột phá, nếu không, nàng có thể cùng ta cùng đi không không lúc nào không. Kỷ Tư Thanh có chút thương tiếc nói, nếu như Diệp Lạc Nhi trở thành mới phong thần, tự nhiên cũng có đi không không thời không tư cách, nàng cũng tốt có cái bạn. Nhưng bây giờ nhìn lại, muốn thừa kế phong thần thiên tôn đạo thống, hiển nhiên không phải chuyện dễ. Diệp Lạc Nhi đến hiện tại cũng vẫn không có thể phá kén đột phá. Tư Thanh, cùng ngươi đi không không lúc nào không sau đó, hỏi một chút không sứt mẻ gia tộc bên kia, có thể nguyện tiếp nhận Lạc Nhi là phong thần. Diệp Thần nói, ngày xưa phong thần thiên tôn Trang Tiêu Giao, chính là không sứt mẻ người gia tộc, không sứt mẻ gia tộc hôm nay tuy đã suy sụp, nhưng dẫu sao vẫn là siêu phàm gia tộc, có mấy phần nội tình. Nếu như bọn họ chịu nhận nạp Diệp Lạc Nhi, đối Diệp Lạc Nhi mà nói, vậy là chuyện tốt, giống như Kỷ Tư Thanh sau lưng, có vạn hỏa giới trợ lực vậy, không cần một thân một mình. Được, ta biết. Kỷ Tư Thanh gật đầu. Diệp Thần ừ một tiếng, liền phân phó xong Vĩnh Phủ Thiên Cung người, tiếp tục chăm sóc kỹ Diệp Lạc Nhi, liền dẫn Kỷ Tư Thanh hồi tinh nguyệt giới. Đến lúc ước định kỳ hạn đến, vạn hỏa giới mấy cái sứ giả cửa, vẻ mặt nghiêm túc, chuẩn bị mang Kỷ Tư Thanh đi không không thời không. Diệp Thần, Tô Nghệ Thường, Nguyệt Hồn Tiên Tử các người, tất cả đi ra đưa tiễn. Chỉ gặp Kỷ Tư Thanh mặc một bộ thiên đế quần bào, kim quang lóng lánh, đầu đội thiên đế quan miện, tự có một phen uy nghiêm ung dung khí. Khai thiên đường. Một cái vạn hỏa giới sứ giả, hét lớn một tiếng, chấn động thiên địa, không không lúc nào không chỗ sâu, vạn hỏa giới địa vực, truyền đến đồng tình. Vù vù. Thiên địa khí lưu gào thét, một cái thang trời xuất hiện. Từ bầu trời một mực kéo dài đến tinh nguyệt giới trên vùng đất, giống như là một cái đi thông thiên đường nấc thang.
Điều này thăng trời, kim quang lóe lên, tường vân lững lờ, khí tượng muôn vàn. Thăng trời cuối, chính là vạn hỏa giới địa vực. Điều này thăng trời xuất hiện, tựa như phá vỡ thực tế cùng không không thời không vách ngăn, Diệp Thần ngẩng đầu ngắm nhìn, có thể thấy vạn hỏa giới bên trong cảnh tượng. Đó là một phiến linh khí đậm đà thế giới, tiên khí dồi dào, linh thú bôn tẩu, thác nước lưu suối, nhật ảnh giao quang, mưa thu đại sắc, khắp nơi đều là minh lệ phong nhã khí tượng, thật thật là một trên trời thánh cảnh. Tư Thanh cô nương, mời. Mấy cái vạn hỏa giới sứ giả, cung cung kính kính mời Kỷ Tư Thanh. Kỷ Tư Thanh gật đầu một cái, trong mắt mang vô hạn không thôi, quay đầu nhìn Diệp Thần. An tâm đi đi, ta rất nhanh cũng muốn đi không không lúc nào không, cùng ngươi đoàn tụ. Diệp Thần mỉm cười nói. Ừ, Kỷ Tư Thanh tuy không thôi, nhưng nàng cũng không phải vặn nặn người, trong quá khứ mấy ngày nay trong thời gian, nàng cùng Diệp Thần ngày đêm làm bạn, nội tâm đã vô cùng thỏa mãn. Lập tức, Kỷ Tư Thanh liền bước lên thang trời, hướng thang trời cuối vạn hỏa giới đi tới. Vậy mấy cái vạn hỏa giới sứ giả cửa, liền đi theo nàng phía sau. Thang trời đặc biệt dài, không biết có nhiều ít vạn đạo đài cấp, thật giống như vĩnh viễn cũng sẽ không đi tới cuối. Nhưng Diệp Thần biết, luôn sẽ có đi tới cuối một khắc. Hắn nhìn Kỷ Tư Thanh, từng bước một dọc theo thang trời đi tới bầu trời, trong lòng khó hiểu lại cảm thấy vẻ nguy hiểm. Kỷ Tư Thanh đi không không lúc nào không, phải thêm miệng trở thành hỏa thần, có thể sẽ đưa tới cái gì kẻ thù chú ý. Nhâm tiền bối, có thể nghe được thanh âm của ta không? Diệp Thần lặng lẽ điều động thiên quân phong thần bia, thành tựu hải đăng, thử nghiệm câu thông nhâm phi phàm. À, thằng nhóc, người đang kêu gọi ta. Rất nhanh, nhâm phi phàm truyền đến đáp lại. Nhâm tiền bối, người gần đây có tốt không? Diệp Thần hỏi. Nhâm phi phàm ha ha cười một tiếng, nói, khá tốt, ta trước mắt ở Phật tổ lãnh địa, thiện vậy trong vườn nghỉ ngơi, thân thể đã không còn đáng ngại, đang đánh vào siêu phẩm thiên đế cảnh giới. Siêu phẩm thiên đế, là vượt qua thiên đế cấp 9 vĩ đại tồn tại. Trước mắt toàn bộ không không lúc nào không, siêu phẩm thiên đế chỉ có một người, đó chính là nguyên thiên đế. Nhâm phi phàm trước đây sửa đổi đi qua, để cho tự thân chém gông trăm đạo, lại bình thiêm vô số cơ duyên. Nhưng vậy không tới siêu phẩm thiên đế bước. Đó là vượt qua thiên địa cổ kim vĩ cảnh giới lớn, là vô hạn đến gần tinh không bờ bên kia tồn tại. Mà giờ khắc này, nhâm phi phàm thì phải hướng này cùng cảnh giới, phát động công kích. Nhâm tiền bối, ngươi thật là thật lợi hại. Diệp Thần cũng không nhịn được khen ngợi, nhâm phi phàm quả nhiên là vô địch, lại có thể nhanh như vậy liền muốn đánh vào siêu phẩm thiên đế. Một khi hắn trở thành siêu phẩm thiên đế, đủ để nghiền ép toàn bộ không không thời không. Diệp Thần lại cảm thấy luân hồi đi đời sách đáng sợ, như vậy thần khí, có thể sửa đổi đi qua, để cho nhân tu là một bước lên trời, uy năng chân thực quá kinh khủng. Nhâm phi phàm có thể tiến bộ nhanh như vậy, chính là bởi vì có luân hồi đi đời sách cướp cho trợ lực. Không việc gì, siêu phẩm thiên đế rất khó, ta cũng chỉ là thử nghiệm, trước mắt cũng không có nhiều ít đầu mối. Nhâm phi phàm nói. Hiển nhiên đối đánh vào siêu phẩm thiên đế, hắn cũng không có nhiều ít lòng tin. Dẫu sao dõi mắt toàn bộ không không lúc nào không, trừ nguyên thiên đế bên ngoài, cũng chưa có cái thứ hai siêu phẩm thiên đế, có thể cung cấp tham khảo kinh nghiệm chân thực quá thiếu, cơ hồ tương đương với không có. Nhâm tiền bối, vậy chúc ngươi sớm ngày đột phá siêu phẩm. Diệp Thần đầu tiên là chúc phúc một phen, rồi sau đó ngưng trọng nói, ngày hôm nay Tư Thanh phi thăng, chuẩn bị đi vạn hỏa giới lễ đăng cơ thành thần. Có thể sẽ có kẻ thù ngăn trở, xin ngươi hãy nhiều hơn chăm sóc. Nhâm phi phàm nói, không phòng, ta sẽ xuất thủ, ngươi yên tâm là tốt. Nhưng, ngươi có thể được chú ý, ngươi hơi thở, cùng hồn thiên đế tương thông, nếu như ngươi ở nơi này thế gian, để lại quá nhiều dấu vết, chú ý hồn thiên đế mượn cơ hội sống lại. Hùng bá thiên thanh âm có chút âm dương quái khí, nhưng cũng không chịu ở nguyên thiên đế trước mặt nhượng bộ. Hắn biết. Nguyên thiên đế có nguyên thiên đế cố kỵ. Ở trước kia, nguyên thiên đế không có nhúng tay quá nhiều thế gian nhân quả, nhưng thật ra là sợ hồn thiên đế sẽ sống lại. Bởi vì, hắn cùng hồn thiên đế, là một thể hai mặt tồn tại, hắn là đại đạo khởi nguyên sinh một mặt, hồn thiên đế là chết một mặt, là hắn địch thủ cũ. Sống chết xen lẫn, nếu như nguyên thiên đế ở thế gian dấu vết, lưu tích chữ quá nhiều, hồn thiên đế thì có thể mượn những dấu vết này, lần nữa hồi phục. Cho nên, nguyên thiên đế chịu ra tay,
là Diệp Thần hộ đạo nửa năm, cái này nửa năm cũng đã là cực hạn. Một khi quá mức, hắn lưu lại dấu vết quá nhiều, hồn thiên đế thì có sống lại nguy hiểm, đến lúc đó, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nguyên thiên đế bị hùng bá thiên điểm phá thiên cơ, tâm tình có vẻ không vui, nhưng cũng không có nói quá nhiều, chỉ là lạnh lùng nói, tóm lại, cái này nửa năm, các ngươi hùng bá gia tộc cẩn thận một chút, đừng đắc tội ta là được. Hùng bá thiên cười nói, ngươi là siêu phẩm thiên đế, ta nào dám đắc tội. Lập tức, hắn liền rụt tay về, không có ngăn trở nữa Kỳ Tư Thanh. Hắn biết, muốn hướng Diệp Thần báo thù nói, vậy phải ẩn nhẫn nửa năm. Nếu không, xúc phạm nguyên thiên đế, vậy là đặc biệt chuyện phiền phức. Nguyên thiên đế gặp tốt hãy thu, vậy thu hồi thiên đế đoạn hồn thương. Hắn kiêng kỵ hồn thiên đế sống lại, cho nên coi như ra tay, cũng không dám quá cản rỡ, rất sợ kích động thiên cơ, lưu lại quá sâu dấu vết. Diệp Thần thấy vậy, nhất thời cảm thấy cái này thế gian mỗi một người, cho dù là nguyên thiên đế, cũng là không tự do, có dũng khí loại cố kỵ cùng gông xiềng. Muốn lấy được chân chính lớn vô cùng vui, lớn tiêu dao, lớn tự tại, có lẽ chỉ có thể đi tinh không bờ bên kia. Tranh đấu kết thúc, nguyên thiên đế và hùng bá thiên ý chí, đều tự thối lui. Kỳ Tư Thanh lại cũng không có bất kỳ ngăn trở, liền từng bước một hướng thang trời cuối đi tới. Sốt cuộc. Kỳ Tư Thanh thuận lợi đi tới thang trời cuối, nàng quay đầu vừa nhìn, nhưng gặp thời không cách trở, đã không thấy rõ Diệp Thần thân ảnh. Nàng thần sắc mang một chút mờ mịt cùng lạnh lẽo thanh, cười khổ một tí, bước vào vạn hỏa giới địa vực bên trong. Diệp Thần xa 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 thấy Kỳ Tư Thanh bước vào vạn hỏa giới, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Sự việc chấm dứt ở đây, Kỳ Tư Thanh đi đến vạn hỏa giới, có vạn hỏa giới địa mạch gia trì, cũng không cần sợ hùng bá gia tộc trả thù. Hơn nữa, không không lúc nào không, có mờ mịt nhiều thời không thế giới, muốn ở vô số thời không thế giới bên trong, tìm được vạn hỏa giới vị trí, vậy là đặc biệt chật vật sự việc, trừ phi là có tọa độ. Nhâm Phi Phàm dựa vào thiên quân phong thần bia, như cũ cùng Diệp Thần duy trì câu thông. Nguyên thiên đế vì ngươi hộ đạo nửa năm, ngươi chính là thua ở thiên nữ dưới quyền, luân hồi trận doanh người, vậy sẽ không phải chịu dính líu. Nhâm Phi Phàm cười nói. Đối nguyên thiên đế thực lực, dĩ nhiên là vô cùng yên tâm, đây chính là siêu phẩm thiên đế, là trước mắt thế gian vĩ đại nhất tồn tại. Diệp Thần cười khổ một tí, nói, nhưng ta chẳng muốn chiến bại. Nhâm Phi Phàm nói, chẳng muốn chiến bại, vậy thì đi tìm mới cơ duyên, tăng lên thực lực, ta xem vậy thủ vọng xâm lâm tới ám tinh không, liền là một khối không tệ cơ duyên chi địa. Từ Diệp Thần trên mình, Nhâm Phi Phàm vậy cảm nhận liền tới ám tinh không tồn tại. Vậy mảnh tinh không, không thể nghi ngờ là một phiến đại cơ duyên chi địa, năm đó võ chiến tiến vào trong đó, đạt được cơ duyên, trực tiếp đột phá thiên địa hạn chế, trở thành nửa bước thần đạo cảnh cao thủ. Nếu như không phải là thảo thần phái bên kia, cầm hắn thê tử Liên Mộng làm con tin lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, còn thật không nhất định có thể chế trụ hắn. Nếu là Diệp Thần bước vào tới ám tinh không, có lẽ cũng có thể xem võ chiến như vậy, đạt được đại cơ duyên, đột nhiên tăng mạnh. Vậy tới ám tinh không, tràn đầy hung hiểm, trước đó Kỳ Tư Thanh, chẳng muốn Diệp Thần đi vào. Bất quá hiện tại, Kỳ Tư Thanh đã phi thăng không không lúc nào không, không người ngăn trở nữa Diệp Thần. Hơn nữa, Diệp Thần trong sâu thẳm, cảm thấy thân thể có chút ấm áp, cái này cổ ấm áp, là tới từ vạn hỏa giới. Muốn đến là Kỳ Tư Thanh, chấp trưởng vạn hỏa giới sau đó, ở yên lặng là Diệp Thần cầu nguyện chúc phúc. Có Kỳ Tư Thanh che chở. Diệp Thần liền an toàn hơn, hắn hiện tại cũng muốn đi tới ám tinh không. Nhâm tiền bối, vậy ta ngày mai đi liền tới ám tinh không xem. Diệp Thần quyết định chủ ý, dự định ngày mai sẽ trở lại thủ vọng xâm lâm, đi tới ám tinh không mạo hiểm. Nhâm Phi Phàm nói, võ chiến cho ngươi bản đồ hành tinh, ngươi lấy ra, cho ta xem. Diệp Thần ừ một tiếng, liền sử dụng bản đồ hành tinh, đem mở ra. Nhâm Phi Phàm ngưng xem nhìn cái này bức bản đồ hành tinh, bắt suy tính đủ loại thiên cơ, rồi sau đó ánh mắt hơi co rúm một cái, nói cái này tới ám tinh không bên trong cơ duyên, có thể và hồn thiên đế có liên quan, người nhất định phải cẩn thận, không nên bị hắc ám cắn nuốt. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói cái gì, và hồn thiên đế có liên quan. Hồn thiên đế là nguyên thiên đế địch thủ cũ, năm đó cũng là một vị siêu phẩm thiên đế, chẳng lẽ ở tới ám tinh không bên trong. Lại có hắn lưu lại cơ duyên. Nhâm Phi Phàm nói, tình huống cụ thể, ta cũng không biết,
Tóm lại ngươi cẩn thận là nhiều, hơn nữa, đi tới ám tinh không sự việc, phải giữ bí mật, không muốn để cho người ngoài biết. Diệp Thần gật gật đầu nói, cái này ta tự nhiên hiểu được. Tới ám tinh không, bỏ mặc có bao nhiêu nguy hiểm, đều là một phiến đại cơ duyên chi địa, nếu như tin tức tiết lộ, rất có thể đưa tới người ngoài chú ý. Đến lúc đó, nếu như có người cùng Diệp Thần tranh đoạt, vậy thì phiền toái. Thương nghị xong, Diệp Thần liền cùng Nhâm Phi Phàm cắt đứt liên lạc, tự đi nghỉ ngơi một ngày, đến lúc sáng sớm ngày thứ hai, chính là một mình đi Thủ Vọng Xâm Lâm. Hắn lần này đi Thủ Vọng Xâm Lâm, không có nói cho người bất kỳ, liền luân hồi trận doanh chư nhiều bạn, cũng không có cho biết, chỉ nói là xuất ngoại tìm cơ duyên. Mộ chủ đại nhân, người phải đi tới ám tinh không sao? Luân hồi mộ địa bên trong, Thất Huyên cảm nhận được Diệp Thần mãnh liệt ý niệm, liền hỏi. Đúng vậy, tiền bối. Diệp Thần kêu. Thất Huyên yên lặng một hồi, giọng nói có chút ngưng trọng nói, cái này tới ám tinh không, thật ra thì năm đó ta cũng đi qua. Diệp Thần cả kinh nói, tiền bối, ngươi cũng đi qua tới ám tinh không? Thất Huyên nói, đúng vậy, ở đó phiến tới ám tinh không bên trong, ta thấy được hồn thiên đế một con mắt, hắc ám khí tức vô cùng là khủng bố, ta thiếu chút nữa thì bị ăn mòn, thật may ta là thủ vọng người, có thảo thần che chở, cuối cùng may mắn trốn thoát, từ nay về sau, ta cũng không dám tới gần nữa chỗ đó. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nói, hồn thiên đế. Ánh mắt sao? Thất Huyên nói, ừ, vậy phiến tới ám tinh không, có rất nhiều cơ duyên, ở hồn thiên đế ánh mắt nhìn chăm chú dưới áp lực, ta cũng không cách nào thu lấy nhiều ít, cuối cùng chỉ cướp được một ít hoàng kim nguyên ngọc đi ra, những thứ này hoàng kim nguyên ngọc, ở ta vượt biên đi không không lúc nào không sau đó, phát huy tác dụng to lớn. Nguyên ngọc hàm chứa thiên địa nguyên khí, ở không không lúc nào không bên trong, có thể nói là ngoại tệ mạnh, hoàng kim nguyên ngọc lại là phẩm chất thượng thừa nhất tồn tại. Trên đầu có đại lượng hoàng kim nguyên ngọc, ở không không lúc nào không bên trong, ngày vậy sẽ an ổn rất nhiều. Thất Huyên lại nói, sau đó, ta tự chế một môn tâm pháp, đặc biệt nhằm vào tới ám tinh không hắc ám, có thể bảo vệ người đạo tâm, người nếu muốn đi đâu địa phương, ta liền đem tâm pháp này truyền cho ngươi, hy vọng có thể giúp được ngươi. Vừa nói, Thất Huyên liền cong ngón tay bắn ra, một món linh quang bơm vào nhập Diệp Thần thức hải bên trong. Diệp Thần đầu ông minh, liền cảm thấy có một môn tâm pháp nghĩa sâu xa, tràn vào đi vào. Môn tâm pháp này, tên là Thanh Tim Lưu Ly Quyết, chính là Thất Huyên sáng chế, tu luyện sau đó, đạo tâm thanh tịnh, như lưu ly vậy thuần khiết, không chịu tinh không bóng tối ô nhiễm. Diệp Thần hơi một cảm ngộ, chính là lĩnh ngộ cửa này Thanh Tim Lưu Ly Quyết bí ẩn, nói, đa tạ tiền bối truyền công. Có cửa này Thanh Tim Lưu Ly Quyết, Diệp Thần đi tới ám tinh không, liền sẽ không như vậy nguy hiểm. Hắn trở lại Thủ Vọng Xâm Lâm, trong rừng rậm, Vương Bình An, Võ Chiến, Liên Mộng các người ra nghênh tiếp. Ở biết Diệp Thần phải đi tới ám tinh không sau đó, ba người đều là kinh hãi. Vương Bình An nói, Diệp đại nhân, người thật muốn đi tới ám tinh không sao? Đây chính là vô cùng nguy hiểm cấm địa à? Diệp Thần nói, đại hung hiểm sau lưng, có đại cơ duyên, ta muốn đi vậy mảnh tinh không xem. Võ Chiến và Liên Mộng nhìn nhau. Võ Chiến tiến lên một bước, nói, Diệp đại nhân, hai chúng ta vợ chồng cùng ngươi cùng đi, chúng ta từng đi qua vậy mảnh tinh không, có thể giúp được ngươi. Diệp Thần lắc đầu một cái, cười từ chối nói, không cần, vậy tới ám tinh không, dẫu sao quá mức nguy hiểm, vợ chồng các ngươi mới vừa đoàn tụ, vẫn là không nên mạo hiểm cho thỏa đáng. Trước kia Võ Chiến và Liên Mộng, tiến vào tới ám tinh không, đó là bị buộc tuyệt lộ, vô kế khả thi. Bọn họ có thể đi ra. Cũng coi là vận khí. Hiện tại lại đi, nhưng chưa chắc có vận khí tốt như vậy. Võ Chiến và Liên Mộng gặp Diệp Thần cự tuyệt, còn muốn tranh thủ, Diệp Thần nhưng khoát khoát tay, nói ta một mình đi trước là được, Vương tiền bối, dẫn đường đi. Gặp Diệp Thần kiên quyết như vậy, Võ Chiến và Liên Mộng cũng là không biết làm sao. Lập tức, Vương Bình An mang Diệp Thần, đi rừng rậm cấm địa, cũng chính là tới ám tinh không sở tại. Võ Chiến và Liên Mộng đi theo ở phía sau. Cái này phiến cấm địa, ở rừng rậm vô cùng là địa phương vắng vẻ. Diệp Thần thấy cái này phiến cấm địa, liền xem vậy tới ám tinh không, giống như là một cái trong suốt hồ, khảm nạm ở lớn bên trên. Cái này tới ám tinh không, không ở trên trời, mà là ở trên đất. Trên đất tinh không, Diệp Thần vẫn là lần đầu tiên thấy, hình ảnh vô cùng lộng lẫy, sao dày đặc lóe lên.
thấm ra thần bí chói lọi, như đá quý tô điểm, thỉnh thoảng còn sẽ có ít ngày quý tích khí tượng, mưa sao xa khí tượng xuất hiện, hình ảnh thì càng lộng lẫy thần kỳ. Chỉ bất quá mảnh tinh không này màu lót, nhưng đặc biệt hắc ám, so với phổ thông tinh không sắp tối ám rất nhiều, giống như ác mộng, để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi, thật giống như cả người đều phải bị chiếm đoạt đi vào. Ở tới ám tinh không bốn phía, xây dựng trước rất nhiều đại trận, Vương Bình An phái rất nhiều cường giả trấn thủ, nghiêm phòng tinh không hắc ám khí tức tiết lộ, ăn mòn rừng rậm. Nhưng, Diệp Thần tới chỗ này, thấy vậy tới ám tinh không khí tượng, liền cảm thấy hắc ám ác mộng hơi thở, quá mức mãnh liệt, sớm muộn sẽ đột phá phong tỏa, đem toàn bộ rừng rậm ăn mòn, thậm chí là phải hướng thái thượng thế giới lan tràn. Vương tiền bối, đây chính là tới ám tinh không sao. Hắc ám khí tức không khỏi quá nồng nặc chút, người chưa chắc có thể phong tỏa được. Ta phỏng đoán trong 10 năm, hắc ám liền sẽ lan tràn ra, ăn mòn rừng rậm, thủ vọng xâm lâm đem lâm vào là một phiến hắc ám. Diệp Thần hơi có chút ngưng trọng nói. Vương Bình An cười khổ một tí, nói ta biết, ta đã hướng tiểu thảo thần bẩm báo, khẩn cầu nàng ra tay giải quyết. Nàng nói, nàng thực lực suy thoái quá nhiều, đã không đủ để trấn áp hắc ám. Nhưng, nàng đã tìm được mới truyền nhân, cùng nàng truyền nhân, thừa kế nàng quyền bính, liền có đầy đủ lực lượng, trấn áp hết thảy. Vị này mới truyền nhân, tự nhiên chính là Tôn Di. Diệp Thần nói, cùng mới thảo thần tới trấn áp hắc ám, không quá thực tế, vẫn là ta tự mình bước vào tới ám tinh không, xem vậy hắc ám ngọn nguồn ở nơi nào. Vương Bình An cảm thấy kính nể, nói, vậy thì cảm ơn Diệp đại nhân, ta ở chỗ này chờ ngươi đi ra. Diệp Thần gật gật đầu nói, có thể, ta đi tới ám tinh không sự việc, nhớ phải giữ bí mật. Thủ vọng xâm lâm thiên cơ khép kín, Diệp Thần ý niệm sẽ không tiết ra ngoài đi ra ngoài. Người khác vậy suy tính không tới, nhưng nếu như tin tức tiết lộ, vẫn sẽ có bị phát hiện nguy hiểm. Diệp Thần cũng không muốn người bên ngoài, cùng mình cướp đoạt cơ duyên. Vương Bình An nói, Diệp đại nhân mời yên tâm, ta tuyệt đối giữ bí mật. Hắn cũng biết, tới ám tinh không tuy nguy hiểm, nhưng dẫu sao tràn đầy cơ duyên, tin tức một khi tiết lộ, thủ vọng xâm lâm sau này thì đừng nghĩ an bình. Trong quá khứ trong năm tháng, Thảo Thần Phái và Vũ Hoàng Phái đều là giữ ăn ý, không có tiết ra ngoài tới ám tinh không sự việc, đều sợ rừng rậm gặp phải hủy diệt quấy rầy. Lập tức, Diệp Thần liền sải bước vào tới ám tinh không bên trong. Hắn thân thể, một bước vào tinh không, cả người thật giống như liền bị chiếm đoạt tiến vào, lập tức tan biến không còn dấu tích, nhìn như có chút khủng bố. Thậm chí cái này cái gọi là biến mất, vượt xa thân thể biến mất. Mà theo Diệp Thần bước vào tới ám tinh không, hắn hơi thở liền hoàn toàn ở thế giới hiện thật tan mất, thật giống như chết vậy, thế gian lại cũng không có dấu vết của hắn, hắn cả người hết thảy, thật giống như đều bị tinh không nuốt hết. Toàn bộ thái thượng thế giới, các nơi giới vực bầu trời, xuất hiện một cổ khói mù cùng không rõ ràng, đó là luân hồi bị chiếm đoạt, trên đời gian biến mất tích khí tượng. Vũ Hoàng Cổ Đế, Thiên Nữ, Trùng Dương Chân Nhân, Đạo Đức Thiên Tôn, thậm chí còn là đã suy sụp xa vào Ma Tổ Vô Thiên. Ở mắt thấy cái này cổ khí tượng sau đó, đều là kinh hãi. Cái này cổ khí tượng, cũng không phải là đại biểu Diệp Thần chết, mà là đại biểu Diệp Thần mất tích, từ đây ở thế giới hiện thật biến mất. Luân hồi phép tắc lực lượng, một mực ở thế giới hiện thật, hiện tại đột nhiên mất đi, cho nên giữa trời đất có khói mù khí tượng phơi bày. Vũ Hoàng Cổ Đế không ngừng bấm ngón tay suy tính, mặt đầy nghi ngờ, đây là chuyện gì xảy ra, thằng nhóc này làm sao mất tích, hắn đi nơi nào. Hắn liên tục suy tính dưới, lại bắt không tới chút nào mạch lạc, vậy không thấy rõ Diệp Thần rốt cuộc đi nơi nào. Tử Hoàng Tiên Cung bên kia, Đạo Đức Thiên Tôn cũng ở đây suy tính, không thấy rõ lai lịch, chau mày, mơ hồ suy đoán. Chẳng lẽ thằng nhóc này, đã đi không không lúc nào không? Lấy hắn thực lực, còn chưa đủ để phi thăng mới đúng. Tựa hồ luân hồi trận doanh có người vật đi không không thời không vạn hỏa giới, tựa hồ kêu Kỳ Tư Thanh. Chẳng lẽ là Kỳ Tư Thanh đến không không lúc nào không, làm tay chân gì? Trong này tuyệt đối xảy ra đại sự gì? Băng Hoàng Giới, Nguyện Vọng Thần Giáo Đạo Tràng. Thiên Nữ cảm nhận trên bầu trời khói mù, biết Diệp Thần mất tích, nhưng cũng không có thời gian đầu tiên suy diễn. Bởi vì lúc này nàng, đang hấp thu khởi nguyên tiên chỉ năng lượng. Trước đây ở Chu Thần Chiến Trường, nàng và Cô Tô Vũ, đoạt được khởi nguyên tiên chỉ, hai người liền chia đều. Một người cầm một nửa.
khởi nguyên tiên chỉ một nửa năng lượng, đủ để cho thiên nữ đột phá. Chỉ gặp từng luồng màu u lam khởi nguyên tiên khí, còn quấn thiên nữ, như rồng vậy xoay tròn. Thiên nữ trong cơ thể linh khí, ở nơi này chút khởi nguyên tiên khí rèn luyện hạ, đổi được càng thuần túy, không ngừng tăng lên lớn mạnh. Nàng tu vi, mơ hồ muốn đột phá tiên đế đỉnh cấp, hướng thần đạo cảnh đánh vào. Ung ung, sốt cuộc, ở thiên nữ trên mình, xuất hiện từng cái thần đạo cảnh quy luật, phơi bày màu vàng, như từng cái màu vàng phù lục, trôi lơ lửng ở quanh người nàng. Nàng chung quanh thân thể, phơi bày ra ảo mộng cùng thực tế đan vào khí tượng. Linh khí bừng bừng mang ngất trời, đặc biệt nguy nga. Ở thiên nữ trên đỉnh đầu hư không, xuất hiện một miếng thiên môn. Cái này phiến thiên môn, phong cách cổ xưa mênh mông, môn hộ xít sao đóng khóa, chính là trong truyền thuyết thần đạo thiên môn. Chỉ cần xông phá thần đạo thiên môn, là có thể chính thức bước vào thần đạo cảnh, khai thiên cửa, nhập không không, trở thành chân thần. Hiện tại thiên nữ tu vi, đã đột phá tiên đế, coi như là nửa bước thần đạo cảnh cao thủ. Cùng cô Tô Vũ tương đương. Nàng chỉ cần xông phá thiên môn, là có thể chứng đạo chân thần, thành là chân chính thần đạo cảnh cường giả. Chỉ là, nhìn vậy phiến thiên môn, thiên nữ nhưng không có nắm chắc xông phá. Bởi vì nàng võ đạo nội tình, vậy là đặc biệt thâm hậu hùng hồn, đột phá muốn so với người thường khó khăn rất nhiều. Luyện hóa nửa khởi nguyên tiên trì, để cho nàng tăng lên tới nửa bước thần đạo cảnh bước, cũng đã là cực hạn. Muốn xông phá thần đạo thiên môn, có lẽ chỉ có cùng đánh chết Diệp Thần sau đó, cướp lấy luân hồi khí vật, mới có thể. Diệp Thần, người tìm người, nên sẽ không vượt biên đi không không thời không chứ. Thiên nữ tính hạ tâm lai, bắt đầu suy tính Diệp Thần tung tích, nhưng phát hiện Diệp Thần hoàn toàn mất tích, hơi thở không có ở đây thế giới hiện thật. Nếu không có ở đây thế giới hiện thật, thiên nữ trong lòng toát ra một cái to gan suy đoán, Diệp Thần có thể vượt biên đi không không lúc nào không. Ngươi vượt biên đi không không lúc nào không, tìm cơ duyên, còn muốn trở về cùng ta quyết chiến. Thiên nữ cười lên, trong lòng tiếp tục suy đoán, khó hiểu lại có chút lo lắng. Nếu là Diệp Thần đi không không lúc nào không, phát sinh bất ngờ, lại cũng không thể trở về, vậy nàng không cách nào cướp đoạt luân hồi khí vật, muốn giải khai thần đạo thiên môn mà nói, ắt sẽ đặc biệt khó khăn. Luân hồi chi chủ không có vượt biên không không lúc nào không. Bỗng nhiên. Ở giữa thiên địa, hắc ám ma khí cuồn cuộn, tập tục gào thét, truyền ra một đạo già nua hờ hững thanh âm. Là ai, Thiên Khải Chí Tôn? Thiên nữ nhất thời cảnh giác, ánh mắt đổi được sắc bén, nhận ra đạo thanh âm này, chính là Tử Thần Giáo Đoàn giáo chủ, Thiên Khải Chí Tôn thanh âm. Là ta, ha ha. Thiên Khải Chí Tôn cười cười nói. Thiên nữ lãnh đạm nói, Thiên Khải Chí Tôn, ngươi ý chí hạ xuống, có chuyện gì? Các ngươi Tử Thần Giáo Đoàn. Không phải tại nội chiến sao? Thiên Khải Chí Tôn nói, nội chiến đã kết thúc. Thiên nữ nói, à. Thiên Khải Chí Tôn nói, ma nữ bị ta giết chết, ha ha, tuy nói ta không có thể hoàn toàn xúc diệt nàng thời gian tuyến, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, nàng coi như sau này sống lại, cũng là một người phế nhân, chưa đủ là mắc. Lúc đầu trước đây, đồng hồ cát chảy trang hiểu nguyệt đi chu thần chiến trường, sau đó lại bị tam vĩ mang đi. Ma nữ trận doanh tổn thất một thành viên đại tướng, bị Thiên Khải Chí Tôn cảm giác được, lập tức phát động quyết chiến. Trang Hiểu Nguyệt không có ở đây, ma nữ trận doanh thực lực giảm lớn, không cách nào chống cự Thiên Khải Chí Tôn đánh giết. Cuối cùng, ma nữ trận doanh bị công diệt, ma nữ bị chém chết, Thiên Khải Chí Tôn đại hoạch toàn thắng, đã thống nhất Tử Thần Giáo Đoàn, lại lần nữa trở thành Chí Tôn vô thượng vĩ đại giáo chủ. Ma nữ sau này có lẽ sẽ sống lại. Nhưng ở Thiên Khải Chí Tôn trong mắt, đã hình không thành được uy hiếp. Phải không? Thiên nữ có chút bất ngờ, không nghĩ tới ma nữ đã chết, lại nói, nhưng cái này là các ngươi Tử Thần Giáo Đoàn sự việc, cùng ta không liên quan. Thiên Khải Chí Tôn cười nói, có liên quan, ma nữ chết, thủ tịch hộ pháp vị trí, liền chống không. Thiên nữ, ngươi là tuyệt thế kiều nữ, ta muốn mời ngươi làm ta Tử Thần Giáo Đoàn thủ tịch hộ pháp, ta có thể vì ngươi mở ra thần đạo thiên môn. Giúp ngươi phi thăng. Thiên nữ nghe được Thiên Khải Chí Tôn mời, lại là bất ngờ, ha ha cười một tiếng, nói, nhờ có Thiên Khải giáo chủ để mắt ta, nhưng ta còn không có dấn thân vào bóng tối dự định. Thiên Khải Chí Tôn ý vị sâu xa nói, hắc ám cùng hỗn loạn, mới là cái thế giới này chân lý, ngươi cân nhắc một chút đi, tốt nhất có thể trong vòng một tháng câu trả lời ta. Luân hồi chi chủ là có đại khí vận,
ngươi cùng hắn quyết chiến, phải thua không thể nghi ngờ, hơn nữa cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta không nhẫn tâm thấy ngươi chết, lúc này mới mời ngươi, ngươi hiện tại cùng ta đi không không lúc nào không, còn có vô hạn tiền đồ, ở lại thế giới hiện thật, ngươi chỉ sẽ bị luân hồi chi chủ giết chết. Thiên nữ cười lạnh nói, ta cùng luân hồi chi chủ sự việc, ngược lại không cần thiên khải giáo chủ ngươi quan tâm. Thiên khải chí tôn cười một tiếng, không nói gì thêm, chỉ là để lại một đạo liên lạc phù chiếu, rồi sau đó ý chí liền dần dần không nhìn thấy trở về. Thiên nữ nhìn cái này liên lạc phù chiếu, muốn trực tiếp phá hủy, nhưng suy nghĩ một chút, tốt hơn theo tay thu lại. Nàng đột phá khí tượng, chậm rãi tản đi, bầu trời thần đạo thiên môn vậy tản đi. Hôm nay nàng tu vi, chính là nửa bước thần đạo cảnh, đã vượt qua đã từng thực tế hạn chế. Đến cảnh giới này, thiên nữ đối tương lai thiên cơ cảm ngộ, càng rõ ràng. Nàng nhìn thấy mình ba cái tương lai, một cái là chiến thắng Diệp Thần, một cái là chiến bại bỏ mình. Còn có một cái, là buông tha quyết chiến, đi không không lúc nào không, thừa kế ma nữ di sản, trở thành tử thần giáo đoàn thủ tịch hộ pháp. Tương lai không xác thực định, còn có hiện tại Diệp Thần mất tích, để cho thiên nữ cảm thấy bất an. Diệp Thần tên kia, rốt cuộc đi nơi nào? Thiên nữ cau mày, muốn xác định mình tương lai, nàng cần càng nhiều hơn đầu mối. Hiện tại từ thiên khải chí tôn trong miệng, nàng có thể xác định, Diệp Thần cũng không phải là vượt biên đi không không lúc nào không, mà là không biết đi nơi nào. Suy nghĩ một chút, thiên nữ liền biến dạng hư không, trực tiếp đi tinh nguyệt giới. Tinh nguyệt giới có đại trận cấm chế bảo vệ, không phải luân hồi trận doanh người, không cách nào tiến vào. Thiên nữ xuất hiện ở tinh nguyệt giới bảo vệ ngoài trận, nàng hạ xuống, để cho được toàn bộ tinh nguyệt giới, cũng là chấn động. Diệp Tà Thần tự mình dẫn người đi ra, gặp mặt thiên nữ, mi đầu đại chiếu, nói thiên nữ, ngươi tới ta tinh nguyệt giới làm chi, không phải còn chưa tới quyết chiến ngày sao? Thiên nữ thanh âm lãnh đạm nói, Diệp Thần đi nơi nào, ta không cảm giác được hắn hơi thở, hắn làm sao đột nhiên mất tích? Diệp Tà Thần do dự hồi lâu, vẫn là nói, hắn đi ra ngoài tìm cơ duyên, còn chưa có trở lại. Thiên nữ trong lòng có sở tư thi, muốn mượn này bắt nhân quả. Nhưng cái gì nhân quả cũng bắt không tới, nàng liền hỏi, đi nơi nào tìm cơ duyên? Diệp Tà Thần nhún vai một cái, nói ta nơi nào biết? Thiên nữ nhướng mày một cái, vậy cảm giác được Diệp Tà Thần không có nói láo, vậy Diệp Thần rốt cuộc đi nơi nào? Diệp Tà Thần nhìn từ trên xuống dưới thiên nữ, cảm nhận được thiên nữ hơi thở, mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, mơ hồ có thần đạo cảnh uy nghiêm, cả người hơi thở chân huyễn xen lẫn. Như mộng như ảo, để cho người không thấy rõ hư thật. Hắn không khỏi có chút lo lắng, nói, người đã bước vào thần đạo cảnh. Không, hẳn là nửa bước thần đạo cảnh. Thiên nữ không có chính diện đáp lại, gặp ở tinh nguyệt giới bên trong, vậy bắt không tới Diệp Thần đầu mối, liền xoay người rời đi, vẻ mặt thủy chung là trong trẻo lạnh lùng lãnh đạm. Nữ nhân này, thật là càng ngày càng lớn mạnh. Diệp Thần rốt cuộc đi nơi nào, hắn tìm kiếm cơ duyên. Có thể chiến thắng thiên nữ sao? Bây giờ nhìn lại, Diệp Thần muốn thắng được thiên nữ, tuyệt không có dễ dàng như vậy. Thậm chí hơi lơ là, đầy bàn đều là thua. Diệp Tà Thần lẩm bẩm nói nhỏ, nội tâm bộc phát lo lắng. Diệp Thần mất tích, hơi thở ở giữa trời đất biến mất, để cho được thái thượng thế giới các nơi, nhiều cách nói dối ren. Có người nói, Diệp Thần vượt biên đi không không lúc nào không, có người nói, Diệp Thần đã bị hắc ám chiếm đoạt. Còn có người nói, Diệp Thần đã chết. Các loại lung tung kia nghị luận, để cho được lòng người bàng hoàng, có rất nhiều muốn đầu dựa vào luân hồi trận doanh người, đều lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này, Thủ Vọng xâm lâm, tới ám tinh không cấm địa bên bờ. Võ Chiến và Liên Mộng, gặp Diệp Thần bước vào tinh không, cuối cùng là không yên lòng. Võ Chiến nói, Liên Mộng, luân hồi chi chủ đối với chúng ta ân tình thâm hậu, chúng ta phải hồi báo. Chúng ta vậy đi vào giúp hắn đi. Liên Mộng gật đầu nói, giữa lúc như vậy. Hai vợ chồng người ánh mắt kiên quyết, tuy nói Diệp Thần cự tuyệt qua bọn họ, nhưng bọn họ vẫn là muốn tan xương nát thịt tương báo, lập tức liền cùng bước vào trong tinh không. Vương Bình An gặp Võ Chiến và Liên Mộng đều đi vào, môi vù vù động một tí, rồi sau đó than thở một tiếng. Hắn mơ hồ đánh hơi được chết mùi vị, Diệp Thần, Võ Chiến, Liên Mộng ba người, cũng vào tinh không. Có thể sẽ có người không về được. Lúc này Diệp Thần, tiến vào tới ám tinh không bên trong,
thì phát hiện mình đi tới một phiến bóng tối vũ trụ trong thế giới. Cái này phiến vũ trụ thế giới, không nghi ngờ chút nào, chính là tới ám tinh không, nhưng thật sự là quá mức mênh mông, quá mức mênh mông, quá mức trống rỗng, chân chính vũ trụ. Cùng cái này phiến mênh mông vũ trụ so sánh, từng vì sao, cũng giống như bụi bặm vậy nhỏ bé, ở to lớn hắc ám bối cảnh làm nổi bật dưới, ánh sao lộ vẻ được đặc biệt yếu ớt, mảnh thế giới này là như vậy hắc ám thâm thúy, tràn đầy quỷ bí. Diệp Thần cảm thấy cả người lạnh như băng, cái này cổ lạnh như băng, không phải xuất xứ từ tinh không, phảng phất là từ sâu trong nội tâm hắn dâng lên vậy. Ở to lớn hắc ám dưới, Diệp Thần cảm thấy mình ánh mắt, bị từng tầng một bóng đen che mắt. Hắc ám ở ăn mòn hắn. Thanh tim lưu ly quyết, mở. Diệp Thần trong lòng động một cái, lập tức vận chuyển thất huyên truyền thụ cho tâm pháp của hắn, mở thanh tim lưu ly quyết, đạo tâm lập tức như lưu ly vậy tinh khiết, trước mắt bóng đen tản đi, bóng tối ăn mòn cũng bị chặn lại. Được trước tìm một chỗ, nghỉ ngơi. Chuyện này phải thảo luận kỹ hơn. Diệp Thần cầm ra võ chiến cho hắn bản đồ hành tinh, tìm được võ chiến đánh dấu một cái doanh trại. Năm đó võ chiến và liên mộng, xông vào tới ám tinh không thời điểm, từng thành lập một cái doanh trại, thành tựu tự thân chỗ che chở, rồi sau đó lấy doanh trại này là trung tâm, xuất ngoại tìm cơ duyên cùng tài nguyên. Doanh trại xây ở nào đó viên hoang vu trên ngôi sao, cái ngôi sao kia, thần ma quần khởi, tràn đầy tất cả loại hắc ám quái vật, vô cùng nguy hiểm. Nhưng ngôi sao này, đã là võ chiến có thể tìm được, tương đối an toàn một viên. Những thứ khác tinh thần, hắc ám quái vật càng nhiều. Diệp Thần dọc theo bản đồ hành tinh, tinh chuẩn phong tỏa vậy vị trí của ngôi sao, liền biến dạng hư không đi. Rất nhanh, Diệp Thần hạ xuống ngôi sao kia bên trên, nhưng cảm thấy luân hồi mộ địa, vào lúc này truyền đến dị động. Cái này cổ dị động, nhưng không phải tới từ luân hồi đại năng, mà là tới từ nửa một đoạn cánh. Vậy nửa một đoạn cánh, là tinh không thần tộc đoạn cánh. Diệp Thần trước kia biết một cái tinh không thần tộc thiếu nữ, kêu Tím Xuyên Phỉ, cái này đoạn cánh chính là nàng lưu lại. Diệp Thần còn cùng Tím Xuyên Phỉ ước định qua, cùng hắn điểm sáng hắc dạ mệnh tinh sau đó, có đầy đủ thực lực, liền sẽ đem nàng sống lại. Tím Xuyên Phỉ đoạn cánh, Diệp Thần vậy một mực gửi ở luân hồi mộ địa bên trong. Lúc này, cái này nửa một đoạn cánh, nhưng truyền ra dị động, có hắc ám ánh sáng rực rỡ lóe lên, tựa như cùng cái này phiến tới ám tinh không đồng tình. Đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cái này phiến tới ám tinh không, là đã từng tinh không thần tộc lãnh địa? Diệp Thần suy đoán, cái này phiến tới ám tinh không, là năm đó đệ nhất thảo thần Tím Lan, đánh vào tinh không bờ bên kia thất bại lúc đó, chém xuống tới một khối tinh không mảnh vỡ. Bản thân chính là tinh không bờ bên kia một phần chia, phía trên cuộc sống tinh không thần tộc người, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự việc. Thất Huyên thấy vậy đoạn cánh đồng tình ánh sáng, cong ngón tay hơi đẩy một cái coi là, trầm giọng nói, nơi này đích xác là tinh không thần tộc lãnh địa, nhưng cùng Tím Xuyên gia tộc không liên quan, là Phong Gian gia tộc địa bàn. Diệp Thần nói, Phong Gian gia tộc. Thất Huyên nói, đúng vậy, tinh không thần tộc nội bộ, có ba gia tộc lớn, người biết Tím Xuyên thị. Là một trong ba đại gia tộc, ta biết còn có một cái Phong Gian gia tộc, gia chủ Phong Gian Suy Tuyết, được gọi là Ám Thiên Đế, là một vị thiên đế cấp 9, có thiên đại dã tâm, nơi này là hắn địa bàn. Phong Gian Suy Tuyết, Ám Thiên Đế. Diệp Thần lẩm bẩm nhớ tới Ám Thiên Đế danh hiệu, nội tâm lại có to lớn kích động, thật giống như xúc phạm nguy hiểm gì xào huyệt, phải có vô biên vô tận độc trùng rắn độc lao ra, đem mình chiếm đoạt vậy, hắn cả người lông tơ nhất thời dựng ngược. Cái này kêu Phong Gian Suy Tuyết Ám Thiên Đế, thực lực nhất định là đặc biệt khủng bố, cho tới Diệp Thần niệm đến hắn tên chữ, đều có bất thường khí xông ra. Ngươi trước nghỉ ngơi đi, đi qua trí nhớ, ta đã mài mòn quá nhiều, rất nhiều chuyện không nhớ nổi, nhưng ta còn nhớ Ám Thiên Đế, hắn tu luyện kiếm pháp, là tinh không bờ bên kia cao nhất kiếm pháp, uy lực đã sắp đến gần thiên đấu đại đồ kiếm. Thất Huyên ở nói tới Ám Thiên Đế thời điểm, giọng vậy là vô cùng ngưng trọng phòng bị. Hắn đã từng là trí nhớ, liên quan tới chu thần chiến trường bộ phận, đã hồi phục, nhưng tới ám tinh không tương quan trí nhớ, còn có rất nhiều mài mòn. Hắn muốn mình năm đó, len lén tiến vào tới ám tinh không thời điểm, chắc cũng là có thành lập doanh trại, đáng tiếc hắn quên vậy doanh trại ở địa phương nào. Diệp Thần gật đầu một cái, ngắm nhìn bốn phía, liền gặp cái này cái ngôi sao bề mặt trái đất, bị một phiến rừng rậm bóng tối bao trùm, có hai viên mặt trời và một viên tháng lược.
ở ngôi sao trên bầu trời chiếu sáng, nhưng nhật nguyệt ánh sáng, đều không cách nào xuyên thấu rừng rậm. Cái này phiến rừng rậm bóng tối, hiện đầy bóng tối sương mù dày đặc, giống như có vô cùng nguy hiểm, tích chứa trong đó. Nhưng mà như vậy tản ra khí tức nguy hiểm rừng rậm, đã là năm đó võ chiến, có thể tìm được nhất là nơi an toàn. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, cất bước bước vào rừng rậm bóng tối bên trong. Hắn vừa tiến vào rừng rậm, liền nghe được rất nhiều hu hu oa oa quỷ kêu tiếng, vô số quỷ dị đồ, tựa như cảm thấy được hắn đến, ở trong nháy mắt nổ lên. Rắc rắc sát, mặt đất nứt ra, có mang dài cổ dài quỷ dị đầu, từ dưới lòng đất toát ra, há mồm liền hướng Diệp Thần táp tới. Bầu trời hư không, vậy tan vỡ mở, chảy ra dơ bẩn màu xanh đậm độc thủy, có dính chất lỏng sình sệch cổ quái cánh tay, từ trên bầu trời giò xuống, chụp vào Diệp Thần thân thể. Lại có từng bụi cây lớn, trên thân cây nứt ra miệng to như chậu máu, từ trong đó nhảy ra vô số độc trùng rắn độc, như hắc ám như nước thủy triều gào thét tới. Các loại quỷ bí khí tượng, làm người ta rợn cả tóc gáy. Nếu như là đạo tâm không đủ kiên định người, chỉ là mắt thấy những thứ này quỷ bí khí tượng, cũng không cần chiến đấu, quang liếc mắt nhìn, thì phải tan vỡ. Diệp Thần chấn định tâm thần, thong thả, vận chuyển thanh tim lưu ly quyết, ổn định đạo tâm, rồi sau đó ngón tay khều một cái, lôi quang bùng nổ. Thần kiếm ngự lôi quyết. Minh minh hư không, từng đạo thần lôi nổ hạ, hóa thành đầy trời sấm sét phi kiếm. Suy suy chém đánh ra. Cuồn cuộn lôi quang, bén kiếm khí, chém chết liền bốn phía quỷ bí cùng không rõ. Lại có tất cả quái vật hình người, chính là thần ma cường giả, từ rừng rậm chỗ sâu giết ra. Nhưng, Diệp Thần không sợ, mở thiên lôi thần mạch, thần kiếm ngự lôi quyết huy lực, bùng nổ đến mức tận cùng, lớn chém lớn giết, sấm sét phi kiếm chém chết hết thảy, cuối cùng trong rừng rậm tất cả quỷ dị cùng ma vật, toàn bộ rên rỉ, như nước thủy triều thối lui. Không dám lại xúc phạm Diệp Thần. Tuy nói rừng rậm khí tượng quỷ dị, nhưng Diệp Thần thực lực mạnh mẽ, những cái kia quỷ dị ma vật, cũng không cách nào xâm hại đến hắn. Cuồn cuộn sấm sét kiếm khí càn quét, rừng rậm hắc ám sương mù dày đặc, cũng là tản đi hơn nửa, nhật nguyệt ánh sáng chiếu rọi xuống tới, để cho người tâm thần sảng khoái. Diệp Thần hít sâu một hơi, chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái, liền tiếp tục hướng về phía trước đi, rốt cuộc ở rừng rậm chỗ sâu. Tìm được một phiến bỏ hoang doanh trại, chính là Võ Chiến và Liên Mộng, năm đó lưu lại. Diệp Thần thoáng sửa sang lại một tí doanh trại, liền ở trong doanh địa nghỉ ngơi. Doanh trại bên trong, có tinh bàn, linh phù, mờ u rùa, đồng tiền cùng xem bói vật, cũng là Võ Chiến lưu lại, có thể dùng để xem bói thiên cơ, suy tính cái này phiến tới ám tinh không đủ loại bí mật. Năm đó Võ Chiến xuất ngoại tìm cơ duyên, cũng không phải là tràn đầy không mục đích. Hắn là trước suy tính rõ ràng, bắt được cơ duyên hơi thở, mới xuất ngoại tìm. Hắn cho Diệp Thần bản đồ hành tinh trên, đánh dấu rất nhiều cơ duyên sở tại, đều là hắn năm đó suy tính đến, phần lớn địa phương, Võ Chiến đều không đi qua, bởi vì hắn thực lực có hạn, không dám đi loạn. Hơn nữa, năm đó Liên Mộng bị hắc ám ăn mòn, trọng thương trong người, hắn cũng gấp trước rời đi. Diệp Thần mở ra bản đồ hành tinh, nhìn xem phía trên đánh dấu cơ duyên. Chân mày nhưng chặt nhíu lại. Bởi vì, hắn hiện tại bắt thiên cơ, mơ hồ cảm giác được, Võ Chiến đánh dấu cơ duyên, đối hắn mà nói, tác dụng cũng không lớn, cũng không đủ để tăng lên hắn thực lực. Hẳn còn có lớn hơn cơ duyên, một khi đạt được phần cơ duyên này, ta và thiên nữ tới giữa chiến đấu, phần thắng sẽ nhiều rất nhiều. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, lợi dụng doanh trại lưu lại xem bói vật, tự đi bắt đầu suy tính. Hắn cảm giác được. Cái này phiến tới ám tinh không, nhất định tồn tại loại nào đó to lớn cơ duyên, đủ để cho hắn nghịch thiên đột phá, thậm chí là tương lai chiến thắng thiên nữ. Thất Huyên thấy Diệp Thần bắt đầu suy tính, liền nói, không cần thôi, cơ duyên lớn nhất, khẳng định chính là hồn thiên đế lưu lại pháp bảo. Không, chính xác mà nói, hẳn là hồn thiên đế lưu lại bộ phận, là hắn một con mắt, kêu quyết tử ma nhãn. Diệp Thần ngạc nhiên nói, quyết tử ma nhãn. Thất Huyên nói, đúng vậy, ở trước đây thật lâu, hồn thiên đế cũng muốn đi tinh không bờ bên kia, hắn biết cưỡng ép đánh vào, sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào, liền hướng tinh không cung phụng mình một con mắt, hy vọng có thể đạt được tiếp đón. Diệp Thần ngạc nhiên, cung phụng, mình ánh mắt. Thất Huyên nói, đúng vậy, hắn cung phụng ánh mắt, chính là quyết tử ma nhãn, mang theo hơi thở tử vong. Thế gian vạn vật, từ sinh ra một khắc kia bắt đầu,
liền định trước có biến mất một ngày. Quyết tử ma nhãn, có thể quyết định vạn vật tử vong, để cho vạn vật chết ngày, trước thời hạn đến. Người bất kỳ, chỉ cần bị hồn thiên đế nhìn một cái, hồn thiên đế liền có thể quyết định hắn ngày rỗ. Đây chính là hồn thiên đế mạnh mẽ, hắn năm đó có vô số tín đồ, vô số người theo đuổi, những cái kia thời đại viễn cổ, đứng ở đỉnh cấp các cổ thần, cũng rung động màng bái tại hồn thiên đế vĩ đại. Bất kể là mạnh mẽ đi nữa cổ thần, chỉ cần bị hồn thiên đế nhìn một cái, ngày rỗ cũng đã quyết định. Quyết định tử vong, đây chính là quyết tử ma nhãn chỗ đáng sợ. Nhưng năm đó, hồn thiên đế nhưng cầm mình như vậy vĩ đại, như vậy nghịch thiên ánh mắt, làm là tế phẩm, cung phụng cho tinh không. Diệp thần nghe Thất Huyên kể bí mật, nội tâm cũng là rung động. Rung động tại những cổ xưa kia lịch sử, rung động tại hồn thiên đế khủng bố cùng mạnh mẽ. Quyết tử ma nhãn, con mắt này, có thể quyết định vạn vật tử vong, chỉ là nghe Thất Huyên miêu tả, cũng biết có kinh khủng dường nào. Kinh khủng hơn phải, hồn thiên đế lại có thể bỏ được, tự mình hy sinh ánh mắt, thành tựu tế phẩm, đi cung phụng tinh không, hy vọng có thể đạt được tinh không bờ bên kia tiếp đón, siêu thoát thế gian khổ sở, đạt được chân chính vô cùng vui cùng tự do. Hắn cung phụng, hẳn không có được đáp lại chứ. Diệp thần lẩm bẩm nói. Hắn biết. Từ cổ chí kim, cho tới bây giờ không có ai chân chính đi qua tinh không bờ bên kia. Cho dù là Nguyên Thiên Đế, đánh vào tinh không bờ bên kia, vậy thất bại. Thất Huyên nói, đúng vậy, hồn Thiên Đế cung phụng, cũng không có được bất kỳ đáp lại. Hắn tồn tại ảo tưởng, lấy là ở tinh không bờ bên kia bên trong, tồn tại một vị cuối cùng thần minh, nắm giữ chư thiên hết thảy. Nhưng về sau sự thật chứng minh, cũng không có như vậy thần minh. Tinh không bờ bên kia hẳn là có chút hắc ám chủng tộc tồn tại, ví dụ như những cái kia tự xưng tinh không thần tộc hỗn độn thiên ma. Tinh không thần tộc có ba thị tộc lớn, ta biết có tím xuyên gia tộc và phong gian gia tộc, còn có một cái quên. Năm đó hồn thiên đế, cung phụng đi lên ánh mắt, bị phong gian gia tộc lấy được. Con mắt này, quyết tử ma nhãn, uy năng đặc biệt khủng bố, phong gian gia tộc nếu như có thể chấp trường, đủ để chấn áp ngoài ra hai nhà, một nhà độc quyền. Ngoài ra hai gia tộc lớn, cảm thấy nguy hiểm, lập tức liên hiệp, vây quét phong gian gia tộc. Phong gian gia tộc chết thảm trọng, gia chủ phong gian suy tuyết chạy nạn ra, không biết tung tích, viên kia quyết tử ma nhãn, ở trong chiến tranh bị tổn thương nghiêm trọng, dẫu sao thoát khỏi hồn thiên đế bản thể, đã đổi được đặc biệt yếu đuối, không chịu nổi chiến tranh đả kích. Bị tổn thương nghiêm trọng quyết tử ma nhãn, bị phong gian suy tuyết phong ấn ở mảnh tinh không này bên trong, không ngừng hấp thu chiếm đoạt bóng tối năng lượng. Chậm chạp khôi phục. Nhưng cũng có thể phong gian suy tuyết cũng không ngờ tới, mảnh tinh không này, sau đó sẽ bị tím lan đại nhân chém xuống, hắn từ đây mất đi quyết tử ma nhãn tọa độ, có thể người hắn đã ở 5 tháng mài mòn hạ, hoàn toàn vẫn diệt đi. Thất Huyên trong giọng nói, mang vô tận bể dâu, những thứ này cổ xưa bí mật, là khoảng cách hôm nay đặc biệt rất xa chuyện. 5 tháng mài mòn không ngừng tích lũy, hắn đều không xác định. Vị kia được gọi là ám thiên đế phong gian suy tuyết, hôm nay sống hay chết. Nhưng hắn có thể khẳng định, ám thiên đế phong gian suy tuyết, cũng không biết, quyết tử ma nhãn ở nơi này. Nếu không, phong gian suy tuyết đã sớm từng giết tới, không tiếc giá phải trả xúc diệt thủ vọng xâm lâm, vậy muốn đoạt lại quyết tử ma nhãn. Mà viên kia quyết tử ma nhãn, là hồn thiên đế vật lưu lại, tự nhiên sẽ không dễ dàng theo 5 tháng mài mòn. Tuy nói năm đó ba đại gia tộc chiến tranh, làm được quyết tử ma nhãn bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng dẫu sao đó là hồn thiên đế đồ, chỉ cần Diệp thần có thể có được, đều là thiên đại cơ duyên tạo hóa, có thể dùng để đối phó thiên nữ. Nói cách khác, quyết tử ma nhãn, chính là mảnh tinh không này, cơ duyên lớn nhất. Diệp thần trong lòng động một cái, nói. Không sai, quyết tử ma nhãn cụ thể ở địa phương nào, ta đã quên. Nhưng ngươi có thể lợi dụng ta mới vừa rồi nói cho ngươi đầu mối, suy diễn điều tra, mới có thể cảm nhận. Thất Huyên nói, tới ám tinh không là đặc biệt mênh mông, so ngoại giới giống vậy vũ trụ tinh không, còn muốn khổng lồ rất nhiều. Nếu như không có đầy đủ đầu mối, muốn ở nơi này phiến khổng lồ trong tinh không, tìm được nho nhỏ một con mắt, hiển nhiên không phải chuyện dễ. Diệp thần tính hạ tâm lai, lợi dụng mới vừa Thất Huyên báo cho biết đầu mối. Bắt đầu ở tinh bàn trên suy diễn. Theo hắn suy diễn, mảnh tinh không này thiên cơ, cũng bị xúc động lực. Tinh không chỗ sâu, một viên sức sống mạnh mẽ, chim hót hoa nhang,
tràn đầy cỏ xanh cùng rừng rậm hơi thở trên ngôi sao, một số võ giả cảm nhận được liền khác thường. Ngôi sao này, lại có rất nhiều võ giả tồn tại, số người rất nhiều, không biết có nhiều ít triệu người, nhìn như sức sống bừng bừng. Tinh thần thế giới trung ương, thờ phụng một tôn kỳ dị pho tượng. Pho tượng này, một nửa phơi bày hỗn độn thiên ma xấu xí hình dáng, một nửa kia, nhưng là một người vô cùng là tuấn mỹ, anh soái tự nhiên, trong mắt như tinh thần vậy sáng chói chàng thanh niên hình tượng. Nếu như Thất Huyên ở chỗ này, hắn khẳng định có thể nhận ra, đây chính là Phong Gian gia tộc gia chủ, trong truyền thuyết ám thiên đế, Phong Gian Suy Tuyết pho tượng. Mảnh thế giới này, thờ phụng Phong Gian Suy Tuyết pho tượng, vậy sinh tồn ở nơi này đất võ giả, lộ vẻ lại chính là Phong Gian gia tộc người. Phong Gian gia tộc là tinh không thần tộc ba thị tộc lớn một trong, cho nên bọn họ cũng là một thể hai mặt, lúc bình thường bề ngoài bình thường, không nhìn ra bất kỳ kinh tởm hình dáng, nhưng một khi tiến vào tư thế chiến đấu, liền sẽ hóa thân thiên ma, đổi được cực kỳ kinh khủng dữ tợn. Có người đang dòm ngó quyết tử ma nhãn. Là ai, khí tức thật là cường đại, thậm chí vượt qua sống chết. Là ai đang dòm ngó, hắn quy luật hơi thở, vì sao lớn mạnh như vậy mênh mông, sợ rằng vận dụng quyết tử ma nhãn, đều không cách nào quyết định hắn sống chết đi. Rất nhiều Phong Gian gia tộc võ giả, rung động sợ hãi đứng lên. Diệp Thần ở suy diễn quyết tử ma nhãn rơi xuống, kích động thiên cơ, bị bọn họ cảm nhận được. Bọn họ cảm thấy sâu đậm nguy hiểm, cũng cảm nhận được Diệp Thần mạnh mẽ. Diệp Thần bởi vì có luân hồi huyết mạch, là thế gian độc nhất vô nhị tồn tại. Hồn thiên đế lưu lại quyết tử ma nhãn, uy năng cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể quyết định nhâm phi phàm, Phật tổ này cùng nghịch thiên cường giả sống chết. Thế nhưng quyết tử ma nhãn, không quyết định được Diệp Thần tử vong. Bởi vì Diệp Thần luân hồi quy luật, vượt qua sống chết, không phải thế gian bất kỳ thủ đoạn có thể áp chế. Chẳng lẽ là luân hồi chi chủ, chỉ có hắn, mới có thể có như vậy khí tức cường đại, thậm chí có thể vượt qua quyết tử ma nhãn nắm trong tay. Có người kinh hô lên, run lẩy bẩy, cảm thấy đại họa ập lên đầu. Mau bẩm báo Phong Gian Mộ Trúc đại nhân. Có mấy cái canh phòng võ giả kinh hoàng, lật đật chạy nhập pho tượng vùng lân cận một tòa bên trong thần điện. Và ngoại giới quang minh thánh khiết, chim hót hoa nhang khí tượng không cùng, chỗ tòa này thần điện, nội bộ nhưng là hắc ám âm u, một tòa tế đàn đứng sừng sững trong đó, tế đàn bốn phía trên mặt đất, khắc vẽ rất nhiều trận văn. Từng cái trận văn, cấu trúc thành một cái hắc ám chiếm đoạt đại trận, không ngừng từ trong hư không, chiếm đoạt hấp thu linh khí năng lượng, toàn bộ bơm vào đến trên tế đàn một con mắt bên trong. Vậy con mắt, trôi lơ lửng ở tế đàn trên mình, phơi bày hắc diệu thạch phẩm chất, vắng lặng xâm thuân, con ngươi trên phủ đầy tia máu, thấm ra cực kỳ kinh khủng hắc ám khí tức tử vong. Chỉ là con ngươi kia, lại có rất nhiều kẽ hở, giống như là một viên nứt ra thạch châu tử, bên trong chảy ra rất nhiều bóng tối nguyên thế chấp. Con mắt này, chính là truyền thuyết bên trong, hồn thiên đế năm đó cung phụng đi lên quyết tử ma nhãn. Quyết tử ma nhãn thoát khỏi hồn thiên đế thân thể, lực sát thương như cũ khủng bố, nhưng lại đổi được đặc biệt yếu ớt, năm đó ở ba đại tinh không gia tộc trong chiến tranh, bị tổn thương nghiêm trọng. Cho dù đến ngày hôm nay, cũng vẫn không có thể khôi phục. Ở quyết tử ma nhãn bên cạnh tế đàn, ngồi xếp bằng một cái áo xanh nam tử, hắn tướng mạo là như vậy anh tuấn, khí chất tao nhã lịch sự, giống như là một bụng no đọc thi thư nho sĩ. Áo xanh nam tử đang uẩn dưỡng mê muội mắt, không ngừng đem tế đàn hấp thu lại linh khí năng lượng, toàn bộ bơm vào đến quyết tử ma nhãn bên trong. Vậy mấy người lính gác võ giả, vội vàng chạy nhập thần điện bên trong, một người trong đó hướng áo xanh nam tử bẩm báo. Phong Gian Mộ Trúc đại nhân, không xong, luân hồi chi chủ tới, hắn đang dòm ngó quyết tử ma nhãn. Cái này áo xanh nam tử, có một cái cùng bề ngoài tương xứng yêu nhã tên chữ, kêu Phong Gian Mộ Trúc, cũng là ngôi sao này, thậm chí còn cái này phiến tới ám tinh không ngài chúa tể. Luân hồi chi chủ. Phong Gian Mộ Trúc nhướng mày một cái, ánh mắt từ trên tế đàn thu hồi, mang vẻ nghi hoặc cùng không xác thực định, thấy rõ hư không, suy tính trong chỗ u minh thiên cơ. Trong thoáng chốc, hắn ánh mắt, cùng Diệp Thần ánh mắt, ở trong chỗ u minh giáp nhau. Là hắn, chư ông trời lớn nhất ung thư, luân hồi tội nước nắm giữ, gieo họa ta tinh không thần tộc nguyên hung. Phong Gian Mộ Trúc thanh nhã lạnh nhạt diễn cảm, ở tiếp xúc tới Diệp Thần ánh mắt sau đó, ngay tức thì đổi được dữ tợn. Xa ở hàng tỷ bên trong ngoài Diệp Thần, cảm nhận liền Phong Gian Mộ Trúc ánh mắt cùng diễn cảm,
trong bụng rét một cái. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, hắn cũng không dám tin tưởng, một người sắc mặt, có thể biến hóa được như vậy kịch liệt. Lần trước nháy mắt, phong gian mộ trúc vẫn là tao nhã lịch sự hình dáng, nhưng hạ một sát, mặt hắn cho vặn vẹo, dài ra răng nanh, da đổi được đen nhánh, hình dáng so thế gian trí tà ma quỷ, còn muốn xấu xí dữ tợn trăm lần, còn người hóa thành máu đỏ màu sắc, như có ác mộng thích chứa. Rắc 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 rắc, liền liền hắn thân thể ra, vậy nứt ra, chảy ra rất nhiều sình sệt dơ bẩn đồ, ngay tức thì từ một cái nho sĩ biến thành quái vật. Đây là hắn dưới sự kích động, tiến vào tư thế chiến đấu, hiển hóa ra hỗn độn thiên ma khí tượng. Nơi này có phong gian gia tộc người, bọn họ trấn thủ quyết tử ma nhãn, thủ lãnh phong gian mộ trúc, là thần đạo cảnh tầng thứ nhất cường giả. Diệp thần cảm nhận liền tất cả, sắc mặt nhất thời đổi được vô cùng ngưng trọng. Cái này phong gian mộ trúc, bộc phát ra hỗn độn thiên ma khí tượng sau đó, tu vi hơi thở lại đạt tới thần đạo cảnh tầng thứ nhất, hơn nữa dựa vào tới ám tinh không thiên địa khí vận, chân thực sức chiến đấu chỉ sợ sẽ càng kinh khủng hơn. Phong gian mộ trúc, ta nhớ ra rồi, hắn là ám thiên đế phong gian suy tuyết người làm, là ám thiên đế cầm hắn an bài ở chỗ này, hồi phục quyết tử ma nhãn. Chỉ bất quá, tới ám tinh không khép kín, hắn không cách nào đem tin tức truyền đi. Nếu không một khi đem tin tức truyền đi, nơi này sợ rằng phải thời tiết thay đổi, thậm chí bên ngoài thủ vọng xâm lâm, và thái thượng thế giới cũng sẽ ảnh hưởng đến. Thất Huyên nghe được Diệp Thần mà nói, tựa hồ nhớ lại chuyện trước kia, trầm giọng nói. Diệp Thần gật đầu một cái, vậy cảm nhận liền càng nhiều hơn thiên cơ qua lại. Thủ vọng thụ năm đó khô héo, trừ thảo thần lực lượng ở suy thoái bên ngoài, còn một nguyên nhân khác, chính là tới ám tinh không phong gian gia tộc người. Một mực đang lợi dụng tế đàn cùng trận pháp, chiếm đoạt hút lấy thủ vọng xâm lâm địa mạch năng lượng. Cái này cổ chiếm đoạt, rất có thể sẽ đưa đến nguyên phiến thủ vọng xâm lâm khô héo. Cái này phong gian mộ trúc, nhưng mà thần đạo cảnh tầng thứ nhất cao thủ, người muốn cướp lấy quyết tử ma nhãn mà nói, phải đánh bại hắn mới được. Thất Huyên ngưng trọng nói. Diệp Thần nhất thời cảm thấy khó giải quyết, hắn biết mình muốn cướp lấy cơ duyên, tất nhiên không dễ dàng. Nhưng không nghĩ tới, cái này cơ duyên sau lưng thủ hộ giả, lại là một cái thần đạo cảnh cường giả. Hơn nữa, ở đó quyết tử ma nhãn chỗ ở trên ngôi sao, trừ phong gian mộ trúc bên ngoài, còn có rất nhiều hơn phong gian gia tộc võ giả, phỏng đoán mấy chục triệu người là có. Ngoài ra, mảnh tinh không này lớn như vậy, ở những thứ khác trên ngôi sao, có lẽ còn có hỗn độn thiên ma tồn tại. Mà Diệp Thần một thân một mình, phải đối mặt như thế nhiều hỗn độn thiên ma. Hiển nhiên là nguy hiểm củng cố hết sức. Ma nhãn trên ngôi sao, phong gian mộ trúc vậy thật sâu cảm thấy nguy hiểm, hắn biết Diệp Thần lợi hại, coi như ngoài mặt, mình bên này chiếm hết ưu thế, nhưng một khi xảy ra điều gì bất ngờ, vậy thì hoàn toàn xong rồi. Mau mở bảo vệ đại trận. Tất cả người tiến vào tư thế chiến đấu. Nếu như luân hồi chi chủ dám đến, liền đem hắn làm thịt. Phong gian mộ trúc gầm thét, khuôn mặt dữ tợn, hơi thở xâm nghiêm. Nguyên cái ngôi sao trên, tất cả phong gian gia tộc các võ giả, cảm nhận được phong gian mộ trúc ý chí, lập tức mở tư thế chiến đấu, rối rít hóa thân thành hỗn độn thiên ma. Mới vừa vẫn là chim hót hoa nhang địa phương, trong thoáng chốc đổi được ma khí cuồn cuộn, quỷ kêu tiếng liền liền, như một phiến tu la địa ngục, những cái kia đường đường tránh tránh võ giả, hiện tại đã toàn bộ biến thành hỗn độn thiên ma, xấu xí, tà ác, dư tợn, quỷ dị, tràn đầy giết hại ý niệm. Trên ngôi sao rất nhiều bảo vệ đại trận, vậy từng cái mở, tạo thành tầng tầng vòng bảo vệ cùng cấm chế, bảo vệ tương đương nghiêm mật, coi như là tiên đế nhích tới gần, đều phải bị vô cùng cấm chế nghiền tiêu diệt. Tất cả người, đều là như lâm đại địch. Tới ám tinh không tuy khép kín, bọn họ cũng không ra được, nhưng ngoại giới mặt đất phát sinh hết thảy, có rất nhiều dấu vết, sẽ ánh chiếu đến mảnh tinh không này bên trong. Cho nên, Diệp Thần uy danh, bọn họ tự nhiên cũng là như sấm bên tai. Tất cả mọi người đều ở sợ hãi Diệp Thần sẽ hạ xuống, cướp đi quyết tử ma nhãn, vậy tương đương với cướp đi bọn họ hết thảy. Mảnh tinh không này mọi người, đã sớm đem tự thân tánh mạng, cùng quyết tử ma nhãn tương liên. Nơi này động trời thay đổi cùng bố trí, Diệp Thần tự nhiên cũng là cảm giác được. Đến lúc này, không thể nào lùi bước nữa. Diệp Thần tuy cảm giác được khó khăn cùng nguy hiểm, nhưng chuyện cho tới bây giờ, quyết tử ma nhãn đang ở trước mắt. Hắn tự nhiên không thể nào buông tha. Tiền bối,
sợ rằng cần ngươi trợ lực. Phong gian gia tộc người, thế lực quá mức mạnh mẽ, Diệp Thần nếu như một mình tác chiến, hiển nhiên bất lợi, hắn cần Thất Huyên trợ lực. Không thành vấn đề, nếu như có thể san bằng nơi đây hắc ám, dĩ nhiên là chuyện tốt. Quyết tử ma nhãn phong ấn ở nơi này, mảnh tinh không này lại có nhiều như vậy hỗn độn thiên ma, đối thủ Vọng Xâm Lâm mà nói, dĩ nhiên là một cái to lớn uy hiếp. Nếu như có thể cướp lấy quyết tử ma nhãn, giải quyết hết phong gian gia tộc thiên ma, đối rừng rậm mà nói, là một kiện thiên đại hảo sự. Được. Diệp Thần gật đầu một cái, có Thất Huyên trợ lực nói, hắn cướp lấy quyết tử ma nhãn, ít nhất hơn một phần thành coi là. Lập tức, Diệp Thần phong tỏa quyết tử ma nhãn tọa độ, ngự không bắn ra. Quyết tử ma nhãn sở tại, đã bày ra thiên la địa võng, khắp nơi đều là bảo vệ đại trận cùng cấm chế, Diệp Thần muốn xông vào, tự nhiên không dễ dàng. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không lùi bước. Một đường phi hành, đột nhiên, Diệp Thần ở nơi này phiến tới ám tinh không bên trong, bắt được hai đạo quen thuộc hơi thở. Lại là Võ Chiến và Liên Mộng hơi thở. Võ Chiến và Liên Mộng, cái này hai vợ chồng, chẳng biết lúc nào, vậy bước chân vào mảnh tinh không này bên trong. Không cần thiết đã lâu, Diệp Thần liền ở phía trước trong hư không, thấy được hai người bóng người. Võ Chiến huynh, Liên Mộng cô nương, các ngươi làm sao tới? Diệp Thần cau mày nói. Võ Chiến và Liên Mộng hai người, thấy Diệp Thần sau đó, đều là đại hỉ. Võ Chiến nói, Diệp đại nhân, tới ám tinh không quá nguy hiểm, chúng ta lo lắng ngươi, cho nên tới đây trợ trận. Diệp Thần nói, có lòng, nhưng cái này bên trong vẫn là quá nguy hiểm, các ngươi mau trở về đi thôi. Cái này hai vợ chồng mới vừa đoàn tụ không bao lâu, Diệp Thần cũng không nỡ bọn họ mạo hiểm. Võ Chiến nói, không, Diệp đại nhân, người đợi vợ chồng chúng ta ân trọng như núi, chúng ta từ làm một thân tương báo. Hắn đã cảm nhận được, phong gian mộ trúc bên kia, bày ra thiên la địa võng, chỉ cần Diệp Thần dám đi qua cướp đoạt quyết tử ma nhãn, thì có rơi xuống nguy hiểm. Ma nhãn chỉ địa canh phòng xâm nghiêm, xông vào, quá mức nguy hiểm. Diệp đại nhân, vợ chồng chúng ta biết một vị cô nương, nàng có lẽ có thể dẫn đường, đi vòng ma nhãn chỉ địa cấm chế cùng canh phòng, để cho chúng ta lặng yên không một tiếng động đi vào. Võ Chiến nói. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói cái gì, các ngươi ở chỗ này còn biết có người. Võ Chiến trần chờ một tí, thần sắc đổi được có chút phức tạp, nói, ừ. Vị cô nương kia, kêu phong gian thanh linh, cũng là phong gian gia tộc người, hơn nữa thân phận đặc biệt đặc thù, nàng là phong gian suy tuyết tới em gái ruột. Diệp Thần lại là kinh ngạc, phong gian suy tuyết muội muội. Phong gian suy tuyết, được gọi là ám thiên đế, chính là phong gian gia tộc gia chủ, tu vi thông thiên, quyền thế phách tuyệt, cái này phong gian thanh linh, lại là phong gian suy tuyết muội muội, địa vị có thể tưởng tượng được. Võ Chiến nói, năm đó ta và Liên Mộng, bị kẹt ở mảnh tinh không này bên trong, vốn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thật may có thanh linh cô nương chỉ dẫn, là nàng mang vợ chồng chúng ta rời đi nơi đây, nếu không, chúng ta đã sớm bị vây chết ở chỗ này. Diệp Thần nói như vậy, vị kia thanh linh cô nương, là người tốt. Võ Chiến nói, ừ, hẳn là đi, nàng không bị bệnh nói, là cái rất tốt cô nương, nhưng... Diệp Thần nói, nàng có bệnh trong người sao? Võ Chiến thở dài một cái, nói, những chuyện này nói đến quá phức tạp, thanh linh cô nương cũng là người đáng thương, tóm lại, chúng ta đi trước gặp nàng đi, nàng sẽ giúp chúng ta. Diệp Thần trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Không biết cái này phong gian thanh linh, rốt cuộc thiện hay ác. Hắn muốn theo dõi đối phương đi qua, nhưng phát hiện nàng đi qua thiên cơ mạch lạc, tràn đầy máu tanh giết hại sương mù, hoàn toàn không nhìn thấu, chính hắn ngược lại còn thiếu chút nữa gặp phải cắn trả. Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là thu hồi ý niệm, nghĩ thầm vậy ma nhãn chi địa, tầng tầng cấm chế xâm nghiêm, mình xông vào, đúng là quá nguy hiểm. Nếu như cái này phong gian thanh linh, thật có thể giúp được hắn. Vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Lập tức, Diệp Thần liền đi theo Võ Chiến và Liên Mộng, đi gặp phong gian thanh linh. Phong gian thanh linh cư ngụ ở một viên vô cùng là hoang vu vắng lặng trên ngôi sao kia không có một chút cỏ cây sức sống, chỉ có vô biên vô tận hoang mạc cùng đá. Võ Chiến và Liên Mộng, mang Diệp Thần, đi tới một nơi tĩnh lặng trước sơn động. Liên Mộng đứng ở hang núi lối vào, hướng vào phía trong kêu, thanh linh cô nương, ngươi ở đâu? Nàng tiếng kêu rơi xuống không lâu,
Bên trong sơn động liền truyền ra một hồi thanh u dễ nghe, giống như hoàng oanh vậy thanh âm, là Liên Mộng tỷ tỷ sao? Liên Mộng nói, là ta. Thanh âm kia như u tuyền, giống như không ăn nhân gian lửa khói, nói, ngươi thương thế tốt lắm. Vậy thì thật là rất tốt, luân hồi chi chủ cũng tới. Tất cả vào đi. Liên Mộng nói, thanh linh cô nương, quấy dày. Nàng hướng Võ Chiến và Diệp Thần nháy mắt, rồi sau đó cất bước vào sơn động bên trong. Diệp Thần và Võ Chiến, cũng là theo sát phía sau. Hang núi hoàn cảnh u ám, Diệp Thần được rồi mấy chục bước, liền dần dần thấy ánh sáng, chỉ gặp ở bên trong sơn động, để một ít bàn đá ghế đá, bày biện giản dị, trên bàn đá đốt một ly thanh đăng, một cái cô gái tuổi thanh xuân, đang bưng một cái sao thủy bàn, cúi đầu học hỏi. Cô gái kia cả người thanh thúy sắc áo quần, dung nhan tuyệt lệ, cả người như bao phủ một tầng màu xanh nhạt tiên quang, thanh thuần động lòng người, da mười phần trắng nõn, có thể là bởi vì ở lâu hang núi, trắng nõn được có chút quá phận, đã là tái nhợt hình dáng, giữa trán từ đầu đến cuối lượn lờ một cổ nhàn nhạt phiền muộn, tựa hồ là có tâm sự oanh trong lòng. Tay nàng bên trong đang bưng sao thủy bàn, không biết là pháp khí gì, tinh bàn bên trong có một từng đạo chữ viết, ở trong nước chìm chìm nổi nổi. Hình như là loại nào đó thần thông bí kỹ. Cô gái này, dĩ nhiên chính là Phong Gian Suy Tuyết muội muội, Phong Gian Thanh Linh. Phong Gian gia tộc là tinh không thần tộc ba thị tộc lớn một trong, tinh không thần tộc bất luận trai gái, cũng sinh được vô cùng là xinh đẹp tuyệt trần, mà đây cái Phong Gian Thanh Linh, cho dù là ở tinh không thần tộc bên trong, vậy là đặc biệt xinh đẹp tồn tại. Võ Chiến đại ca, Liên Mộng tỷ tỷ, Luân Hồi chi chủ, các ngươi tốt. Phong Gian Thanh Linh buông xuống nước trong tay tinh bàn, mỉm cười hướng Diệp Thần ba người hỏi thăm sức khỏe, thật ra thì ta sớm dự cảm, các ngươi sẽ đến. Cuối cùng, nàng ánh mắt, lại rơi vào Diệp Thần trên mình, nói, Luân Hồi Chi Chủ, cảm ơn trời đất, người vậy rốt cuộc đã tới, ngươi là ta tinh không thần tộc người cứu độ. Diệp Thần nhướng mày một cái, người cứu độ. Phong Gian Thanh Linh gật gật đầu nói, đúng vậy, chỉ cần ngươi có thể mang đi quyết tử ma nhãn. Là có thể cứu ta tinh không thần tộc. Ta tinh không thần tộc ba đại thế gia, vốn là đồng khí liên chi, mấy đời giao hảo, nhưng từ viên kia quyết tử ma nhãn sau khi xuất hiện, ba đại thế gia vì tranh đoạt, hoàn toàn bất hòa. Viên kia quyết tử ma nhãn, là họa loạn nguyên, ta chỉ cầu ngươi có thể mang đi vậy mầm tai họa, để cho ba đại thế gia lại thuộc về tại tốt. Lúc đầu ở Phong Gian Thanh Linh trong lòng, viên kia quyết tử ma nhãn, chính là mầm tai họa. Là đưa đến tinh không thần tộc ba đại thế gia, bất hòa tử đấu mầm tai họa. Diệp Thần muốn cướp lấy quyết tử ma nhãn, đem con mắt này mang đi, vậy tránh hợp nàng ý. Diệp Thần trong lòng vui mừng, nói, Thanh Linh cô nương, người nguyện ý giúp ta. Phong Gian Thanh Linh nói, dĩ nhiên, ta biết ma nhãn chỉ địa bên kia, đã bày ra cấm chế dày đặc, người muốn xông vào, sợ rằng không quá dễ dàng, các người ngụy trang thành ta người làm, ta mang các ngươi đi vào. Sau đó, các ngươi lại nghĩ biện pháp mang đi quyết tử ma nhãn, như thế nào? Diệp Thần nghe Phong Gian Thanh Linh nói được dứt khoát như vậy, lại là một mặt chân thành hình dáng, nội tâm lại là vui sướng, nói có thể. Phong Gian Thanh Linh là Phong Gian Suy Tuyết muội muội, địa vị cực cao, có nàng ra mặt, ma nhãn chi địa bên kia, quả quyết không có bất kỳ người dám can đảm cản đường. Dừng một chút, Phong Gian Thanh Linh lại nói chỉ là, các ngươi muốn chú ý. Không muốn để cho ta bị thương, một khi ta bị thương chảy máu, ca ca ta bắt được ta mùi máu tươi, hắn liền sẽ lập tức phát hiện nơi này, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, hắn chính là thiên đế cấp 9, hắn nếu là hạ xuống, các ngươi nhất định phải chết. Cái này phiến tới ám tinh không, đặc biệt bí mật đến liền Phong Gian Suy Tuyết, đều không có thể phát hiện. Nhưng Phong Gian Thanh Linh lại nói, nếu như nàng chảy máu nói, ca ca nàng liền sẽ ngửi được nàng hơi thở. Từ đó phát hiện nơi này. Đây không thể nghi ngờ là đặc biệt đáng sợ sự việc. Ca ca nàng Phong Gian Suy Tuyết, được gọi là ám thiên đế, là thiên đế chủ thần cấp bậc nhân vật lớn, nếu là thật hạ xuống, Diệp Thần sợ rằng không chịu nổi. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, năm tháng bể dâu, nhật nguyệt lưu chuyển, ca ca ngươi vẫn là thiên đế cấp 9 sao. Hắn chưa từng bị chút nào mài mòn. Phong Gian Thanh Linh nói, mài mòn là có. Nhưng ảnh hưởng chừng mực, hắn kiếm pháp rất lợi hại, đủ để chém ngược năm tháng, tóm lại, các ngươi không nên kinh động hắn. Diệp Thần nói, ta biết. Thỏa thuận xong, Diệp Thần, Võ Chiến, Liên Mộng ba người, liền ngụy trang thành Phong Gian Thanh Linh người làm,
đi theo nàng đi ra sơn động, đi ma nhãn chi địa. Làm Diệp Thần đi tới ma nhãn chi địa, liền thấy nguyên mảnh đất giới, trên trời dưới đất, khắp nơi hiện đầy cấm chế sát trận, từng cơn ma khí cuồn cuộn ngất trời, khí tức giết hại đặc biệt ác liệt. Cái này phiến địa giới các võ giả, đã toàn bộ hóa thân thành hỗn độn thiên ma, toàn bộ tiến vào tư thế chiến đấu. Ở phong gian thanh linh hơi thở bao phủ hạ, Diệp Thần ba người cũng không có bại lộ. Phong gian thanh linh mang bọn họ, đi vòng qua ma nhãn chi địa phía sau, nơi này lại có một cái nho nhỏ không gian lối đi, là chỉ có phong gian thanh linh, mới có tư cách đi đường hầm. Các ngươi cùng ta tới. Phong gian thanh linh khí định thần nhàn, cử chỉ gian tự có một cổ cấp trên ung dung rửng rưng, cùng hang núi ngồi chơi lúc bộ kia phiền muộn hình dáng, lại lớn là không cùng. Nàng mang Diệp Thần ba người, dọc theo điều này không gian lối đi, tiến vào ma nhãn chi địa. Không gian lối đi bên trong, chỉ có mấy cái phổ thông võ giả ở canh giữ, bọn họ thậm chí liền tư thế chiến đấu cũng còn chưa mở, bề ngoài thoạt nhìn là người bình thường hình dáng. Khi thấy phong gian thanh linh sau khi xuất hiện, vậy mấy người lính gác võ giả, nhất thời kinh hãi, hoảng vội vàng khom người thi lễ, một người trong đó nói. Tiểu thư, ngươi làm sao tới? Phong gian thanh linh nói, ta nghe nói luân hồi chi chủ, sắp muốn hạ xuống, cướp lấy quyết tử ma nhãn, cho nên qua tới xem náo nhiệt một chút. Vậy mấy người lính gác võ giả, diễn cảm nhất thời cứng ngắc, lộ ra vẻ sợ hãi, nói. Tiểu thư, luân hồi chi chủ một khi hạ xuống, vậy cũng rất nguy hiểm, ngươi hay là trở về đi thôi, một khi ngươi bị thương chảy máu, thuộc hạ chết vạn lần không có chuộc. Ở nơi này phiến tới ám tinh không bên trong, phong gian gia tộc mọi người. Liều chết cũng muốn đem tin tức tọa độ mang đi ra ngoài, để cho ám thiên đế biết, từ đó đạt được cứu chuộc. Nhưng, bọn họ cũng không dám tổn thương phong gian thanh linh. Tuy nói chỉ cần phong gian thanh linh chảy máu, là có thể kích động thiên cơ, để cho ngoại giới ám thiên đế biết được hết thảy. Nhưng, phong gian thanh linh là ám thiên đế tới em gái ruột, ám thiên đế từng nói qua, ai dám tổn thương em gái hắn, ai dám để cho em gái hắn chảy máu. Hắn thì phải để cho ai rơi vào vô gian địa ngục bên trong, trọn đời không được siêu sinh. Cho nên, phong gian gia tộc mọi người, tuyệt không dám đả thương phong gian thanh linh. Thậm chí, bọn họ nội tâm bên trong, chỉ cần toát ra tổn thương phong gian thanh linh ý niệm, liền sẽ gặp phải trong chỗ U Minh Thiên phạt giết hại, đó là ám thiên đế đã sớm bày ra nhân quả luật. Không có sao, ta chỉ là xem, lại không tham tấu cùng chiến đấu, các ngươi tránh ra đi. Phong gian thanh linh rửng rưng nói, giọng tuy bình thản, nhưng lại mang theo một cổ không cho đưa mỏ uy nghiêm. Vậy mấy người lính gác võ giả trố mắt nhìn nhau, không thể làm gì, đành phải tránh ra. Phong gian thanh linh liền dẫn Diệp Thần ba người, tiếp tục đi về phía trước vào. Vậy mấy người lính gác võ giả, cũng không có hoài nghi Diệp Thần đám người thân phận, chỉ coi là phổ thông người làm. Bởi vì phong gian thanh linh, ngày thường tuy ẩn cư ở trong hang núi. Nhưng xuất ngoại mà nói, vẫn là sẽ thói quen mang mấy người tùy tùng, coi như nàng chẳng muốn mang, mảnh tinh không này thủ lãnh phong gian mộ trúc, vậy sẽ để cho nàng mang theo, để phòng bất chắc. Dẫu sao tới ám tinh không bên trong, trừ phong gian gia tộc người bên ngoài, còn có rất nhiều hơn ma vật hoành hành, cũng không phải là cái nơi thái bình gì. Qua canh phòng cửa ải này, Diệp Thần tâm tình cũng là buông lỏng rất nhiều, hướng phong gian thanh linh nói. Thanh linh cô nương. Ngươi và ca ca ngươi cảm tình rất tốt. Phong gian thanh linh nói, ừ, là rất tốt, ta chỉ có hắn một người thân nhân, hắn cũng chỉ có ta một người thân nhân. Diệp Thần lại hỏi, ta nghe nói ca ca ngươi phong gian suy tuyết, kiếm pháp nghịch thiên, không biết hắn tu luyện kiếm pháp, rốt cuộc là lai lịch gì. Diệp Thần đối với ám thiên đế phong gian suy tuyết, cũng là khá có hứng thú. Đối phương cũng là tu luyện kiếm pháp, hơn nữa nghe nói phong gian suy tuyết kiếm pháp. Đủ để sánh bằng thiên đấu đại đồ kiếm, vô cùng cường hãn. Hắn rất muốn biết, đó là cái gì kiếm pháp? Diệp Thần cái này câu hỏi rơi xuống, bên cạnh võ chiến, nhưng kéo một cái ống tay áo của hắn, nháy mắt, tựa hồ là nói Diệp Thần cái vấn đề này, đã xúc phạm kiêng kỵ gì. Diệp Thần gặp phong gian thanh linh sắc mặt, quả nhiên xuất hiện một chút khác thường, trong mắt toát ra nhớ lại, mờ mịt, phiền muộn, thậm chí còn có một chút thống khổ thần sắc. Thanh linh cô nương, ta có phải hay không nói sai rồi cái gì? Diệp Thần có vẻ kỳ dị, nói. Phong gian thanh linh cười khổ lắc đầu một cái, nói, không việc gì, nói cho ngươi cũng không sao, ca ca ta tu luyện kiếm pháp,
người vậy luyện qua, chính là chỉ thủy kiếm đạo. Diệp Thần nhất thời kinh ngạc, chỉ thủy kiếm đạo. Phong Gian Thanh Linh nói, đúng vậy, kiếm đạo trình độ cao nhất, chính là chỉ thủy, năm đó Hồng Quân Lão Tổ và Võ Tổ, cộng nhân xâm kiếm đạo thời điểm, bọn họ có thể lĩnh ngộ ra kiếm đạo trung cực, thật là lợi hại. Dĩ nhiên, bọn họ lĩnh ngộ chỉ thủy kiếm đạo, còn có chút nông cạn, không đủ tuyệt diệu. Chân chính chỉ thủy một kiếm, là có thể nghịch chuyển hết thảy, sau khi luyện thành, chém ngược năm tháng, chém ngược thiên đế, chém ngược vận mệnh, đều là chuyện dễ dàng. Truyền thuyết bên trong, chỉ thủy một kiếm, là kiếm đạo trung cực. Cái này chỉ thủy một kiếm, Diệp Thần đã tu luyện hiểu qua, nhưng sau đó dần dần phát hiện cường đại hơn kiếm pháp, ví dụ như Trảm Thiên Cửu Kiếm, Đại Mộ Thần Kiếm, Thiên Đế Ngũ Suy Kiếm, Thiên Đấu Đại Đồ Kiếm vân. Vân. Hắn một lần hoài nghi, cái này chỉ thủy một kiếm, rốt cuộc có phải hay không kiếm đạo trung cực. Nhưng hiện tại, Phong Gian Thanh Linh nhưng nói cho hắn, đúng vậy, kiếm đạo trình độ cao nhất, chính là chỉ thủy. Nước là không ngừng lưu động, chỉ thủy, ngừng chảy, là nghịch chuyển nhân quả, chặt đứt vận mệnh ý. Phong Gian Thanh Linh lại nói, người có biết, 33 thiên thần thuật, hạng thứ 2 thần thuật là cái gì? Diệp Thần con người đông lại một cái, nói ta không biết. Theo hắn biết, trước mắt xuất thế 33 thiên thần thuật, chính là thiên đấu đại đồ kiếm lợi hại nhất, xếp hạng thứ 3. Còn như thứ nhất thứ 2 thần thuật, còn không có xuất thế, giống như là luân hồi đi đời sách như vậy, chỉ tồn tại ở ảo tưởng cùng khái niệm bên trong. Phong Gian Thanh Linh nói, hạng thứ 2 thần thuật, kêu vô tưởng chỉ thủy quyết, lại kêu đao kiếm thần quyết, hàm chứa vô tưởng một đao, còn có chỉ thủy một kiếm bí ẩn, cái này cuối cùng đao kiếm thần quyết luyện thành, đủ để vô địch chư thiên. Vô tưởng chỉ thủy, đao kiếm thần quyết. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, vẫn là lần đầu tiên nghe cái loại này cấp bậc thần thuật bí ẩn. 33 thiên thần thuật, hạng thứ 2, kêu đao kiếm thần quyết, cũng gọi vô tưởng chỉ thủy quyết, uy lực so với thiên đấu đại đồ kiếm còn lớn hơn. Kiếm pháp trình độ cao nhất, là cái gì? Đao pháp trình độ cao nhất, là cái gì? Hai vấn đề này, không lúc nào không, chư thiên vạn giới bên trong, có vô số tiên hiền. Vô số vĩ đại tồn tại, vô số thần minh cửa, cũng ý nghĩ qua. Hồng Quân Lão Tổ cùng Võ Tổ năm đó luận đạo, điều nghiên kiếm đạo trình độ cao nhất, cho ra chỉ thủy bí ẩn. Bọn họ điều nghiên, chỉ là hàng tỷ thế kỷ nguyên tới nay, vô số tiên hiền các cường giả, vô số thiên đế thần minh cửa, khổ tâm điều nghiên một loại. Ở bọn họ trước, thì có người điều nghiên qua, kiếm đạo trình độ cao nhất là cái gì? Rất nhiều tiên hiền chí thánh. Những cái kia vĩ đại tồn tại cửa, cũng cho ra giống nhau câu trả lời. Kiếm đạo trình độ cao nhất, chính là chỉ thủy. Đao pháp trình độ cao nhất, là vô tưởng một đao. Vô số tiên hiền, liên quan tới đao kiếm ảo tưởng, tạo thành cửa này đao kiếm thần quyết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đây là trong ảo tưởng pháp môn, bởi vì bao hàm quá nhiều cường giả tư tưởng bí ẩn, cho nên không cách nào cái hiện. Diệp Thần đã từng tu luyện qua chỉ thủy kiếm đạo, chỉ là chân chính chỉ thủy kiếm đạo một phần nhỏ, hắn chỉ lĩnh ngộ một phần nhỏ tinh túy. Phần lớn tinh túy nghĩa sâu xa, vẫn tồn tại tại ảo tưởng bên trong, đó là vô số vĩ đại các tiên hiền ảo tưởng, hàm chứa vô số thần linh ý chí, những thứ này ý chí cùng khái niệm, muốn cái có sẵn có thể để cho người tu luyện pháp quyết, ngang hàng là cái hiện luân hồi đi đời sách, đặc biệt khó khăn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Phong Gian Suy Tuyết tu luyện cũng chính là chỉ thủy kiếm đạo. Diệp Thần có thể khẳng định, Phong Gian Suy Tuyết nắm giữ chỉ thủy kiếm đạo, nhất định phải so mình tuyệt diệu rất nhiều. Ta nước này tinh bàn bên trong, có đao kiếm thần quyết bộ phận nghĩa sâu xa, đều là chút ảo tưởng khái niệm, là liên quan tới chỉ thủy kiếm đạo. Phong Gian Thanh Linh cầm ra nàng nước kia tinh bàn, thanh âm nhẹ nhẹ nói. Nước kia tinh bàn bên trong, rất nhiều chữ viết ở trong nước chìm chìm nổi nổi, như mất đi trọng lực tinh thần. Khắp nơi bồng bềnh, nhìn như khá là lộng lẫy. Những thứ này chữ viết, mơ hồ, nhìn không rõ lắm, như mộng như ảo. Diệp Thần ngưng thần xem chút, nhất thời liền cảm thấy, tim tăng tốc độ nhảy lên, đầu óc bên trong lướt qua đủ loại chỉ thủy kiếm đạo bí ẩn. Hắn ngay tức thì cũng biết, nước này tinh bàn bên trong ghi lại, chính là đao kiếm thần quyết bên trong, liên quan tới chỉ thủy kiếm đạo bí quyết. Bởi vì những thứ này bí quyết, chỉ là ảo tưởng khái niệm. Cho nên căn bản không cách nào lĩnh ngộ, liền xem hơn mấy lần cũng biết ăn lực. Thanh Linh cô nương, ca ca ngươi đem vậy chỉ thủy kiếm đạo,
toàn bộ lĩnh ngộ. Diệp thần hỏi. Phong Gian Thanh Linh cười khổ nói, không có, đao kiếm thần quyết bên trong chỉ thủy kiếm đạo, thần bí phức tạp, nơi nào có tốt như vậy lĩnh ngộ. Muốn lĩnh ngộ những thứ này trong ảo tưởng bí quyết, cần uống một loại kêu hoa bỉ ngạn tản thuốc cấm. Cái loại này thuốc cấm, sau khi uống, có thể thật to tăng lên người năng lực, cho dù là trong ảo tưởng thần công bí tịch, cũng có thể lĩnh ngộ. Nhưng, hoa bỉ ngạn tán, cái loại này thuốc cấm, mang theo đậm đà hắc ám nguyên thế chấp, dùng lâu dài mà nói, hắc ám lắng đọng, sẽ tích lũy thành bệnh bệnh, một khi bệnh phát, người sẽ lâm vào hắc ám điên cuồng tình cảnh, hậu quả rất là đáng sợ. Diệp thần nghe được Phong Gian Thanh Linh lời này, nội tâm khẽ run lên, nói, Thanh Linh cô nương, người đã dùng qua hoa bỉ ngạn giải tán. Phong Gian Thanh Linh nói, đúng vậy, ta ăn hoa bỉ ngạn tán, rốt cuộc lĩnh ngộ chỉ thủy kiếm đạo, sau đó, ta lại đem ta lĩnh ngộ kiếm đạo, ngưng tụ thành kết tinh, truyền cho ca ca ta. Ca ca ta đạt được ta kiếm đạo kết tinh, hắn rốt cuộc thì một bước lên trời, thành làm thiên đế, cũng thừa kế gia chủ vị trí. Diệp thần nghe được những lời này, bên trong lòng có chút chấn động, kinh ngạc nói, lúc đầu cái này chỉ thủy kiếm đạo, không phải ca ca ngươi lĩnh ngộ, mà là ngươi lĩnh ngộ. Phong Gian Thanh Linh nói, đúng vậy, nhưng ta trời xanh liền không thích chém chém giết giết, bởi vì muốn đánh giết, người sẽ thành được xấu xí, ta không thích, nhưng hết lần này tới lần khác ta năng lực lại rất tốt, thần thông gì võ kỹ, ta liếc mắt nhìn liền biết, ca ca ta tất cả võ đạo thần thông, căn bản đều là ta truyền thụ cho hắn. Chỉ là vậy đao kiếm thần quyết, ta quả thực là xem không hiểu, chân thực quá thâm ảo, không thể làm gì khác hơn là mượn dùng hoa bỉ ngạn tán cái loại này thuốc cấm. Phong Gian Thanh Linh là tinh không thần tộc người, một khi tiến vào tư thế chiến đấu mà nói, liền sẽ biến thành xấu xí hỗn độn thiên ma. Nàng không cách nào tiếp nhận một điểm này, cho nên từ lúc nhỏ bắt đầu, liền rất ghét chém chém giết giết, đã nhiều năm như vậy, đừng nói giết người, nàng liền một con gà cũng chưa từng giết. Diệp thần trong lòng khá là chấn hám, không nghĩ tới Phong Gian Suy Tuyết có thể thành làm thiên đế, sau lưng là có em gái hắn trợ lực. Hai huynh muội cảm tình, vậy dĩ nhiên là rất tốt rất tốt. Diệp thần vậy rốt cuộc rõ ràng, tại sao mới vừa rồi những thủ vệ kia võ giả, như thế sợ Phong Gian Thanh Linh bị thương. Phong Gian Thanh Linh trả giá như thế nhiều, nếu là Diệp thần là Phong Gian Suy Tuyết, vậy sẽ không tiếc giá phải trả, bảo vệ mình muội muội an toàn. Bỏ không được nàng bị nửa bị thương. Thanh Linh cô nương, người uống thuốc cấm, hôm nay là tích lũy thành bệnh bị bệnh. A, à, cùng bắt được quyết tử ma nhãn sau đó, ta sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi trần liệu. Diệp thần trầm tư một hồi, liền nói. Võ chiến trước đây cũng đã nói, Phong Gian Thanh Linh không bị bệnh nói, là cái rất tốt cô nương. Nhưng nếu là bệnh nàng phát, trời mới biết sẽ có đáng sợ dường nào. Diệp thần tinh thông y thuật. Hắn ngược lại là có thể thay Phong Gian Thanh Linh trần liệu một tí, nếu có thể chữa khỏi nàng, cũng coi là trả nợ nhân quả. Không chữa khỏi, thôi, luân hồi chi chủ, đa tạ ngươi. Chỉ cần ta có thể giữ tâm cảnh bình tĩnh, cũng sẽ không bị bệnh. Phong Gian Thanh Linh ôn hòa cười một tiếng, nói. Diệp thần còn muốn nói gì, Phong Gian Thanh Linh dừng lại hạ bước chân, cười nói. Tốt lắm, ta chỉ có thể mang các ngươi tới đây. Lúc đầu nàng cùng Diệp thần vừa đi vừa tán gẫu, đã đi ra không gian lối đi, chính thức bước vào ma nhãn chi địa, đi tới một nơi u ám bên ngoài thần điện. Diệp thần có thể rõ ràng cảm nhận được, chung quanh tràn ngập một cổ kinh khủng khí tức tử vong, cơ hồ muốn để người nghẹt thở. Hắn ánh mắt, nhìn về thần điện, cảm nhận thiên cơ, là có thể thấy rõ thần điện nội bộ, đứng sừng sững một tòa hắc ám tế đàn. Tế đàn bốn phía, hiện đầy trận văn. Những thứ này trận văn cấu trúc thành một cái hắc ám chiếm đoạt đại trận, không ngừng thôn phệ tinh không ở giữa linh khí năng lượng, thậm chí là thủ vọng xâm lâm địa mạch linh khí, dùng để bồi bổ trên tế đàn cung phụng một viên bằng đá hắc ám ánh mắt. Vậy bằng đá hắc ám ánh mắt, phơi bày hắc diệu thạch phẩm chất, phủ đầy vết rách, tràn đầy u ám cùng chết ma khí, chính là trong truyền thuyết quyết tử ma nhãn. Muốn lấy đi quyết tử ma nhãn mà nói, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi thực lực. Phong Gian Thanh Linh nói, nàng đem Diệp Thần, Võ Chiến, Liên Mộng ba người, mang tới thần điện vùng lân cận, đã là lớn nhất cực hạn. Như sẽ giúp giúp, sợ rằng nhân quả sẽ cắn trả, đến lúc đó cái mất nhiều hơn cái được. Thần điện nơi này canh phòng, cùng bên ngoài vậy xâm nghiêm, nhưng không có gì cấm chế cùng sát trận, có thể thuận lợi Diệp Thần ba người động thủ.
Nếu như không có phong gian thanh linh dẫn đường, Diệp Thần trước phải xông qua cấm chế dày đặc sát trận, mới có thể tới cái này thần điện, linh khí chắc là phải bị tiêu hao hầu như không còn. Mà bây giờ nói, hắn trạng thái là đỉnh cấp, động thủ thành coi là, cũng là lớn lớn tăng lên. Diệp Thần có thể thấy rõ, ở thần điện cạnh tế đàn, đứng một tôn thân hình to lớn hỗn độn thiên ma, cả người chảy xuôi dơ bẩn cùng sình sệt đồ, trên người tán phát ra ma khí, lại đạt tới thần đạo cảnh tầng thứ nhất mạnh cảnh giới lớn. Cái này thần đạo cảnh hỗn độn thiên ma, lộ vẻ lại chính là thủ lãnh, phong gian mộ trúc. Tại chưa có hóa thân thiên ma trước, phong gian mộ trúc là một cái tao nhã lịch sự nho sĩ, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn đã không có một chút văn nhã bộ dáng, chỉ có máu tanh, tàn nhẫn, hung ác, xấu xí. Cũng khó trách phong gian thanh linh, không thích chém chém giết giết, nếu như muốn chiến đấu, biến thành như vậy kinh tởm hình dáng, chân thực khó mà để cho người tiếp nhận. Ừ, thần điện bên trong, phong gian mộ trúc tựa hồ là cảm nhận được Diệp Thần dòm ngó, chân mày nhất thời nhíu chặt. Bất quá, Diệp Thần ở phong gian thanh linh bên người, hơi thở đều bị che giấu, hắn cũng không thể xác định. Diệp Thần quét nhìn bốn phía, thần điện chung quanh canh phòng cường giả, có chừng 800 người. Hơn nữa thần điện nội bộ, lại có phong gian mộ trúc chấn giữ, cho dù hắn trạng thái đỉnh cấp, muốn từ phong gian mộ trúc trong tay, cướp đi quyết tử ma nhãn, vậy là đặc biệt chuyện khó khăn. Suy nghĩ một hồi, Diệp Thần trong lòng có biện pháp, hướng Võ Chiến và Liên Mộng nói. Võ Chiến huynh, Liên Mộng cô nương, các ngươi chia nhau đem thần điện canh phòng dẫn ra, ta nghĩ biện pháp cầm vậy quyết tử ma nhãn trộm ra. Cứng rắn đoạt, vẫn là quá nguy hiểm. Diệp Thần muốn lợi dụng đại hoang trộm thiên thuật, trực tiếp trộm ra. Nhưng, thần điện chung quanh canh phòng như thế nhiều, khí cơ nối thành một phiến, Diệp Thần đại hoang trộm thiên thuật, cũng không tốt thấm vào. Cho nên, hắn cần Võ Chiến và Liên Mộng, trước đem bộ phận canh phòng dẫn ra. Võ Chiến và Liên Mộng gật đầu một cái, rồi sau đó chính là chừng phân tán đi ra ngoài. Chiến quyền, vỡ tinh. Không cần thiết đã lâu. Diệp Thần nghe được thần điện bên trái cách đó không xa, truyền ra một đạo động trời tiếng gầm gừ, rồi sau đó là cuồng bạo quyền thế, như biển gầm vậy tập sát hướng thần điện giữa quảng trường, tòa kia phong gian suy tuyết pho tượng trên. Là Võ Chiến ra tay. Võ Chiến là nửa bước thần đạo cảnh cường giả, hắn ra tay một cái, khí thế đương nhiên là hung mãnh. Phong gian thanh linh gặp Võ Chiến muốn công kích ca ca nàng pho tượng, lấy làm kinh hãi, bước chân tiến lên hai bước. Nhưng chợt lại dừng lại, yên lặng lui qua một bên, bảy cái hộ thân cấm pháp, quan sát hết thảy. Nàng là không thể bị thương, một khi nàng bị thương chảy máu, nàng mùi máu tươi, sẽ ngay tức thì kinh động ca ca nàng. Thanh linh cô nương, cái này kim trương thần ấn cho ngươi mượn. Diệp Thần vì cẩn thận để gặp, lại đem tự thân pháp bảo kim trương thần ấn, cho mượn phong gian thanh linh, dùng làm hộ thân, miễn được nàng bị thương. Đa tạ. Phong gian thanh linh cảm kích nói cảm ơn, rồi sau đó liền thúc giục kim trương thần ấn hộ thể. Cùng lúc đó, Võ Chiến một quyền đánh giết tới, cuồng bạo uy mãnh khí thế, làm được toàn bộ thần điện trên quảng trường, rất nhiều thiên ma bọn thủ vệ, đều là kinh hãi. Võ Chiến, là rừng rậm này tội tử, hắn còn chưa có chết sao? Hắn lúc nào chạy vào? Đáng chết, mau ngăn lại hắn. Rất nhiều thiên ma canh phòng, vậy nhận được Võ Chiến. Biết hắn là đã từng xông vào tới ám tinh không người, là rừng rậm con dân. Mắt xem Võ Chiến một quyền đánh giết tới, có mấy cái thiên ma canh phòng, vì bảo vệ phong gian suy tuyết pho tượng, dùng mình thân thể làm hộ thuẫn. Phịch! Võ Chiến quả đấm đánh tới, như vỡ tinh nứt ra tháng, uy thế cực kỳ bá đạo, lập tức liền đem vậy mấy cái thiên ma canh phòng, thân thể toàn bộ đánh bể. Ở đánh bể mấy cái thiên ma canh phòng sau đó, Võ Chiến nhanh chóng rút người ra lui về phía sau. Đi phương xa chạy trốn đi. Truy đuổi. Một đám thiên ma canh phòng, nhất thời tức giận đồng thời xuất hiện, rối rít truy đuổi đánh ra. Rừng rậm, nghe ta hiệu lệnh. Mà vào lúc này, bên kia, một đạo dễ nghe giọng nữ trong trẻo lạnh lùng vang lên. Đó là Liên Mộng thanh âm. Nàng một tiếng ngâm sướng, nhất thời thần điện bốn phía rừng rậm, liền tựa như hoàn toàn thần phục với nàng, từng cái rễ cây rút ra, như con chăn cù long vậy điên cuồng kéo dài. Cũng kéo dài hướng thần điện nội bộ phương hướng, thật giống như là muốn đi cướp lấy quyết tử ma nhãn. Không tốt, còn có cái này tội nữ. Đừng đuổi theo, tội này nữ muốn cướp đoạt ma nhãn. Rất nhiều thiên ma canh phòng, phát hiện Liên Mộng, lại là kinh ngạc,
chỉ lấy là Võ Chiến là con mồi, muốn dẫn dụ bọn họ rời đi, điệu hổ ly sơn, để cho Liên Mộng có ra tay cơ hội. Càng nhiều hơn thiên ma canh phòng, sách binh khí hướng Liên Mộng lướt đi. Liên Mộng thúc dục rễ cây, lại để cho cây cối chung quanh hóa thành thụ yêu, ngăn cản thiên ma bọn thủ vệ công kích, vừa đánh vừa lui, rất nhanh liền dẫn đi đại lượng canh phòng. Trong thoáng qua, ở Võ Chiến và Liên Mộng dẫn dụ hạ, thần điện chung quanh canh phòng, đã còn lại không tới 100 người, ma khí thật to suy yếu. Liên liên thần điện bên trong, phòng gian mộ trúc cũng là lớn bước ra, chau mày, nhìn trước mắt hỗn loạn cảnh tượng, trầm giọng nói, luân hồi chi chủ còn chưa tới sao. Một cái thần điện trưởng lão trả lời, còn không có, chỉ có hai cái đến từ thủ vọng xâm lâm tội nhân, bọn họ không biết là từ nơi nào tiến vào. Phong gian mộ trúc chân mày vậy nếp nhăn được sâu hơn, hắn đã bày ra thiên la địa võng, coi như liền một con ruồi bay vào, cũng không gạt được hắn ánh mắt. Nhưng hết lần này tới lần khác, Võ Chiến và Liên Mộng xông tới, hắn nhưng không biết, bên ngoài cấm chế sát trận cũng không có bị kích động. Đây là chuyện gì xảy ra? Phong gian mộ trúc cong ngón tay suy tính, nhưng không tính ra bất kỳ mặt mũi. Bởi vì những chuyện này sau lưng, thật ra thì cùng phong gian thanh linh có liên quan. Lấy hắn thân phận, còn không tư cách theo dõi phong gian thanh linh bí mật. Tốt cơ hội. Diệp thần thấy lớn tính canh phòng bị dẫn ra, phong gian mộ trúc lại đi ra, chính là hắn lấy trộm quyết tử ma nhãn thời điểm. Lập tức, Diệp thần bàn tay nặn quyết, hoang cổ hơi thở, từ tay hắn ấn trung lưu chảy ra. Đại hoang trộm thiên thuật thi triển ra. Đại hoang trộm thiên thuật, được gọi là thế gian hết thảy, đều có thể ăn trộm ăn cắp. Diệp thần cùng vậy quyết tử ma nhãn, khoảng cách gần như vậy, ăn trộm tự nhiên vậy rất dễ dàng. Hắn đại hoang trộm thiên thuật vừa thi triển, một món quỷ bí hơi thở, liền thấm vào nhập thần điện bên trong, thật giống như có một cái bàn tay vô hình, bắt được viên kia quyết tử ma nhãn. Rồi sau đó, viên kia giống như hắc diệu thạch điêu tạo ánh mắt. Liền chậm rãi xuất hiện ở Diệp thần trong lòng bàn tay. Nhìn lòng bàn tay dần dần xuất hiện quyết tử ma nhãn, Diệp thần nội tâm kích động mừng như điên, không nghĩ tới như thế thuận lợi, liền ăn trộm mục tiêu vật. Viên này quyết tử ma nhãn, cầm trong tay, Diệp thần có thể rõ ràng cảm nhận được, con mắt này thần bí, vĩ đại, hắc ám, bên trong ẩn chứa rất nhiều quỷ bí nguyên thế chấp, từng cái liên quan tới chết quy luật, lực lượng quá mạnh mẽ. Nếu như có thể luyện hóa nói, Diệp thần thực lực, tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh, cùng thiên nữ quyết chiến, phần thắng cũng có thể thật to tăng lên. Ai yêu, quyết tử ma nhãn, ngươi lại có thể trộm ra. Một bên phong gian thanh linh, thấy một màn này, nhất thời kinh hãi, tâm tình cũng là hết sức kích động. Nàng nguyên vốn cho là, Diệp thần phải hao phí một phen chiến đấu kịch liệt, mới có thể cướp lấy quyết tử ma nhãn. Nhưng, nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Diệp thần lại có thể trực tiếp trộm ra, không phí nhiều sức. Cái này đại hoang trộm thiên thuật bí ẩn, nàng chính mắt thấy được, tâm tình kích động. Diệp thần nhưng gặp phong gian thanh linh dưới sự kích động, nguyên bản gò má trắng nõn, lại mơ hồ xuất hiện một ít bớt đen, có quỷ dị tà ác ma khí, từ nàng trong cơ thể chảy ra. Thanh linh cô nương, đừng kích động. Diệp thần thấy vậy, vội vàng đi tới đè lại nàng bả vai. Phong gian thanh linh từng ai nhoa bị ngạn tán thuốc cấm, hắc ám thuốc độc động lại, biến thành tật bệnh. Một khi nàng tâm tình kích động nói, thì có thể bệnh phát. Diệp thần gặp nàng trong cơ thể có ma khí dòng nước chảy ra, rõ ràng cho thấy muốn bệnh phát, liền đè lại nàng nhỏ hết sức nhu nhược bả vai, vận chuyển Phật tổ chân kinh, diệu pháp hoa sen, một món dịu dàng Phật khí bơm vào đi qua, mới để cho phong gian thanh linh ma khí, tiêu tản mát. Phong gian thanh linh tâm tình khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt mang theo một chút sợ, hướng Diệp thần nói, cảm ơn ngươi, ta vậy hắc độc bệnh thiếu chút nữa thì phát tác. Một khi phát tác, ta sẽ biến thành thiên thủ thiên ma, đó là hỗn độn thiên ma bên trong nhất kinh tởm, nhất dữ tợn, đáng sợ nhất tồn tại, là hoàn toàn quái vật. Nói xong lời cuối cùng, phong gian thanh linh lại là ảm đạm thần thương. Nàng bệnh, là thuốc cấm hắc ám động lại hình thành hắc độc bệnh. Phát làm sẽ để cho nàng rơi vào đáng sợ nhất hắc ám. Đối tinh không thần tộc mà nói, đáng sợ nhất hắc ám, chính là hóa thân hỗn độn thiên ma. Mà thiên thủ thiên ma, là hỗn độn thiên ma bên trong cứu cực dị chủng, là cường đại nhất tượng trưng, cũng là nhất là kinh tởm, nhất là dữ tợn tượng trưng. Một khi hóa thân thành thiên tay thiên ma, sẽ không lại chút nào lý trí, chỉ biết là giết hại.
nàng tự nhiên không muốn trở thành loại quái vật kia. Ừ, tiểu thư tới. Lúc này, Phong Gian Mộ Trúc cảm giác được Phong Gian Thanh Linh hơi thở, nhất thời sửng sốt một chút. Phong Gian Thanh Linh mang Diệp Thần các người tới, hắn cũng không biết. Hiện tại Phong Gian Thanh Linh hơi thở tiết lộ, hắn mới phát hiện. Phong Gian Mộ Trúc trong lòng vừa là kinh ngạc, lại cảm thấy có cái gì không đúng, vội vàng mang mấy trưởng lão cùng hộ vệ, vọt tới. Hắn liền thấy, Diệp Thần đang ôm Phong Gian Thanh Linh bả vai, hình dáng nhìn như thân thiết được có chút quá đáng. Mà Phong Gian Thanh Linh, chính là trước mắt cảm kích cùng vui sướng hình dáng, lại mang một ít sùng bái. Phong Gian Mộ Trúc chỉ nhớ, thứ ánh mắt này, chỉ có ở Phong Gian Thanh Linh nhìn ca ca nàng thời điểm, mới biết biểu lộ ra. Tiểu thư, người đến đây lúc nào? Phong Gian Mộ Trúc kinh hãi, ở Phong Gian Thanh Linh trước mặt, cũng không dám biểu lộ tư thế chiến đấu, vội vàng thu liễm lại thiên ma khí tượng, khôi phục một bộ áo xanh nho sĩ hình dáng. Phong Gian Thanh Linh vẫn chưa trả lời, Phong Gian Mộ Trúc ánh mắt, vừa nhìn về phía bên người nàng người làm, bỗng nhiên nhưng gặp cái này người làm trong tay, cầm một kiện để cho hắn đặc biệt nhìn quen mắt đồ. Đó lại là quyết tử ma nhãn. Quyết tử ma nhãn, tiểu thư, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi muốn quyết tử ma nhãn? Ngươi điên rồi sao? Ngươi hắc độc bệnh còn chưa hết, một khi tiếp xúc quyết tử ma nhãn, ngươi lập tức liền muốn bệnh phát. Còn nữa, cái này quyết tử ma nhãn, ta rõ ràng cung phụng ở bên trong thần điện, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Phong Gian Mộ Trúc liền liền gầm thét, lại cũng không cách nào giữ nho sĩ ổn định, trong lòng chỉ có khiếp sợ và rung động. Hắn thần thức thả ra ngoài, quét nhìn một mắt thần điện nội bộ, quả nhiên liền thấy trên tế đàn, trống trơn như vậy, quyết tử ma nhãn đã không thấy. Tế đàn bốn phía, có chút hoang cổ hơi thở, thật giống như xuất từ loại nào đó cấm thuật. Là lớn hoang trộm thiên thuật. Phong Gian Mộ Trúc một mắt tới giữa, thiên cơ thấy rõ, cái gì cũng rõ ràng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, quát to, ngươi chính là luân hồi chi chủ. Đáng chết tiểu tử, ngươi dám trộm ta Phong Gian gia tộc đồ. Cái này đạo tiếng hét lớn rơi xuống, Phong Gian Mộ Trúc cũng không để ý cái gì quy củ, liền trực tiếp ở Phong Gian Thanh Linh trước mặt, lần nữa bạo phát ra hỗn độn thiên ma chiến đấu khí tượng. Hắn hình dáng, ngay tức thì đổi được vô cùng hung tàn, có răng nanh từ miệng mọc ra, cả người da đen nhánh, chảy xuôi mủ cùng bẩn thỉu đồ. Luân hồi chi chủ, người lại có thể mê muội nhà ta tiểu thư, còn ăn trộm quyết tử ma nhãn, người tội đáng chết vạn lần. Người không dám cùng ta chính diện đối kháng, liền đùa bỡn những thứ này hạng thấp kém thủ đoạn, uổng thua ngươi luân hồi uy danh. Phong Gian Mộ Trúc cười gằn, đen nhánh như sắt móng tay, mãnh liệt xuyên qua hư không, phá giết ra. Trực kích Diệp Thần tim, ra tay hung tàn hết sức, thần đạo cảnh lực lượng bùng nổ đến mức tận cùng, một kích này giống như có thể xuyên qua tinh thần. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, cũng không có trực tiếp đón đỡ, nghiêng người né tránh. Hi hi, chỉ biết tránh sao? Phong Gian Mộ Trúc cười gằn, ra tay như liên hoàn tia chớp, từng đạo công kích mãnh liệt đánh tới. Vạn kiếm thần tinh, ngự. Diệp Thần hoàn toàn không cách nào né tránh, liền sử dụng vạn kiếm thần tinh ngăn cản. Bình bịch bịch, Phong Gian Mộ Trúc từng trưởng bạo giết, lại vạn kiếm thần tinh thượng mặt, để lại từng đạo sâu đậm hắc ám trưởng ấn, tình cảnh đặc biệt khủng bố. Những thứ này trưởng ấn, nếu là xuất hiện ở Diệp Thần trên thân thể, sợ là có thể đem hắn thân xác tổn thương nặng. Thần đạo cảnh uy thế, có thể tưởng tượng được. Phong Gian Mộ Trúc, ngươi cho ta dừng tay. Phong Gian Thanh Linh nhất thời nóng nảy, e sợ cho Diệp Thần xảy ra chuyện, lớn tiếng kêu lên. Nếu như là lúc ban đầu, nàng là sẽ không quản Diệp Thần sinh tử, hết thảy nhìn bầu trời mệnh định số. Diệp Thần có thể mang đi quyết tử ma nhãn mà nói, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Nếu như không mang được, vậy cũng chỉ đổ thừa hắn kỹ không bằng người, nàng sẽ không qua loa nhúng tay. Nhưng mới vừa, Diệp Thần xuất thủ cứu trị nàng, không có để cho bệnh nàng phát, nàng trong lòng cảm kích, hiện tại cũng chỉ đứng ở Diệp Thần bên này. Phong Gian Mộ Trúc nghe được Phong Gian Thanh Linh mà nói, động tác theo bản năng dừng lại, rồi sau đó hì hì cười gần một tiếng, nói. Tiểu thư, xem ra ngươi đến hiện tại, còn lấy làm cho này quyết tử ma nhãn, là cái gì mầm tai họa? Đây là hồn thiên đế cung phụng đi lên đồ, tại sao có thể là mầm tai họa? Coi như không có vật này, chúng ta Phong Gian gia tộc, vậy không thể nào để cho Tím Xuyên, Phong Uyên hai nhà này đè ở trên đầu chúng ta. Chúng ta Phong Gian gia tộc, sớm muộn có một ngày,
sẽ thống nhất toàn bộ tinh không thần tộc, sau đó trở lại bờ bên kia, rửa sạch tất cả dơ bẩn. Ngươi muốn để cho luân hồi chi chủ, mang đi quyết tử ma nhãn, nếu là để cho gia chủ đại nhân biết, hắn khẳng định sẽ trách mắng ngươi. Ngươi tránh ra cho ta ngày hôm nay liền tru diệt luân hồi, cái này quyết tử ma nhãn là chúng ta phong gian gia tộc đồ, tuyệt không cho phép người ngoài chấm mút. Tiếng nói rơi xuống, phong gian mộ trúc vung tay lên, một cổ lực lượng đem phong gian thanh linh chấn động lui ra, vừa đúng lúc, chỉ là đem nàng đẩy lui, cũng không có để cho nàng bị thương. Cho dù là hóa thân thiên ma, phong gian mộ trúc còn duy trì đầy đủ lý trí, cũng không dám thật tổn thương phong gian thanh linh, nếu bị ám thiên đế biết, vậy chờ đợi hắn, chỉ có vạn kiếp bất phục kết quả. Hu hu hu, phong gian mộ trúc phát ra một hồi nhọn khó nghe tiếng quỷ khóc, đem nguyên phiến ma nhãn chi địa, tất cả thiên ma cường giả, toàn bộ triệu hoán tới đây. Mới vừa đuổi theo giết võ chiến và liên mộng thiên ma bọn thủ vệ, toàn đều trở về. Bốn phương tám hướng thiên ma cường giả, cũng là gào thét phóng tới. Phong gian mộ trúc biết, luân hồi khí vận hừng hực, hắn muốn giết Diệp Thần mà nói, tuyệt đối không phải cái gì chuyện dễ dàng. Cho nên, hắn trực tiếp đem tất cả thiên ma cường giả, toàn bộ triệu hoán tới đây. Trong thoáng chốc, Diệp Thần trước mắt, ma khí cuồn cuộn, tuyệt đối ngàn ngàn ngày đầu ma, quanh quẩn bầu trời, lồng xây mặt đất, khắp nơi đều là thiên ma cười gằn cùng gầm thét, khắp nơi đều là âm phong cùng hôi thối, bẩn thỉu sình sệt đồ ở giữa trời đất dòng nước chảy, muốn để hết thảy rơi vào dơ bẩn cùng sa đọa bên trong. Chỉ là cái này cổ thiên ma khí tượng, cũng đủ để cho phổ thông võ giả, đạo tâm tan vỡ. Cho dù là Diệp Thần, đối mặt nhiều ngày như vậy ma vây khốn, vậy cảm thấy áp lực to lớn. Phù quỷ mẫu xào, yêu ma, ra. Dưới áp lực to lớn, Diệp Thần không chút kinh hoàng, sử dụng phù quỷ mẫu xào, cũng triệu hoán ra thiên thiên vạn vạn đầu phù quỷ yêu ma, cùng chung quanh thiên ma đối kháng. Ở nơi này chút phù quỷ yêu ma bên trong, cường đại nhất một đầu, chính là tới từ Hùng Bá gia tộc Hùng Bá Diệu, là đã từng thần đạo cảnh tầng thứ nhất cường giả. Hùng Bá Diệu dẫn rất nhiều phù quỷ yêu ma, cùng chung quanh thiên ma cường giả đối chiến. Hùng Bá gia tộc người, mặc dù bị thương, nhưng quanh thân phun trào ra thần đạo cảnh tầng thứ nhất. Phong gian mộ trúc thấy vậy, cũng là thất kinh. Chỉ theo sau đó, hắn liền phát hiện, Hùng Bá Diệu trên mình, cũng không có khí vận nội tình, liền là thuần túy sát hại máy móc. Nguyên lai là một cái con rối. Hắn hơi yên lòng một chút, đến thần đạo cảnh loại cảnh giới này, quyết định chiến đấu thắng bại, trừ nhìn bề ngoài tu vi bên ngoài, còn muốn cân nhắc những vật khác. Hùng Bá Diệu chỉ là một đầu con rối, không có đầy đủ khí vận nội tình, tự nhiên uy hiếp không được hắn. Diệp Thần vậy không dự định dựa vào con rối, uy hiếp phong gian mộ trúc, cái này là chuyện không thể nào. Hắn chỉ là lợi dụng phù quỷ con rối, ngăn cản chung quanh đợt sóng vậy thiên ma tập sát. Hắn phỏng đoán, dựa vào phù quỷ con rối, hắn có thể chống cự chung quanh những thiên ma đó cường giả, chí ít hai nén nhang thời gian. Cái này hai nén hương trong thời gian, chỉ cần hắn có thể đánh bại phong gian mộ trúc, hết thảy vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng. Nếu như không cách nào áp chế phong gian mộ trúc, vậy chờ đợi hắn kết quả, chỉ có chết, hắn thế tất yếu bị chung quanh chi chít thiên ma, hoàn toàn che hết. Phong gian thanh linh gặp thế cục đã mất khống chế, Diệp Thần rơi vào tuyệt cảnh, bên trong lòng không khỏi vô cùng nóng nảy. Thanh linh cô nương, ngươi ngàn vạn lần không thể gấp gáp, ta sẽ giải quyết hết thảy, sau đó mang đi quyết tử ma nhãn. Diệp Thần cười một tiếng, hướng phong gian thanh linh nói, chỉ sợ nàng tâm trạng mất khống chế, lại phải bệnh phát. Trong sâu thẳm, Diệp Thần có loại dự cảm, nếu là phong gian thanh linh bệnh phát, thật hóa thân thành thiên tai thiên ma, tình cảnh kia chỉ sợ so với trước mắt thiên ma loạn vũ cảnh tượng, còn kinh khủng hơn. Phong gian thanh linh gặp Diệp Thần chỗ sâu tuyệt cảnh, lại còn nói cười như thường, một bộ trầm ổn hình dáng, hình như là nắm vững thắng lợi, nàng trong lòng cũng nhất thời bình tĩnh rất nhiều. Chẳng lẽ, Diệp Thần thật có thể phá cuộc? Ha ha ha, luân hồi chi chủ, cũng đến lúc này, người còn muốn mê muội nhà ta tiểu thư. Gia chủ nói không sai, luân hồi chi đạo, quả nhiên là thế gian lớn nhất ung thư. Ngày hôm nay nếu không giết ngươi, tương lai không biết ngươi còn muốn gieo họa bao nhiêu người. Phong gian mộ trúc ngửa mặt lên trời cười to, giọng nói mang vô cùng tức giận, hắn 10 ngón tay đưa ra, từng cây một ngón tay đổi được như đao kiếm vậy sắc bén. Phía trên lượn lờ hắc ám sát khí, rồi sau đó 10 ngón tay giết ra,
trên dưới lật bay, ùn ùn kéo đến công hướng Diệp Thần. Thiên ma nói, bỏ thiên ma móng. Hắn chiêu pháp bên trong, mang theo vô cùng là hung ác hung tàn ý niệm, ma chảo còn không giết tới, vậy cổ hào hùng ma khí, thì phải ăn mòn người đạo tâm. Diệp Thần cảm nhận được vậy cổ kịch liệt hung ác ý niệm, tâm thần cũng là hơi lắc lư một tí. Diệp Thần đại ca, chú ý, đây là bỏ thiên ma móng, là hỗn độn thiên ma một đạo võ kỹ, tổng cộng có 36 thức, 72 loại biến hóa, khí cơ nhược điểm là. Phong gian thanh linh một bên xem cuộc chiến, vừa hướng Diệp Thần giải thích, chỉ ra phong gian mộ trúc chiêu thức nhược điểm chỗ. Phong gian mộ trúc bỏ thiên ma móng, đã giết tới, Diệp Thần hơi có chút chật vật né tránh, nhưng nghe đến phong gian thanh linh nói sau đó, nhất thời tinh thần chấn động, lại đi xem phong gian mộ trúc chiêu pháp, liền cảm thấy khắp nơi đều là nhược điểm, khắp nơi đều là sơ hở. Hắn huy động luân hồi thiên kiếm, đâm về phía trong đó một nơi nhược điểm. Phong gian mộ trúc à à kêu to, khí cơ nhất thời bị đánh loạn, vội vàng rút lui. Diệp Thần thừa dịp này cơ hội, khua kiếm truy kích lên. Hủy diệt chi kiếm. Cuồng bạo kiếm khí hủy diệt gió bão, từ Diệp Thần trên thân kiếm gào thét ra. Lần này đến phiên phong gian mộ trúc chật vật, đối mặt Diệp Thần hủy diệt chi kiếm, hắn cũng không dám đón đỡ, nếu không một khi bị đâm bị thương, vết thương chỉ có một mực chảy máu, cho đến người chết đi. Rào. Nguy cấp bên trong, phong gian mộ trúc sau lưng ma khí nhô lên, mở ra một đôi thiên ma rực, bay lên trời, né tránh Diệp Thần hủy diệt chi kiếm. Tinh không thần tộc là sinh có cánh, nhưng phong gian gia tộc, và tím xuyên gia tộc không cùng. Từ tinh không bờ bên kia đánh mất sau đó, tím xuyên gia tộc vẫn là vô cùng phách lối, khắp nơi biểu dương tự thân cảm giác tồn tại, ngăn cản mọi người theo dõi tinh không bờ bên kia. Bất kỳ muốn dòm ngó tinh không người, cũng sẽ gặp phải bọn họ cảnh cáo, nếu như không nghe cảnh cáo, bọn họ thậm chí muốn động thủ giết người, cảnh cáo. Ví dụ như thiên ngoại thiên cổ Phật Thánh Địa, liền đã từng gặp qua tím xuyên gia tộc tập sát. Tím xuyên gia tộc nói, đây là trách nhiệm của bọn họ chỗ. Tinh không bờ bên kia là một cái sai lầm thế giới, bọn họ có trách nhiệm ngăn cản mọi người, tiến vào như thế một phiến tràn đầy dơ bẩn cùng tội ác địa phương. Nhưng, phong gian gia tộc liền khiêm tốn rất nhiều. Bọn họ cho tới bây giờ không soát cảm giác tồn tại, hơn nữa liền cánh cũng thu liếm, ngày thường nhìn như và người bình thường kém không nhiều. Chỉ bất quá, bây giờ đối mặt Diệp Thần đánh giết, phong gian mộ trúc vậy không dám khinh thường, trực tiếp gọi ra liền thiên ma rực, cả người ma khí bạo tăng, ở trong tay hội tụ thành một cái ma kiếm, lăng không hướng Diệp Thần chém xuống. Một kiếm này như sao băng rơi xuống, hắc ám ma hy sáng chói, kiếm quang chói mắt. Đây là ta phong gian gia tộc độc môn kiếm pháp, kêu mưa sao xa rơi xuống, khí cơ nhược điểm nơi cổ tay dương khe suối huyệt trên. Phong gian thanh linh gặp phong gian mộ trúc ma kiếm chém xuống, lại chỉ điểm Diệp Thần, chỉ ra cái này môn kiếm pháp nhược điểm. Phong gian mộ trúc kiếm pháp cực nhanh, cho nên phong gian thanh linh nói chuyện, là dùng ý chí truyền, cũng có thể để cho Diệp Thần cảm giác được. Diệp Thần một chút liền thông, lập tức giơ trường kiếm lên, một đạo kiếm khí bung ra. Nhắm thẳng vào phong gian mộ trúc cổ tay huyệt khiếu. Tay này cổ tay huyệt khiếu, chính là phong gian mộ trúc nhược điểm chỗ, bị Diệp Thần chỉ, hắn vạn bất đắc dĩ, đành phải hồi kiếm từ thủ. Song kiếm giao kích, đang đích một tiếng, hắn cùng Diệp Thần đều thối lui ba bước, đấu cái lực lượng tương đương. Diệp Thần tu vi, chỉ có thiên huyền cảnh tầng thứ 7. Mà phong gian mộ trúc tu vi, ước chừng đạt tới thần đạo cảnh tầng thứ nhất. Cái này một tí so kiếm. Hai người ngoài mặt là bên tám lạng, người nửa cân, nhưng trong thực tế là Diệp Thần tăng thêm một bậc. Dĩ nhiên chủ yếu nhất nguyên nhân là Diệp Thần biết nhược điểm của đối phương, lại kiếm đạo là hắn sở trường chỗ. Phong gian mộ trúc giận dữ không thôi, khí được thất khiếu bốc khói, cả người ra hình như là nước sôi sôi trào vậy nổ tung vặn vẹo, mà khí vậy đang sôi trào, lộ vẻ được đặc biệt khủng bố, ánh mắt nhìn chằm chằm phong gian thanh linh, vô cùng oan khuất kêu lên. Tiểu thư, ngươi làm sao giúp người ngoài, còn nói cho hắn ta nhược điểm. Phong gian thanh linh tuy ghét chém chém giết giết, nhưng thiên phú năng lực cực cao, thế gian hiếm thấy. Phong gian mộ trúc nắm giữ thần thông võ kỹ, phong gian thanh linh đã sớm toàn bộ thông hiểu đạo lý, cái gì nhược điểm đều biết. Nàng hướng Diệp Thần giải thích nhược điểm, vậy phong gian mộ trúc cũng không cần đánh. Mộ trúc thúc thúc, Diệp Thần đại ca là người tốt. Hắn sẽ mang đi quyết tử ma nhãn cái này mầm tai họa,
để cho chúng ta Tinh Không Thần tộc khôi phục trật tự, ngươi để cho hắn đi cũng được. Phong Gian Thanh Linh bình tĩnh nói, đối Phong Gian Mộ Trúc nói chuyện vậy khách khí rất nhiều. Tiểu thư, ngươi đã điên rồi, ngươi lại có thể bị luân hồi chi chủ cái này ung thư, gieo họa như vậy sâu. Ta nhất định phải giết hắn, để cho ngươi khôi phục thanh tỉnh. Phong Gian Mộ Trúc kêu to lên, thần sắc điên cuồng, con người hóa thành một phiến máu đỏ màu sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Thằng nhóc, ta ngày hôm nay chính là trốn vào dị ma chi đạo, vậy muốn ngươi chết. Bách Nhãn Thiên Ma, mở. Phong Gian Mộ Trúc quát to một tiếng, kinh khủng à đạo khí lưu, ở hắn quanh người gào thét lên, hắn tay tay chân chân, thân thể ra, đầu mặt, cả người mỗi một nơi, đều nứt ra ra từng hạt tròn ánh mắt. Thoáng chốc tới giữa, hắn biến thành một đầu thân thể mọc đầy ánh mắt quái vật. Loại quái vật này, là hỗn độn thiên ma bên trong dị chủng, kêu Bách Nhãn Thiên Ma. Bách Nhãn Thiên Ma, là đứng sau thiên thủ thiên ma dị chủng. Hóa thân thành dị chủng thiên ma người, thường thường sẽ đánh mất lý trí, cuối cùng lâm vào là chỉ biết giết hại máy móc. Hiện tại, Phong Gian Mộ Trúc vì giết chết Diệp Thần, lại là không để ý giá phải trả, mở ra Bách Nhãn Thiên Ma tư thái. Hắn trên người, từng hạt tròn ánh mắt chuyển động, có máu cùng dơ bẩn đồ chảy ra, bề ngoài nhìn như cực đoan khủng bố, âm tà, quỷ dị, so ác mộng còn muốn ác mộng. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, hóa thân thành Bách Nhãn Thiên Ma Phong Gian Mộ Trúc, thân thể vậy so mới vừa khổng lồ rất nhiều, chừng mấy trượng cao. Rồi sau đó, Phong Gian Mộ Trúc dùng lại liền cái pháp thiên tượng địa thần thông, hắn thiên ma thân thể, liền dương cao đến vạn trượng, nguy nga sát thiên. Trên thân thể mỗi một viên con ngươi, cũng uyển như trời trăng sao vậy to lớn, lóe lên hung mang. Không tốt, Diệp Thần đại ca, chạy mau. Phong Gian Thanh Linh thấy vậy, nhất thời kinh hãi. Hóa thân thành Bách Nhãn Thiên Ma Phong Gian Mộ Trúc, hơi thở đổi được vô cùng mạnh mẽ, đã không phải là Diệp Thần có thể đối kháng. Luân hồi chi chủ, ta muốn ngươi chết. Phong Gian Mộ Trúc cười gằn, lăng không một trường, mang theo diệt thiên chi địa. Từ vạn trượng trời cao bạo giết xuống, hung hăng trấn áp hướng Diệp Thần. Bàn tay hắn trên, cũng có mấy viên to lớn con người giãn nứt trước, uy mãnh cuồng bạo trưởng thế bên trong, mang theo hung ác quỷ dị ma đạo hơi thở, đủ để đem người thân xác, liên quan thần hồn, cùng nghiền diệt. Diệp Thần nhất thời cảm thấy áp lực ngút trời, lấy hắn thiên huyền cảnh tầng thứ 7 thực lực, đối mặt như vậy tư thái Phong Gian Mộ Trúc, không khỏi có chút quá mức cố hết sức. Coi như hắn có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng bây giờ tình huống, hiển nhiên vượt ra khỏi hắn cực hạn. Như lại không dùng tới thủ đoạn khác, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thất Huyên tiền bối, giúp ta giúp một tay. Diệp Thần hét điên cuồng, kêu gọi luân hồi mộ địa lực lượng. Thật ra thì Thất Huyên đã sớm nói, nguyện ý trợ lực Diệp Thần. Chỉ bất quá, Diệp Thần do Phong Gian Thanh Linh, mang nhập ma mắt chi địa, cũng chưa có mượn dùng Thất Huyên lực lượng. Nhưng đương thời giây phút. Diệp Thần thật sâu cảm thấy nguy hiểm, vậy phải mượn dùng luân hồi đại năng lực lượng. Oanh! Thất Huyên không nói nhảm, lập tức đem tự thân lực lượng, toàn bộ bơm vào đến Diệp Thần trong cơ thể, cũng không để ý thần hồn tiêu hao. Đạt được Thất Huyên lực lượng bơm vào, Diệp Thần cả người tu vi hơi thở, cũng là ngay tức thì bạo tăng, trên mình thậm chí bộc phát ra từng cái thần đạo cảnh quy luật. Mắt xem Phong Gian Mộ Trúc một trường bạo giết xuống, Diệp Thần không cam lòng yếu thế. Cũng là một trường phản kích. Phịch. 33 thiên thần thuật, thiên địa mẫu nguyên trường. Hai tay va chạm, Diệp Thần sử xuất 33 thiên thần thuật, lòng bàn tay nổ lên một cổ khởi nguyên khí lưu, uy thế hung hãn, tại chỗ liền đem Phong Gian Mộ Trúc bàn tay lớn, phía trên nứt ra con ngươi, toàn bộ nghiền bể mất. Ồ! Phong Gian Mộ Trúc kinh hãi, cảm nhận được Diệp Thần cuồng tiêu linh khí, hắn chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Mới vừa Diệp Thần, còn chỉ là thiên huyền cảnh tầng thứ 7, nhưng hiện tại, Diệp Thần lại có thể bạo phát ra thần đạo cảnh uy nghiêm. Ngươi giấu giếm thực lực. Phong Gian Mộ Trúc tủng sợ hãi, chỉ lấy là Diệp Thần là ẩn giấu thực lực. Súng tới. Diệp Thần không trả lời, chỉ là quát lên một tiếng lớn, thiên địa phong lôi cuồn cuộn, vô số sấm sét xen lẫn, hóa thành một cán sấm sét chiến thương, chừng ngàn trượng dài, thông thiên triệt địa, vĩ đại vô lượng. Hạ một sát. Diệp Thần vậy khiến cho cái pháp thiên tượng địa pháp môn, biến thành vạn trượng cao, cùng Phong Gian Mộ Trúc ngang hàng, rồi sau đó tay cầm ngàn trượng chiến thương, lôi cuốn phong lôi thiên uy, một súng càn quét ra.
thất huyên huyễn thế thương. Kinh khủng tan thành mây khói súng thế, sấm nổ tung, càn quét hướng phong gian mộ trúc. Một tiếng nổ, Diệp Thần chiến thương quét qua, phong gian mộ trúc thân thể, lại có thể ngay tức thì bị đánh được bạo diệt, vô số bóng tối khí lưu tán loạn đi ra, máu thịt tung tóe. Ừ, như thế dễ dàng, liền chết. Diệp Thần sửng sốt một chút, không nghĩ tới như thế dễ dàng, liền đem phong gian mộ trúc đánh bể. Chẳng lẽ nói, thất huyên lại cường đại đến tình cảnh này. Nhưng, theo lý mà nói, coi như thất huyên mạnh mẽ, cũng sẽ không khủng bố như vậy, nhất kích đánh liền bạo phong gian mộ trúc. Dẫu sao, cái này phong gian mộ trúc, cũng là đến gần thần đạo cảnh tầng thứ nhất cường giả, hơn nữa mở ra bách nhãn thiên ma tư thái, tuyệt đối khó đối phó. Hu hu hu. Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ thời điểm, ở giữa thiên địa, từng trận khí lưu tiếng gào thét đứng lên, âm phong cuồn cuộn. Rồi sau đó, bầu trời bên trong, đột nhiên xuất hiện vô cùng quỷ bí cảnh tượng. Từng hạt tròn mắt màu máu, lại có thể ở trên trời khung trên nứt ra. Đó là phong gian mộ trúc ánh mắt, là bách nhãn thiên ma khí tượng biến thành. Hi hi, thằng nhóc, người võ đạo, đúng là cường hãn. Nhưng, thần thông của ta tu vi, xa ở trên ngươi. Bách nhãn thiên ma quỷ bí, không phải ngươi có thể chống lại. Trong hư không, truyền ra phong gian mộ trúc tiếng cười âm lãnh. Hắn mặc dù bị đánh bể, nhưng trong thực tế cũng chưa chết, thậm chí liền bị thương đều không thể nói bị thương, nội tình như cũ tồn tại. Chỉ là hắn bách nhãn thiên ma tư thái, từ thân thể tồn tại, chuyển biến thành đầy trời ma nhãn tồn tại, như ác mộng vậy. Như vậy ác mộng vậy cảnh tượng, là thế giới hiện thật người, khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ bầu trời, đều là chi chít ánh mắt, mỗi một lần chớp mắt, đều có mãnh liệt ma khí, hội tụ thành gió bão, như ngày tận thế hạ xuống, ùng ùng vang dội. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn mượn thất huyên lực lượng, võ đạo đổi được vô cùng cường hãn, đủ để nghiền diệt thế giới hiện thật hết thảy tồn tại. Nhưng, phong gian mộ trúc là hỗn độn thiên ma, là vô cùng quỷ bí đồ, hắn hóa thân bách nhãn thiên ma sau đó, lại là quỷ bí không thể danh chạng. Diệp Thần võ đạo mạnh hơn đi nữa, làm sao tan biến đầy trời con ngươi. Trên bầu trời từng hạt tròn con ngươi, không ngừng lóe lên, ác mộng cùng không rõ hơi thở, bao phủ xuống, để cho Diệp Thần có chút nhớ nôn mửa xung động, đầu mơ màng trầm trầm, muốn ngủ đi. Hắn biết, mình một khi ngủ đi, cũng sẽ không lại còn tỉnh khả năng tới. Đây chính là bách nhãn thiên ma sát phạt, thật là tà môn. Diệp Thần cắn một cái đầu lưỡi, đau đớn truyền ra, tinh thần nhất thời thanh tỉnh. Trước mắt đầy trời ma nhãn lóe lên, quỷ dị như vậy khí tượng, muốn phá cuộc mà nói, có lẽ chỉ có vận dụng liệt nhật mệnh tinh. Diệp Thần tin tưởng liệt nhật mệnh tinh lực lượng, đủ để tan biến hết thảy quỷ tà. Thanh linh cô nương, người cách xa một ít, ta chuẩn bị vận dụng một môn thuật pháp, sợ sẽ làm bị thương ngươi, ngươi cũng không thể chảy máu. Diệp Thần quay đầu hướng phong gian thanh linh nói, hắn sợ liệt nhật mệnh tinh ánh sáng quá chói mắt, sẽ đả thương phong gian thanh linh. Tuy nói phong gian thanh linh, có Diệp Thần kim trương thần ấn hộ thể, nhưng liệt nhật mệnh tinh uy lực, vẫn là quá mức to lớn, Diệp Thần lo lắng sẽ có phát sinh ngoài ý muốn. Được. Phong gian thanh linh lật đật trốn xa xa đi. Nàng không biết Diệp Thần đối mặt phong gian mộ trúc bách nhãn thiên ma tư thái, còn có thể có cái gì tuyệt chiêu phá cuộc. Nhưng, không biết sao, nàng tin tưởng Diệp Thần. Nàng tin tưởng Diệp Thần, nhất định có thể đánh bại phong gian mộ trúc. Phong gian mộ trúc nghe được Diệp Thần mà nói, cũng là vui vẻ cười to đứng lên, khinh thường nói. Thằng nhóc, người còn có cái gì lá bài tẩy? Liệt nhật mệnh tinh sao? Luân hồi thất tinh uy lực, ta dĩ nhiên là biết. Nhưng muốn tan biến ta bách nhãn thiên ma khí tượng, ít nhất phải vận dụng thiên hỏa mệnh tinh, ngươi dựa vào chính là một viên liệt nhật mệnh tinh, liền muốn giết ta, không khỏi ý nghĩ quá hảo huyền. Liệt nhật mệnh tinh, chỉ là luân hồi thất tinh bên trong viên thứ hai, phong gian mộ trúc tự nhiên không tin, ngôi sao này có thể tiêu diệt mình. Diệp Thần nghe phong gian mộ trúc khinh thường lời nói, vậy lười được nói nhảm đáp lại, hít sâu một hơi, rồi sau đó mượn dùng trước thất huyên lực lượng. Bắt đầu triệu hoán liệt nhật mệnh tinh. Thất huyên cho mượn Diệp Thần lực lượng, chừng thần đạo cảnh tầng thứ nhất tiêu chuẩn. Diệp Thần dựa vào thần đạo cảnh hơi thở, nơi cho gọi ra liệt nhật mệnh tinh, uy năng tự nhiên vậy là đặc biệt khủng bố. Chỉ gặp một vòng sáng chói nhức mắt mặt trời, chậm rãi từ Diệp Thần trên đỉnh đầu, bay lên không. Cái này luân mặt trời một lít dọn ra,
chung quanh tất cả quỷ bí cùng không rõ hơi thở, toàn bộ tan thành mây khói, toàn bộ tan biến đi. Chung quanh kịch chiến thiên ma các cường giả, rối rít hét thảm lên, ở liệt nhật mệnh tinh huy hoàng chiếu dọi xuống, không cách nào duy trì thiên ma tư thái, da bị nấu sôi, vặn vẹo, cuối cùng rối rít đổi hồi phổ thông võ giả hình dáng. Liên liên Diệp Thần mình cho gọi ra phù quỷ con rối, cũng khó mà chịu đựng liệt nhật mệnh tinh tia sáng soi, toàn bộ trở về đến xào huyệt bên trong. Liệt nhật mệnh tinh chói lọi, chân thực nhức mắt đến đáng sợ, đặc biệt là Diệp Thần mượn thất huyên toàn bộ lực lượng, gọi tới mặt trời gay gắt, lại là so trước kia bất cứ lúc nào, đều phải huy hoàng chói mắt được hơn. Nguyên phiến ma nhãn chi địa, mới vừa thiên địa tràn ngập ma khí, ở Diệp Thần mặt trời gay gắt vừa xuất hiện sau đó, liền toàn bộ giải tán. Liệt nhật mệnh tinh bộc phát ra năng lượng, liền Diệp Thần mình đều cảm thấy sợ. Da hắn, đang thừa nhận kịch liệt nhiệt độ cao, từng cơn lửa đốt đau. Hắn cả người mỗi một giọt máu, thật giống như đều bị mặt trời gay gắt nhiệt độ, hoàn toàn nấu sôi. Triệu hoán như vậy trình độ liệt nhật mệnh tinh, Diệp Thần phải chịu áp lực, vậy là vô cùng to lớn. Thần đạo cảnh lực lượng, quả nhiên là mạnh mẽ. Dựa vào thần đạo cảnh lực lượng, cho gọi ra liệt nhật mệnh tinh, thật là huy hoàng vô địch. Diệp Thần tâm tình hơi có chút kích động, liền thấy liệt nhật mệnh tinh quanh mình bên bờ trên, lượn lờ từng cái thần đạo cảnh màu vàng quy luật, như phù văn thác nước vậy treo ngược, đặc biệt tráng lệ. Ở hắn trong lòng, đối thần đạo cảnh cũng càng là hướng tới. Nếu là mình vậy có thể có thần đạo cảnh lực lượng, thật là biết bao tuyệt vời. Bất quá, bây giờ Diệp Thần, khoảng cách thần đạo cảnh, dĩ nhiên là khá là xa xôi. Đây là, liệt nhật mệnh tinh. Không thể nào, người liệt nhật mệnh tinh, uy năng sao như vậy khủng bố. Trong hư không, truyền ra phong gian mộ trúc hoảng sợ tiếng gào. Hắn không dám tin tưởng, không dám tin tưởng Diệp Thần liệt nhật mệnh tinh, lại có thể sẽ như thế khủng bố, bộc phát ra uy năng, đơn giản là muốn tan biến chư thiên, không có bất kỳ tồn tại, có thể chịu đựng vậy mặt trời gay gắt huy hoàng chiếu sáng. Bót bót bót, phân bố bầu trời từng hạt tròn con ngươi, ở mặt trời gay gắt tia sáng xuyên qua hạ, từng hạt tròn nổ tung hết, tất cả quỷ bí cùng không rõ, đều là tiêu trừ chạy đi. Cho dù là bách nhãn thiên ma khí tượng, ở Diệp Thần liệt nhật mệnh tinh ánh sáng chiếu dọi xuống, cũng là hoàn toàn không cách nào duy trì. Phong gian mộ trúc hét thảm lên, hiện ra thân thể, từ trên bầu trời đánh mất. Trên bầu trời tất cả con ngươi, toàn bộ nổ tung hủy diệt, liền liền phong gian mộ trúc đây, cũng không cách nào duy trì nữa thiên ma tư thái, khôi phục hình người, như một cái văn nhược thư sinh, chỉ là diễn cảm phá lệ dữ tợn. Hắn thân thể, còn không hết rơi xuống đất, ngay tại nóng rực mặt trời gay gắt chói lọi bên trong, dòng hóa thành kiếp bụi ai, theo gió tản đi. Thấy vậy, Diệp Thần cũng là khiếp sợ. Liệt nhật mệnh tinh uy thế, thật to vượt quá hắn tưởng tượng, lại là trong nháy mắt liền tiêu diệt phong gian mộ trúc, cái này cũng quá kinh khủng. Tiền bối, ngươi không cần tiêu hao lực lượng lớn như vậy. Diệp Thần vội vàng hướng Thất Huyên nói. Hắn biết, liệt nhật mệnh tinh mới có thể có uy lực lớn như vậy, chủ yếu là bởi vì Thất Huyên toàn lực chống đỡ. Thất Huyên không tiếc giá phải trả, đem toàn bộ lực lượng cũng cho mượn Diệp Thần, mới có thể để cho Diệp Thần liệt nhật mệnh tinh, bộc phát ra huy hoàng như vậy ánh sáng nóng rực. Như không có Thất Huyên tiền bối, hắn lực lượng tất nhiên xa xa không đủ. Như vậy thứ nhất, có thể Thất Huyên tiền bối khoảng cách tiêu tán không xa. Mới vừa còn vô cùng phách lối cuồng ngạo, vô cùng tàn bạo ngang ngược phong gian mộ trúc, chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, giống như con kiến hôi, ở dưới mặt trời gay gắt hóa thành bụi bặm. Không sao, mộ chủ đại nhân, có thể giúp được ngươi liền tốt. Thất Huyên khẽ mỉm cười, liền thu hồi mình lực lượng. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, cũng là đem liệt nhật mệnh tinh thu hồi. Liệt nhật mệnh tinh thu hồi sau đó, Diệp Thần cảm thấy mình ra, mơ hồ cảm giác đau đớn, nhưng là bị đả thương không thiếu, khắp nơi đỏ lên. Thật may, hắn thể chất cường hãn, trước đây lại thức tỉnh thiên long nguyên thể, điểm này đả thương, còn ở hắn phạm vi thừa nhận bên trong. Trên mặt đất, rất nhiều phong gian gia tộc người, trên mặt tràn đầy rung động, kinh ngạc, biểu tình kinh ngạc. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, bọn họ cũng không dám tin tưởng, luân hồi trói lọi, lại là nóng rực như vậy. Phốc thông, có người quỳ xuống. Diệp Thần mạnh mẽ, để cho được phong gian gia tộc người, cũng theo đó rung động sùng bái, không dám lại đối nghịch. Bình bịch, bình bịch.
Càng nhiều người hơn quỳ xuống, cúi nằm ở, run lẩy bẩy. Cái này liệt nhật mệnh tinh, chỉ là luân hồi thất tinh viên thứ hai, giống như này khủng bố. Nếu là Diệp Thần thất tinh mở hết, thật là sẽ có đáng sợ dường nào. Toàn trường tất cả phong gian gia tộc mọi người, cũng đối Diệp Thần quỳ bái, thật sâu sợ hãi cùng bội phục. Ở bọn họ trong lòng, giờ phút này Diệp Thần bóng người, thậm chí so với gia chủ của bọn họ Ám Thiên Đế, còn muốn to lớn khoáng đạt, thật là vô địch. Từ chiến đấu bắt đầu, đến Diệp Thần tiêu diệt phong gian mộ trúc, trước sau, cộng lại còn không vượt qua hai nén nhang thời gian. Võ Chiến và Liên Mộng vọt tới, gặp Diệp Thần như vậy vô địch, cũng là cảm giác sâu sắc bội phục sùng bái, vậy như những cái kia phong gian gia tộc mọi người, hướng Diệp Thần quỳ xuống, tỏ vẻ thần phục cung kính. Hai vợ chồng người đều nghĩ, Diệp Thần như vậy vô địch, vậy tương lai quyết chiến thiên nữ, chỉ sợ cũng là tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng, hai người nhưng không biết, Diệp Thần mới vừa huy hoàng như vậy hình dáng, không thuộc về hắn, nhưng thật ra là mượn Thất Huyên lực lượng. Thất Huyên tiêu hao như vậy kịch liệt, trong thời gian ngắn đã không cách nào mượn nữa lực cho Diệp Thần. Mà Diệp Thần cùng thiên nữ quyết chiến, lập tức sắp tới. Dựa hết vào chính hắn thực lực, sợ rằng khó mà tái hiện mới vừa huy hoàng. Dĩ nhiên, coi như Thất Huyên còn có dư lực, Diệp Thần cũng sẽ không lại mượn. Cùng thiên nữ quyết chiến, hắn phải dựa vào chính mình lực lượng, cũng không muốn cho mượn dùng bất kỳ ngoại lực. Đây là hắn cướp, chỉ có từ độ. Kết thúc chiến đấu, ở giữa thiên địa, lại không ma khí, chỉ có ánh mặt trời cùng ấm áp khí tượng. Diệp Thần đại ca. Vừa lúc đó, một đạo khiếp nhược bên trong mang điểm hoảng sợ thanh âm, truyền tới Diệp Thần trong tai. Diệp Thần vừa thấy, liền thấy phong gian thanh linh, từ đàng xa đi trở về. Nàng đầy mặt hốt hoảng, run rẩy nâng lên tay mình cánh tay. Chỉ gặp nàng hạo trắng như xương tuyết trên cánh tay, có một đạo đả thương dấu vết. Vậy đả thương là nghiêm trọng như vậy, cho tới nàng máu tươi, cũng từ trong da thấm ra, một chút xíu giọt rơi xuống đất, đập vào mắt thức tỉnh. Nàng tuy có kim trương thần ấn hộ thể, hơn nữa mới vừa chiến đấu, vậy né tránh được đủ xa. Nhưng, Diệp Thần liệt nhật mệnh tinh, ánh sáng vẫn là quá nóng rực, trực tiếp để cho nàng bị thương chảy máu. Thấy phong gian thanh linh bị thương chảy máu, Diệp Thần sửng sốt một tí. Toàn trường phong gian gia tộc các võ giả, cũng là lộ ra cực kỳ kinh hoàng chấn động phố thần sắc, hình như là thấy được giữa thiên hạ kinh khủng nhất sự việc. Không không lúc nào không, một phiến thế giới bao la bên trong. Mảnh thế giới này, quanh năm tuyết rơi, chỉ là những cái kia bay xuống hoa tuyết, trên không trung là trắng tinh màu sắc, rơi xuống mặt đất, biến thành màu đen, hình như là một phiến phiến màu đen lông vũ. Chất đống ở trên vùng đất, lộ vẻ được khá là lộng lẫy kỳ dị. Một cái dung nhan đặc biệt anh tuấn, khí chất cao nhã như ẩn sĩ vậy người đàn ông đồ trắng, ngồi ngay ngắn ở trên đỉnh núi một ngôi đình nhỏ bên trong, trước đầu gối để ngang một thanh kiếm, đang nhắm mắt dưỡng thần. Xoát xoát xoát, có mấy đạo lưu quang, từ phương xa bắn tới, chính là mấy tôn cường đại thượng vị thần, cả người võ đạo cực kỳ ác liệt. Cái này mấy tôn thượng vị thần. Đối mặt cái này người đàn ông đồ trắng, nhưng là vô cùng cung kính, cùng kêu lên, gia chủ đại nhân. Vậy người đàn ông đồ trắng gật đầu một cái, nói, ừ, muội muội ta rơi xuống, điều tra được như thế nào. Mấy tôn thượng vị thần chố mắt nhìn nhau, đều là lộ ra xấu hổ bất đắc dĩ thần sắc, nói. Chư trời mờ mịt, vẫn là không có tra được tiểu thư rơi xuống, có thể xác định là ở thái thượng thế giới, nhưng thái thượng thế giới. Vậy phân chia thiên thiên vạn vạn tầng thế giới, trong đó lại có vô số bí cảnh và không muốn người biết địa phương, không có cụ thể tọa độ, muốn tìm một người, khó hơn lên trời. Vậy người đàn ông đồ trắng than thở một tiếng, nói, lại cho các ngươi ngàn năm thời gian, nếu như còn không tra được nói, các ngươi cũng không muốn xuất hiện lại ở trước mắt ta. Vậy mấy tôn thượng vị thần, sợ hãi quỳ xuống, cùng nói, thuộc hạ đáng chết. Mảnh thế giới này chính là phong gian gia tộc ở không không thời không lãnh địa, tên là tuyết lánh đời giới, cũng gọi tuyết ẩn thời không. Vậy người đàn ông đồ trắng, dĩ nhiên chính là phong gian gia tộc gia chủ, được gọi là Ám Thiên Đế phong gian suy tuyết. Hắn tìm hắn muội muội, không biết có nhiều ít cái kỷ nguyên thời gian, đáng tiếc vẫn không có bất kỳ đầu mối nào. Hắn thấy rõ thiên cơ, chỉ có thể xác nhận muội muội còn sống, những chuyện khác, không biết gì cả. Hắn muốn tìm chí thân. Không chỉ là vì người thân đoàn tụ, còn bởi vì là em gái hắn trong tay,
tồn phóng một kiện thần khí nghịch thiên, chính là hồn thiên đế quyết tử ma nhãn. Phong Gian Suy Tuyết đang không thể làm gì để gặp, bỗng nhiên đánh hơi được một chút mùi máu tươi. Cái mùi này, là quen thuộc như vậy, hắn sau khi ngửi được, cả người liền run rẩy, mới vừa còn là một bộ yêu nhã lánh đời hình dáng, nhưng rất nhanh ra thì trở nên được hắc ám, trong miệng sinh ra răng nanh, khuôn mặt bởi vì tâm tình kích động, mà đổi được dữ tợn, trong phút chốc hóa thân suốt ngày ma. Vậy cổ cuồng bạo ma khí, nổ tung đi, thậm chí làm được bầu trời bay xuống hoa tuyết, còn xa suốt thời điểm, liền hóa thành một phiến đen nhánh. Gia chủ đại nhân, vậy mấy tôn thượng vị thần, thấy Phong Gian Suy Tuyết hiển hóa ra thiên ma tư thái, tại chỗ hù được sắc mặt như màu đất, chỉ cho là nhắm vào mình. Muội muội, muội muội, ngươi ở nơi nào? Là ai tổn thương ngươi? Nhiều năm như vậy, ngươi vì sao không chịu gặp ta? Phong Gian Suy Tuyết gầm thét, khàn cả giọng. Thật ra thì nếu như Phong Gian Thanh Linh muốn gặp hắn mà nói, vậy cũng rất dễ dàng, chỉ cần chảy ra một chút xíu tiên vết máu, hắn liền có thể bắt được hơi thở tọa độ. Nhưng như thế nhiều cái kỷ nguyên đi qua, Phong Gian Thanh Linh một mực che giấu, từ đầu đến cuối không chịu gặp hắn, hắn phiền muộn hơn, trong lòng lại là vô cùng ủy khuất. Chỉ là muốn đến mình có thể thành làm thiên đế, hoàn toàn là dựa vào muội muội kiếm đạo chỉ điểm, trong lòng cũng oán không hận nổi. Cái này một tí, hắn đánh hơi được Phong Gian Thanh Linh mùi máu tươi nói, nội tâm các loại tâm trạng, nhất thời bùng nổ. Thái thượng thế giới, Thủ Vọng Xâm Lâm cấm địa, tới ám tinh không bên trong. Diệp Thần, Võ Chiến, Liên Mộng, Thất Uyên, còn có toàn trường tất cả Phong Gian gia tộc người, thấy Phong Gian Thanh Linh bị thương chảy máu, tất cả người đều là bộ dạng sợ hãi kinh hãi. Bởi vì bọn họ đều biết, Phong Gian Thanh Linh nhất lưu máu, nàng mùi máu tươi, lập tức cũng sẽ bị Phong Gian Suy Tuyết bắt được. Diệp Thần rợn cả tóc gáy, nếu là Phong Gian Suy Tuyết uy áp hạ xuống, chỉ sợ Thủ Vọng Xâm Lâm có bị tiêu diệt nguy hiểm. Ùm ùm, quả nhiên, ở Phong Gian Thanh Linh huyết khí tản mát ra sau không lâu, bầu trời liền truyền đến kịch liệt sấm sét chấn động, rồi sau đó mây đen hội tụ, tối om om che đỉnh, giống như có vô số thần ma đang nổi lên. Từng trận khàn cả giọng gầm thét cùng gào thét, mang ủy khuất, tức giận, bi thương vân. Vân rất nhiều tâm trạng, từ không trung vang lên. Muội muội, là ngươi sao? Ngươi rốt cuộc ở địa phương nào? Ta lập tức phái người xuống tìm ngươi. Là ai tổn thương ngươi? À, Luân Hồi Chi Chủ, là hắn. Hắn dám đả thương ngươi. Thanh âm kia vô cùng kích động, tràn đầy tức giận, Phong Gian Thanh Linh và Phong Gian gia tộc mọi người nghe, đều là sợ hãi. Bởi vì bọn họ có thể nghe ra, đó chính là gia chủ Phong Gian Suy Tuyết thanh âm. Luân Hồi Chi Chủ, ngươi dám đả thương muội muội ta muốn ngươi chết. Ngươi chết chắc, ngươi dám để cho muội muội ta lưu một giọt máu, ta muốn ngươi cầm mệnh trả nợ. Phong Gian Suy Tuyết thanh âm, tràn đầy cuồng nộ cùng hận ý, chỉ cho là Diệp Thần làm thương tổn em gái hắn. Ca ca, không phải vậy, ho, hụ hụ. Phong Gian Thanh Linh vội vàng muốn giải thích, nhưng vô số kỷ nguyên đi qua, nàng bỗng nhiên nghe được Phong Gian Suy Tuyết thanh âm, tâm tình quá mức kích động, ho khan kịch liệt, mơ hồ có bị bệnh dấu hiệu. Muội muội, ngươi đừng kích động, ngươi lại an tâm, ca ca lập tức phái người tới đón ngươi, Luân Hồi Chi Chủ. Phong Gian Suy Tuyết muốn nói gì, nhưng lúc này, một đạo màu xanh ánh sáng, giống như mũi tên nhọn vậy, xuyên qua trường không, đem đầy trời mây đen cũng nghiền nát, tất cả đến từ không không thời không khí tượng, toàn bộ tán loạn. Phong Gian Suy Tuyết ý chí cùng thanh âm, vậy hoàn toàn bị cắt đứt. Cái này đạo màu xanh ánh sáng, lại là xuất từ Thủ Vọng Thụ. Ca ca. Phong Gian Thanh Linh gặp Phong Gian Suy Tuyết ý chí bị cắt đứt, quát to một tiếng, tâm tình càng kích động, ho khan được lợi hại, gương mặt một hồi trắng bệch, lại đổi được không rõ ràng. Thanh Linh cô nương, tỉnh táo một chút. Diệp Thần lật đật đè lại bả vai nàng, quán chú một đạo Phật quang đi qua, thoáng chậm tách ra Phong Gian Thanh Linh hắc ám khí tức. Lúc này, Thủ Vọng Thụ trói lọi, không biết từ nơi nào bắn tới, vậy bao phủ ở Phong Gian Thanh Linh trên mình, để cho nàng trạng thái tốt lắm rất nhiều. Cảm ơn. Phong Gian Thanh Linh lần nữa hướng Diệp Thần nói cảm ơn, lại nói, nhưng ca ca ta. Diệp Thần nói, người muốn cùng ca ca ngươi đoàn tụ sao? Phong Gian Thanh Linh nói, muốn. Dừng một chút, nàng lại chán nản nói, nhưng, hắn thành làm thiên đế sau đó, tánh tình đại biến, cả ngày chỉ lo chém chém giết giết,
hắn thật ra thì đã sa đọa hắc ám, nhưng hắn từ đầu đến cuối không chịu thừa nhận. Rồi sau đó, nàng vẻ mặt lại đổi được khẩn trương, nắm Diệp Thần cánh tay, nói. Diệp Thần đại ca, không thể để cho ca ca ta biết nơi này, nếu không, hắn phái người hạ xuống, Thủ Vọng Xâm Lâm có bị tiêu diệt nguy hiểm, hơn nữa Quyết Tử Ma Nhãn, cũng phải bị hắn lần nữa đoạt lại đi. Hắn nếu là bắt được Quyết Tử Ma Nhãn, chỉ sẽ ở trong bóng tối càng rơi càng sâu, lại cũng không trở về tinh không bờ bên kia. Diệp Thần chân mày nhíu chặt, nói, đây có thể phiền toái, mảnh tinh không này tọa độ, đã bại lộ, ca ca ngươi sớm muộn có thể tinh chuẩn điều tra được, không gạt được. Phong Gian Thanh Linh vậy lo lắng, đúng là như vậy, nàng tiên vết máu đã bại lộ, lấy ca ca nàng thông thiên tu vi, nhất định có thể truy đuổi tìm đến nơi này. Diệp Thần hướng Võ Chiến và Liên Mộng nói, Võ Chiến huynh, Liên Mộng cô nương, các ngươi nhưng có che giấu thiên cơ, ẩn núp tọa độ phương pháp. Diệp Thần mình nắm giữ một ít che giấu thiên cơ thủ đoạn, nhưng hiển nhiên không cách nào lừa gạt được Phong Gian Suy Tuyết loại cao thủ này. Đây chính là thiên đế cấp 9 cường giả, nơi nào có như thế dễ lừa bịp. Võ Chiến và Liên Mộng đều là không biết làm sao lắc đầu, bọn họ cũng không có che giấu thủ đoạn. Lo sợ không yên để gặp Thất Huyền thần hồn thân thể, nhưng chậm rãi từ luân hồi mộ địa bên trong, bay ra, hướng Diệp Thần đám người nói. Mộ chủ đại nhân, các ngươi rời đi trước, ta có phương pháp, có thể che giấu thiên cơ, né tránh ám thiên đế theo dõi. Võ Chiến và Liên Mộng thấy Thất Huyền thần hồn xuất hiện, cả kinh thất sắc, hoảng vội vàng khom người thi lễ, kêu lên Thất Huyền Thủ Vọng người. Bọn họ sớm liền đoán rằng đến, Diệp Thần và Thất Huyền có thể tồn tại thâm hậu quan hệ. Chỉ là không nghĩ tới, lúc đầu Thất Huyền thần hồn, ngay tại Diệp Thần trong cơ thể. Tiền bối, ngươi có biện pháp? Diệp Thần vội hỏi. Thất Huyền gật gật đầu nói, ừ, ta ở Thủ Vọng Xâm Lâm lớn lên, rừng rậm bảo vệ ta cả đời, vậy giờ đến phiên ta bảo vệ rừng rậm. Thật ra thì cái gì Quyết Tử Ma Nhãn, cái gì Phong Gian gia tộc, Thất Huyền cũng không hứng thú. Hắn chỉ biết là, một khi ám thiên đế phủ xuống nói, Thủ Vọng Xâm Lâm thì có bị tiêu diệt nguy hiểm. Hắn không thể nhìn rừng rậm chết đi, hắn phải dùng mình lực lượng, bảo vệ rừng rậm. Diệp Thần vui vẻ nói, tiền bối, nếu là ngươi có biện pháp, che giấu thiên cơ, bảo vệ rừng rậm, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Thất Huyền nói, mộ chủ đại nhân, ta lưu lại là được, các ngươi mau rời đi mảnh tinh không này, miễn được kích động thiên cơ. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, ưng. Lập tức, Diệp Thần liền dẫn Phong Gian Thanh Linh, Võ Chiến, Liên Mộng, còn có mười mấy Phong Gian gia tộc cường giả đứng đầu, rời đi cái này phiến tới ám tinh không, trở lại Thủ Vọng Xâm Lâm. Còn như Phong Gian gia tộc võ giả bình thường cửa, thì tiếp tục ở lại trong tinh không mặt, bọn họ hơi thở bản thân tương đối bình thường, cũng sẽ không có kích động nhân quả nguy hiểm, cũng không cần đặc biệt rời. Diệp Thần mới ra tinh không, trở lại rừng rậm bề mặt trái đất trên. Bên tai thật giống như nghe được một tiếng nổ vang lớn, dưới chân mặt đất chấn động. Hắn sững sờ một chút, cái này cổ chấn động, thật giống như chính là từ trong tinh không mặt truyền tới. Làm Diệp Thần ánh mắt, lần nữa theo dõi tới ám tinh không thời điểm, hắn liền thấy vô cùng nguy nga hình ảnh. Một mảnh màu máu mây mù, bao phủ lại nguyên phiến tới ám tinh không, che giấu tất cả thiên cơ dấu vết, coi như Diệp Thần rời đi bây giờ rừng rậm, đi đến ngoại giới nói. Cũng không cách nào lại phong tỏa tinh không tọa độ, bởi vì đều bị vậy một mảnh màu máu mây mù chặn lại. Vậy mảnh màu máu mây mù, mang thần đạo cảnh năng lượng ba động, lại là xuất xứ từ Thất Huyền. Thất Huyền tiền bối. Diệp Thần bộ dạng sợ hãi thất sắc, lập tức cũng biết, huyết sắc kia mây mù, là Thất Huyền tự bạo thần hồn đản sanh ra. Vì ngăn cách ám thiên đế xem xét, Thất Huyền lại có thể tự bạo thần hồn, hy sinh mình. Diệp Thần nội tâm lại là chấn động. Lại là hối hận, thật ra thì hắn sớm hẳn phỏng đoán đến. Phong Gian Thanh Linh, Võ Chiến, Liên Mộng các người, cảm giác được Thất Huyền tự bảo, cũng là kinh ngạc. Đúng, thật xin lỗi. Phong Gian Thanh Linh gặp Diệp Thần diễn cảm ảm đạm, cúi đầu áy náy nói, trong tay lại bưng kim trương thần ấn, trả lại cho Diệp Thần. Nàng biết là bởi vì mình, mới đưa đến Thất Huyền tự bảo. Diệp Thần cười khổ một tí, cũng không biết nói cái gì cho phải. Phong Gian Thanh Linh bị thương chảy máu, là hắn trách nhiệm. Diệp đại nhân, mới vừa tự bảo, là thủ mong người Thất Huyền. Tinh không cấm địa bên cạnh, Vương Bình An và một ít rừng rậm các trưởng lão, đang đợi Diệp Thần đi ra.
đang cảm giác đến vậy nổ sau đó, bọn họ cũng là kinh hãi. Diệp Thần im lặng gật đầu. Thất Huyên Thủ Vọng người, ở giây phút sau cùng, vẫn là muốn bảo vệ rừng rậm. Vương Bình An thở dài một cái, trong lòng lại là thương tiếc, lại là bội phục. Diệp Thần ca ca, không muốn thương tâm, ta tin tưởng ngươi sau này, có thể đem Thất Huyên Thủ Vọng người sống lại. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm non nớt, từ Vương Bình An sau lưng truyền tới. Chỉ gặp một cái xinh đẹp đáng yêu, bột bột nộn nộn bé gái, đi ra, hướng về phía Diệp Thần le lưỡi một cái, hình dáng rất là hoạt bát, chính là Tiểu Thảo Thần Thanh Nghiên. Thanh Nghiên muội muội, ngươi làm sao tới? Diệp Thần thấy Thanh Nghiên, nội tâm cũng là vui mừng, lại cảm thấy bất ngờ. Hôm nay Tiểu Thảo Thần, hơi thở so trước kia tốt lắm rất nhiều. Sắc mặt đỏ thắm có sáng bóng, nhìn như rất là đáng yêu. Tiểu Thảo Thần Thanh Nghiên nói, ta cảm thấy rừng rậm gặp nguy hiểm, cho nên liền hạ xuống. Diệp Thần gật đầu một cái, vậy nói như vậy, mới vừa rồi dựa vào thủ vọng thụ trói lọi, cắt đứt ám thiên đế ý chí người, cũng chính là Tiểu Thảo Thần Thanh Nghiên. Hôm nay rừng rậm xác thực nguy hiểm, Thanh Nghiên muội muội, người có cách gì, có thể đối kháng ám thiên đế? Diệp Thần hỏi. Tiểu Thảo Thần Thanh Nghiên lắc đầu một cái, nói ta không được, ám thiên đế phong gian suy tuyết, chính là thiên đế cấp 9, đời này đứng đầu nhân vật lớn, kiếm pháp siêu thần, ta chính là đỉnh cấp thời điểm, cũng khó mà trấn áp hắn. Phong gian thanh linh hoảng hốt vội nói, sự việc đều là bởi vì ta lên, ta đi gặp ca ca ta, cùng hắn phân nói rõ ràng, kêu hắn không nên nổi giận chính là, chỉ là, ta không biết như thế nào trở lại không không lúc nào không. Nàng thiên phú năng lực tuy cao, nhưng ghét chém chém giết giết, ngày thường không tu luyện bất kỳ võ học thần thông, chỉ là luyện tập một ít dưỡng sinh trường thọ, chậm tách ra hư hại tâm pháp, tuyệt không dính nhuộm giết hại. Thế giới hiện thật và không không lúc nào không tới giữa, thứ nguyên vách đá cách trở, lấy nàng năng lực, hiển nhiên không cách nào đột phá thứ nguyên vách đá. Tiểu Thảo Thần Thanh Nghiên cười nói, cởi chuông phải do người buộc chuông, muốn lắng xuống ám thiên đế lửa giận. Đích xác là muốn thanh linh cô nương ngươi tự mình ra mặt, ta có thể mang ngươi hồi không không lúc nào không, thế nhưng quyết tử ma nhãn. Phong gian thanh linh đại hỉ, nói Thảo Thần Thiên Tôn, ngươi chịu mang ta hồi không không lúc nào không, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa, còn như quyết tử ma nhãn, ta sẽ theo ta ca ca giải thích rõ, là vật gì nhiễu loạn ta tinh không thần tộc mầm tai họa, giao cho Diệp Thần đại ca xử lý, là tốt nhất kết cục. Tiểu Thảo Thần Thanh Nghiên nói, vậy thì tốt. Mấy ngày nay thời gian, ta trước vì ngươi chữa trị hắc độc bệnh, ngươi chứng bệnh sa đọa quá sâu, hoàn toàn chữa khỏi là không thể nào, nhưng ta có thể giúp ngươi trị liệu đến, sẽ không lại phát tác bước. Phong gian thanh linh nói, Thảo Thần Thiên Tôn, ngươi có thể trị hết bệnh ta. Tiểu Thảo Thần Thanh Nghiên khẽ mỉm cười, nói, ừ, bất quá cần Diệp Thần ca ca hỗ trợ. Hướng Diệp Thần nói, Diệp Thần ca ca, ta cần ngươi 3 giọt luân hồi máu tươi, một ngày tiêu hao 1 giọt. Phỏng đoán 3 ngày sau, là có thể trị hết thanh linh cô nương bệnh. Phong gian thanh linh hắc ám tật bệnh, mấu chốt sâu nặng, thế gian không có bất kỳ vật gì trị được, trừ Diệp Thần luân hồi máu. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng là rõ ràng, thật ra thì coi như hắn ra tay trị liệu, cũng là muốn dựa vào luân hồi máu trợ lực, đây là trăm thử trăm linh đồ. Có thể. Diệp Thần đáp ứng, phong gian thanh linh đem quyết tử ma nhãn cho hắn. Hắn chỉ phải tiêu hao 3 giọt luân hồi máu tươi, là được báo đáp, thế gian bây giờ không có so với cái này càng tiện nghi chuyện. Lập tức, Diệp Thần dứt bỏ ra 3 giọt luân hồi máu tươi, chứa một cái bình sứ nhỏ bên trong, giao cho Tiểu Thảo Thần Thanh Nghiên. Tiểu Thảo Thần Thanh Nghiên cầm lấy bình sứ, rồi sau đó non nớt khuôn mặt nhỏ bé trên, mang vẻ ngưng trọng ý, hướng phong gian thanh linh nói, thanh linh cô nương, ta vì ngươi trị liệu thời điểm, ngươi không thể giống như trước nữa như vậy. Mỗi ngày ăn hoa bỉ ngạn giải tán, nếu không không thể nào chữa xong, hơn nữa hơi thở mâu thuẫn, người lập tức liền sẽ bệnh phát, hậu quả nghiêm trọng nha. Nghe được Thanh Nghiên mà nói, Diệp Thần sửng sốt một tí, cau mày hướng phong gian thanh linh nói, thanh linh cô nương, người mỗi ngày đều ở đây ăn hoa bỉ ngạn tán cái loại này thuốc cấm. Phong gian thanh linh mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng lúng túng, bị điểm phá bí mật, không lời chống đỡ. Tiểu Thảo Thần Thanh Nghiên dựa vào thủ vọng thụ. Đã cảm nhận tất cả thiên cơ, liền tới ám tinh không tất cả bí mật, cũng toàn bộ thấy rõ, tự nhiên bao gồm phong gian thanh linh bí mật, nàng nói. Đúng vậy, đao kiếm thần quyết bác đại tinh thâm, coi như người điều nghiên hàng tỷ thế kỷ nguyên,
cũng không khả năng điều nghiên thấu triệt, vì cảm ngộ đao kiếm thần quyết bên trong chỉ thủy kiếm đạo, nàng mỗi ngày ăn thuốc cấm, vậy thua thiệt được nàng phong gian gia tộc bên trong, có chút chậm tách ra bóng tối tâm pháp, nếu không, nàng đã sớm sa đọa thành thiên tai thiên ma quái vật. Đao kiếm thần quyết, do chỉ thủy kiếm đạo và vô tưởng đao ý tạo thành. Phong gian thanh linh có, chỉ là chỉ thủy kiếm đạo bí ẩn. Ở cực kỳ lâu trước kia, nàng liền nghiên cứu ra một chút chỉ thủy kiếm đạo tinh túy kết tinh, cũng truyền thụ cho ca ca nàng phong gian suy tuyết. Phong gian suy tuyết, đạt được nàng kiếm đạo truyền thụ, một bước lên trời, thành làm thiên đế kiếm thần, cũng đoạt được phong gian gia tộc gia chủ ngôi. Nhưng, ở vậy sau này, phong gian thanh linh cũng không có ngừng đối đao kiếm thần quyết nghiên cứu. Hoặc là nói, cái này căn bản không cách nào dừng lại. Đao kiếm thần quyết quá huyền diệu. Bất kỳ cảm nhận liền đao kiếm trung cực bí ẩn người, cũng bỏ không được dừng lại thăm dò truy đuổi nhịp bước, chỉ có thể một mực điều nghiên đi xuống, cho đến mình mài mòn chết đi. Diệp Thần nội tâm kích động, nhớ lại thiên đấu đại đồ kiếm. Ban đầu hắn đi ẩn đảo, liền thấy một đống người, hướng về phía thiên đấu đại đồ kiếm ngày đêm nghiên cứu, quên ăn quên ngủ, người người cũng chìm đắm vào đi vào, không thể tự kiềm chế. Có thể gặp cao cấp võ đạo thần công, đối với người sức hấp dẫn. Có bao nhiêu to lớn. Đắm chìm nghiên cứu những thứ này cao cấp võ đạo, thu hoạch thỏa mãn, còn có không có chút nào nơi được mang tới lo âu khổ sở, liền như độc dược vậy, không ngừng dẫn dụ người điều nghiên thăm dò, cho đến chết đi. Hiện tại ở Diệp Thần tinh nguyệt giới bên trong, còn có một đống người đang nghiên cứu thiên đấu đại đồ kiếm, đến cơm nước không ngon bước. Mà đao kiếm thần quyết, thần thuật hạng so thiên đấu đại đồ kiếm cao hơn, còn muốn bác đại tinh thâm. Còn muốn huyền diệu vô cùng. Phong gian thanh linh hiểu đao kiếm thần quyết, chìm đắm vào trong đó, thậm chí không tiếc uống thuốc cấm, nghe tuy có điểm kinh người, nhưng cũng ở đây tình lý bên trong. Thật xin lỗi. Phong gian thanh linh hai tay ở nơi bụng khuấy trước, rất là bất an cùng xấu hổ. Tiểu thảo thần thanh niên mỉm cười nói, không có sao, đao kiếm thần quyết như vậy huyền diệu, ngươi chìm đắm vào đi vào, cũng không trách ngươi được, ta chỉ cần ngươi nhẫn nại 3 ngày. Cái này 3 ngày thời gian, ngươi không muốn lại uống thuốc cấm, cùng 3 ngày trôi qua, ngươi hắc độc bệnh hóa giải, ngươi sau này thì coi là ăn nữa thuốc cấm, cũng phải rất nhiều cái kỷ nguyên thời gian, hắc ám mới biết lần nữa đọng lại. Nàng dự định mang phong gian thanh linh hồi không không lúc nào không, trước hết giải quyết hết phong gian thanh linh hắc độc bệnh, nếu không, đang đột phá thứ nguyên vách đá thời điểm, nàng một khi bị đánh vào bệnh phát, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.